Nhưng ngay khi Từ Diễn vừa nói xong, trước khi những binh lính kịp phản ứng, Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt Từ Diễn, rồi dùng kiếm đâm vào ngực và giết chết hắn ta chỉ bằng một đòn. Cậu! Hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Bùm! Diệp Phàm xoay kiếm trong tay, thân thể của Từ Diễn liền bị xé nát, biến thành một đống thịt hỗn độn. Cảnh tượng này khiến những binh lính của chiến khu trung bộ sợ hãi đến mức mặt trắng bệnh rồi nhanh chóng thối lui. Diệp Phàm liếc mắt nhìn thống soái chiến khu trung bộ là Thu Minh, nhưng ông ta lại nói, ra tay đi. Mặc dù ông là người của Từ Long Tượng, nhưng cũng là thống soái của chiến khu trung bộ. Ông phải nhớ rằng mình là chiến sĩ của Long Quốc, gánh vác trách nhiệm bảo vệ Long Quốc, vậy nên không thể vì việc riêng mà bắt những binh lính vô tội này phải chết. Diệp Phàm không có ra tay với Thu Minh, chỉ lạnh lùng nói. Nghe thấy Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt Thu Minh không ngừng thay đổi, ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Đưa người của ông trở về đi, về phần xử lý ông như thế nào thì đó là việc của chiến bộ. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Cảm ơn. Thu Minh nói với Diệp Phàm, rồi trực tiếp dẫn theo 10 vạn quân rút lui. Sau đó, Diệp Phàm nhìn Sở Cửu Ca cùng Tạ Thiên Bá, vừa rồi cảm ơn mọi người đã ra tay giúp đỡ. Anh không sao là được rồi, tôi về trước đây. Nếu có cần gì thì cứ liên hệ với tôi. Sở Cửu Ca nói. Được, Diệp Phàm gật đầu. Vậy thì chúng ta cũng đi thôi. Tạ Thiên Bá nói xong liền nhìn Tạ Hạo, nhóc con, cùng cha về nhà rồi chăm chỉ mà tu luyện. Cha ơi, con có thể không về được không ạ? Tạ Hạo đáng thương hỏi. Không, thực lực của con cũng chỉ có như vậy, nhỡ sau này ở bên ngoài bị ức hiếp, thì chẳng phải sẽ mất mặt người làm cha này à? Tạ Thiên Bá nhéo lỗ tai của Từ Hạo, hừ một tiếng. Diệp thiếu, xin. Tạ Hạo cầu cứu Diệp Phàm nhưng kết quả lại bị cha kéo đi. Các vị, cuộc thi thanh bảng đã kết thúc, mọi người có thể quay về được rồi. Diệp Phàm nói với đám người có mặt ở đấy. Lúc này, đám người của nhiều thế lực đều liếc nhìn Diệp Phàm rồi bàng hoàng rời khỏi đây. Đối với bọn họ mà nói, cuộc thi thanh bảng này đã chẳng còn quan trọng nữa, điều mà họ quan tâm nhất chính là Diệp Phàm. Người có rất nhiều thân phận, thực lực lại vô cùng lợi hại, điều này đã hoàn toàn gây chấn động cả giới võ đạo. Lúc này, Đông Phương Hách đi tới trước mặt Đông Phương Hạo Thiên nói, cùng tôi quay về. Quay về với ông sao? Sau đó lại bị giam cầm như tù nhân và chịu đựng mọi tủi nhục. Đông Phương Hạo Thiên nhìn Đông Phương Hách rồi lạnh lùng nói. Cậu là con trai của Đông Phương Hách tôi, cậu phải tuân theo mệnh lệnh của tôi, cùng tôi trở về. Đông Phương Hách uy nghiêm hét lên. Kể từ lúc ông giam cầm tôi, ông đã không còn là cha của tôi nữa rồi. Tôi có huyết mạch ma đạo. Đây là sự xấu hổ đối với toàn bộ Đông Phương Việt. Có lẽ trong lòng ông đã sớm không còn đứa con trai này nữa. Vậy thì bây giờ ông còn giả vờ làm gì vậy? Đông Phương Hạo Thiên mỉa mai nói. Soạt. Sắc mặt của Đông Phương Hách tối sầm lại, trong mắt tràn đầy sự tức giận. Anh ta hiện tại là người của tôi, nếu ông muốn dẫn anh ta đi, e rằng ông phải hỏi tôi có đồng ý hay là không. Diệp Phàm đi tới, lạnh lùng nói với Đông Phương Hách. Đây là việc của Đông Phương Việt, cậu cũng muốn nhúng tay vào sao? Đông Phương Hách cau mày nhìn Diệp Phàm. Nhưng bây giờ anh ta đã nhận tôi là chủ nhân, đương nhiên tôi phải quản rồi. Diệp Phàm nói thẳng. Ánh mắt của Đông Phương Hách lập tức lóe lên, liếc nhìn Đông Phương Hạo Thiên, sau đó dẫn Đông Phương Lăng và Đông Phương Chiến rời đi. Ông ta thật sự là cha của anh à? Diệp Phàm liếc nhìn Đông Phương Hạo Thiên. Đúng vậy, tôi từng là thiên tài mà Đông Phương Việt coi trọng nhất. Cũng là đứa con trai mà ông ta tự hào nhất. Nhưng từ khi trong cơ thể tôi thức tỉnh huyết mạch của ma đạo, hết thảy đều đã thay đổi. Trong mắt bọn họ, tôi là kẻ quái dị, là sự xấu hổ của Đông Phương Việt, nên bọn họ đã phế bỏ thân phận thiếu phiệt chủ của tôi, rồi giam cầm tôi, khiến tôi phải trải những ngày tháng đau khổ. Nếu không phải tôi tìm được cơ hội rồi nhân đó mà trốn thoát, thì có lẽ cả đời này đều bị ông ta giam cầm như tù nhân. Đông Phương Hạo Thiên lạnh lẽo nói. Tàn nhẫn như vậy. Người của Đông Phương Việt đúng là cầm thú. Diệp Phàm bĩu môi nhìn Đông Phương Hạo Thiên, anh đi theo tôi không cần lo lắng bị cầm tù, nếu như bọn họ dám tấn công anh, tôi sẽ tiễn tất cả bọn họ lên đường. Cảm ơn thiếu chủ, Đông Phương Hạo Thiên cảm kích nói. Bây giờ thiếu chủ đã trở về, mấy người vì sao còn chưa tham kiến thiếu chủ? Lúc này, Lão Mạc nói với đám người của Võ Minh có mặt ở đấy. Lời này vừa nói ra. Viêm Khiếu cùng toàn bộ người của Võ Minh trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm, hô lớn, tham kiến thiếu chủ. Mọi người đứng dậy đi cả. Diệp Phàm nói.
họ đứng dậy rồi kính nể nhìn Diệp Phàm. Vừa rồi đại trưởng lão của Võ Minh muốn giết tôi, xem ra mọi người không hoàn toàn chấp nhận vị thiếu chủ này. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Dứt lời, sắc mặt của đám người Võ Minh liền thay đổi. Viêm Khiếu nói, thiếu chủ, đại trưởng lão sớm đã có dã tâm muốn nắm quyền toàn bộ Võ Minh, nhưng vẫn chưa tìm được lý do thích hợp. Lần này ông ta làm giả võ thần lệnh, tuyên bố người đứng đầu thanh bảng có thể nắm giữ võ thần lệnh. Mục đích là để cho đệ tử của ông ta danh chính ngôn thuận trở thành thiếu chủ Võ Minh, sau đó lại trở thành minh chủ Võ Minh. Như vậy, thì ông ta với thân phận là sư tôn của minh chủ Võ Minh, liền có quyền khống chế toàn bộ Võ Minh trong tay. Ông già này tính toán tốt thật đó. Diệp Phàm cười lạnh rồi liếc mắt đám người của Võ Minh, có ai dám mơ ước vị trí minh chủ Võ Minh không? Chúng tôi nguyện trung thành với minh chủ, tuyệt đối không có hài lòng. Viêm Khiếu và những người khác đều đồng loạt nói, ánh mắt vô cùng kiên định và trung thành. Tốt nhất là như thế, nếu có người dám tính toán gì đó, tôi đảm bảo tên đó sẽ còn chết thảm hơn tên đại trưởng lão kia. Diệp Phàm lạnh lẽo lên. Thiếu chủ, nếu như bây giờ ngài đã trở lại, vậy vị trí minh chủ. Viêm Khiếu nhìn Diệp Phàm nói. Vị trí minh chủ Võ Minh mãi mãi là nhị sư phụ của tôi. Nhưng bây giờ ông ấy không thể trở về, vậy nên về sau nếu như Võ Minh xảy ra chuyện gì, có thể nói với tôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng, Viêm Khiếu gật đầu. Đúng rồi, trước đó tên đại trưởng lão có nói về giải thưởng Ngọc Rồng, Võ Minh có Ngọc Rồng. Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, Ngọc Rồng ở Tàng Bảo Các, Lão Mạc biết rõ điều này vì ông ấy phụ trách dọn dẹp Tàng Bảo Các. Viêm Khiếu vừa nói, ánh mắt liếc nhìn Lão Mạc đang đứng ở một bên. Dọn dẹp Tàng Bảo Các. Đây không phải là người thu dọn trong giới hiệp sĩ sao? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Hắn không ngờ Lão Mạc lại lợi hại như vậy, chức vụ của ông ấy trong Võ Minh thế mà lại là thu dọn, chẳng trách ông ấy cầm một cây chổi. Thiếu chủ, mời đi theo tôi. Lão Mạc dẫn Diệp Phàm đi tới một gian phòng trong Võ Minh. Ở đây treo một tấm bảng Tàng Bảo Các, đây chính là Tàng Bảo Các của Võ Minh. Sau đó, Lão Mạc lại dẫn Diệp Phàm đi vào trong. Bên trong, có rất nhiều loại vũ khí, thư tịch, và một vài chai lọ. Được đặt trên nhiều kệ. Lão Mạc đi đến trước một cái kệ, mở hộp ra rồi lấy một viên ngọc rồng đưa cho Diệp Phàm. Thiếu chủ, đây chính là ngọc rồng, nhưng ở đây chỉ có một viên, 8 viên còn lại không biết bây giờ ở chỗ nào. Không sao đâu, tôi đã có 6 viên rồi. Diệp Phàm lên tiếng. Thiếu chủ thật sự đã thu thập được 6 viên ngọc rồng sao? Vậy cộng thêm viên này nữa là 7. Chỉ còn lại 2 viên cuối cùng, như vậy có thể tìm ra bảo vật đằng sau ngọc rồng rồi. Lão Mạc bình tĩnh nói. Thật sự có bảo vật ẩn giấu phía sau ngọc rồng sao? Diệp Phàm tò mò hỏi. Cái này không ai biết cả. Truyền thuyết về ngọc rồng đã được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng chưa ai có thể thu thập được 9 ngọc rồng để tìm ra đáp án. Nhưng thiếu chủ rất có khả năng thu thập được 9 viên ngọc rồng, như vậy có thể biết được tính xác thực của truyền thuyết này. Lão Mạc nói. Tôi cũng muốn xem đằng sau ngọc rồng ẩn giấu cái gì. Đôi mắt Diệp Phàm lấp lánh. Thiếu chủ, ở đây đều là tất cả công pháp, võ công, đan dược, vũ khí mà năm đó minh chủ đã thu thập, ngài có thể xem qua và lấy bất cứ thứ gì mình cần. Lão Mạc chỉ vào Tàng Bảo Các và nói. Sau đó Diệp Phàm dạo quanh Tàng Bảo Các, nhưng ngoại trừ những đan dược có thể tăng cường thực lực ra, những thứ khác hắn cũng không thích mấy, dù sao hắn cũng không thiếu bất kỳ công pháp nào. Hửm. Lúc này, Diệp Phàm chợt chú ý đến dưới kệ có một cuốn sách cũ ố vàng, còn không hoàn chỉnh. Vì tò mò, hắn liền cầm nó lên. Hồn quyết. Diệp Phàm nhìn cuốn sách, sau khi phủi lớp bụi, mặt trên hiện lên 2 chữ. Hắn mở ra xem, đây lại là một công pháp tu luyện linh hồn. Thiếu chủ, cậu hứng thú với bộ công pháp này à? Mạc lão đi tới, nhìn Diệp Phàm đang cầm quyển sách trong tay. Mạc lão, đây là công pháp tu luyện linh hồn. Một vật chân quý như vậy, sao lại lấy để kê chân? Diệp Phàm không hiểu nhìn Mạc lão. Hắn đã từng nghe các sư phụ nhắc tới, rất lâu trước kia, trên thế giới này ngoại trừ võ giả thì vẫn còn hồn giả. Hồn giả chuyên tu luyện linh hồn, bọn họ có sức mạnh linh hồn vô cùng cường đại, chỉ cần một suy nghĩ đã có thể giết chết một người cách xa cả nghìn dặm, tóm lại là rất lợi hại. Chỉ là tư cách để nhập môn vô cùng cao, tu luyện lại hết sức gian khổ. Hơn nữa sau khi trái đất này trải qua vô số lần biến động, công pháp tu luyện linh hồn đã bị mất, bởi vậy ngày nay rất khó để gặp được một hồn giả. Đương nhiên hồn giả cũng không tính là hoàn toàn biến mất,
bởi vì thuật sĩ hệ tinh thần rất giống hồn giả, nhưng năng lực lại kém xa. Chính vì những nguyên nhân này nên Diệp Phàm biết rõ, hiện tại bộ công pháp tu luyện linh hồn này quý giá đến nhường nào. Chỉ là, bộ hồn pháp chân quý như vậy lại bị lấy để kê giá, chuyện này khiến Diệp Phàm không thể tin nổi. Mặc dù đây là công pháp tu luyện thần hồn, nhưng nó là bản thiếu, chỉ có một nửa, căn bản không có cách nào tu luyện, trước kia minh chủ đã từng luyện nhưng không thành công, vậy nên nó được xem như đống giấy vụn, đương nhiên là chỉ có thể lấy để kê giá rồi. Mạc lão giải thích, nếu đã như vậy, tôi sẽ cầm bộ công pháp này về. Diệp Phàm nói, thiếu chủ, cậu định luyện quyển công pháp này, tuyệt đối không thể, công pháp không hoàn chỉnh, nếu luyện nó, khả năng rất cao sẽ tổn hại tới linh hồn, hậu quả không thể lường được. Mạc lão nhìn Diệp Phàm vội vàng nhắc nhở. Yên tâm, tôi có chừng mực. Diệp Phàm khẽ cười. Hắn cầm lấy hồn quyết rồi ra khỏi tàng bảo các. Thiếu chủ, chúng tôi vừa phát hiện có một người đang trốn bên trong võ minh, lén lén lút lút, không biết là người nào. Diệp Phàm vừa ra khỏi tàng bảo các, Viêm Khiếu đã đi tới trước mặt hắn nói. Trốn ở võ minh, qua xem thử. Ngay sau đó Diệp Phàm đi tới chính điện võ minh, một người phụ nữ hai tay ôm chặt bọc quần áo. Là cô. Diệp Phàm nhìn thấy người này thì rất ngạc nhiên. Cô gái này chính là người bị đuổi giết tối hôm qua. Là anh, sao anh lại ở đây? Cô gái kia nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt kinh ngạc. To gan, dám vô lễ với thiếu chủ. Viêm Khiếu quát đối phương. Thiếu chủ. Anh là thiếu chủ võ minh. Cô gái kia khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Đúng vậy, vì sao cô lại ở đây? Còn nữa, rốt cuộc bên trong bọc quần áo này của cô có thứ gì? Những người đuổi giết cô tối qua là vì thứ trong bao này nhỉ? Diệp Phàm nhìn bao quần áo trong tay cô gái kia nói. Vẻ mặt của cô gái kia lập tức thay đổi, ôm chặt lấy bọc quần áo rồi nhìn Diệp Phàm với vẻ đầy cảnh giác, anh đừng mơ động tới đồ trong này. Nếu cô không nói cho tôi biết trong này là gì, vậy thì tôi coi như kê cô đấy. Cô ta giao lại cho ông, nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Diệp Phàm nói với Viêm Khiếu rồi rời đi. Anh đứng lại. Vẻ mặt của cô gái kia thay đổi, cô ta lớn giọng gọi Diệp Phàm. Chuyện gì nữa? Diệp Phàm quay đầu nhìn cô gái. Tôi chỉ cho một mình anh xem, những người khác không được nhìn. Cô gái nói với Diệp Phàm. Các người ra ngoài hết đi. Diệp Phàm trực tiếp bảo đám người Viêm Khiếu rời khỏi nơi đây. Lúc này, trong đại điện chỉ còn lại Diệp Phàm và cô gái kia. Anh phải đảm bảo, tuyệt đối không được có bất cứ ý nghĩ nào với thứ này. Cô gái kia nhìn Diệp Phàm nói. Bây giờ cô không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Ánh mắt cô gái lóe lên, mở bọc quần áo ra, bên trong có một hộp gỗ đàn. Khi cô mở hộp gỗ đàn, ánh sáng vàng chói mắt tản ra, một cỗ uy áp rất mạnh bao phủ. Bên trong chiếc hộp là một viên trân châu to chừng quả trứng ngỗng, toàn thân đều màu vàng, tản ra một cỗ uy lực thần thánh. Đây là thứ gì? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Xá lợi. Cô gái đáp. Xá lợi. Đây không phải là thứ mà các vị cao tăng Phật giáo để lại sao? Biểu cảm của Diệp Phàm vô cùng ngạc nhiên. Đúng thế. Cô gái kia gật đầu. Vì sao thứ này lại trong tay cô? Diệp Phàm tò mò hỏi. Xá lợi này là bảo vật do một vị cao tăng Phật giáo đã viên tịch để lại, chứa đựng ý nghĩa Phật Pháp sâu xa, đây là vật cực kỳ quan trọng với nhà Phật, người ngoài căn bản không thể có được. Tôi đã trộm thứ này từ một thế lực nào đó. Cô gái đáp. Cô vậy mà trộm được món bảo vật chân quý thế này, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng mà vì món đồ này mà cô ngay cả mạng cũng không cần nữa à? Diệp Phàm bĩu môi nhìn cô gái. Tôi trộm xá lợi này là để cứu mạng cho ông nội tôi. Chỉ là tôi bị bọn họ truy giết cả dọc đường, không cách nào trở về tìm ông nội, chỉ có thể trốn ở đây. Đối phương lên tiếng. Cứu ông nội cô. Đúng vậy, ông nội tôi bị thương, xá lợi này có hiệu quả trị thương rất tốt. Cô gái gật đầu. Cô cũng có hiếu đấy, nếu đã vậy thì cô đi đi. Diệp Phàm nói. Anh chịu thả tôi đi. Cô gái kia ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, nhưng nghĩ tới cái gì đó, cô ta ôm chặt viên xá lợi nói, tôi sẽ không đưa xá lợi này cho anh. Rõ ràng, đối phương cho rằng Diệp Phàm muốn dùng xá lợi để thả cô đi. Yên tâm, tôi không có hứng thú với xá lợi. Diệp Phàm nói xong, hắn để Viêm Khiếu phái người hộ tống cô gái này rời đi. Ngay sau đó,
Diệp Phàm cho gọi Viêm Khiếu và các thành viên cấp cao của Võ Minh, hiện tại hắn đã hiểu đại khái về tổ chức này. Thiếu chủ, bên ngoài có một kẻ tự xưng là người của Long Hồn muốn gặp thiếu chủ. Lúc này, một đệ tử Võ Minh đi tới cung kính nói với Diệp Phàm. Người của Long Hồn, dẫn họ vào đây. Diệp Phàm nói. Rất nhanh, hai đệ tử của Võ Minh đỡ một bóng dáng cả người đầy máu xuất hiện trong đại điện. Hắc Uyên. Diệp Phàm nhìn bóng dáng cả người đầy máu, vết thương chồng chất này thì giật mình hô lên. Người này chính là một trong cửu đại long vệ của Long Hồn, Hắc Uyên. Tổng chỉ huy. Hắc Uyên nhìn Diệp Phàm hấp hối nói. Diệp Phàm đi thẳng đến bên Hắc Uyên, nói, Hắc Uyên, ông làm sao vậy? Long Hồn bị diệt rồi. Dứt lời, Hắc Uyên ngất đi. Diệp Phàm nghe Hắc Uyên nói xong thì vẻ mặt hắn lập tức thay đổi, vung châm bạc trị thương cho anh ta. Được Diệp Phàm chữa trị, thương thế của Hắc Uyên rất nhanh đã khôi phục lại. Thấy Hắc Uyên tỉnh lại, Diệp Phàm hỏi hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Long Hồn lại bị diệt? Lúc trước Long Soái biết được tin đại quân của chiến khu Trung Bộ đi về phía Thái Sơn, đoán bọn họ muốn ra tay với cậu nên đã để tôi thống lĩnh người của Long Hồn tới khống chế chiến khu Trung Bộ. Không ngờ nửa đường chúng tôi gặp phải mai phục, toàn bộ thành viên Long Hồn tôi dẫn theo đều chết thảm, mà tôi cũng là do bọn họ liều chết hiểm hộ mới có thể trốn thoát. Hắc Uyên nói xong, ánh mắt tràn ngập đau thương và tức giận. Thiết thủ, bọn họ đều chết cả rồi. Là do tôi vô dụng không bảo vệ được họ. Hắc Uyên siết chặt nắm đấm, vẻ mặt áy náy nói. Chuyện này không trách anh được, không cần phải áy náy. Đúng rồi, anh có biết là ai làm không? Ở Long Quốc mà lại có người dám ra tay với Long Hồn, bọn họ có lai lịch gì? Diệp Phàm lạnh giọng nói. Có lẽ là một trong cửu đại hộ quốc chí tôn của Long Quốc, Mộ Thiên Vấn làm. Hắc Uyên nói. Mộ Thiên Vấn. Diệp Phàm híp mắt. Hắc Uyên gật đầu nói. Đúng thế, trước khi tôi rời khỏi đế đô, ông ta đã bắt tay với những chí tôn khác để bãi bỏ tất cả chức vụ của Long Soái, giam cầm ông ấy ở đế đô, ngay sau đó thì Long Hồn gặp phải mai phục, chắc chắn ông ta có liên quan tới tất cả những chuyện này. Long Soái bị giam rồi. Diệp Phàm ngạc nhiên. Đúng vậy. Hắc Uyên đáp. Lúc này, ánh mắt Diệp Phàm lạnh như băng, hắn nói, đi, trở về đế đô. Đế đô, ở một tứ hợp viện nào đó. Diệp Phàm và Hắc Uyên xuất hiện ở bên ngoài, còn Long Soái đang ở trong tứ hợp viện. Đứng lại. Nhưng bọn họ vừa tới thì đã có hai người mặc đồ đen chắn trước mặt, cả hai đều là cường giả cấp bậc tông cảnh. Diệp Phàm phát hiện xung quanh còn có vô số họng súng đang chĩa vào hắn, nơi u tối còn ẩn giấu rất nhiều sát khí. Một đám người mai phục quanh tứ hợp viện, bọn họ vây tứ hợp viện kín không kẽ hở. Tôi muốn gặp Long Soái. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn hai cường giả tông cảnh. Long Soái đang dưỡng thương, tôn chủ có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy Long Soái. Hai người đối diện lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm trực tiếp ra tay, đánh bay hai người này ra ngoài. Phụt phụt phụt. Ngay khi Diệp Phàm ra tay, xung quanh có hàng nghìn người xuất hiện, tất cả vũ khí trong tay bọn họ đều chĩa vào Diệp Phàm. Cút. Diệp Phàm khinh thường, đi thẳng vào bên trong tứ hợp viện. Khoan đã. Ngay khi bọn họ chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm thì một vị cường giả tông cảnh ngăn cản. Sao vậy? Người còn lại không hiểu. Người kia có khả năng là tổng chỉ huy của Long Hồn, Diệp Phàm, Mộ tôn chủ có lệnh, tạm thời không đối đầu trực tiếp với hắn. Vị cường giả tông cảnh kia nghiêm túc nói, lập tức thông báo cho Mộ tôn chủ, nói tình huống ở nơi này cho ông ấy biết. Bên trong tứ hợp viện, Long Soái đang nằm trên ghế tựa, hút một tẩu thuốc phiện, dáng vẻ như đang an dưỡng tuổi già. Ông cũng nhàn nhã nhỉ. Diệp Phàm đi vào, nhìn Long Chiến Thiên nói. Sao hai người lại tới đây? Long Chiến Thiên đứng dậy nhìn Diệp Phàm và Hắc Uyên. Long Soái, xin lỗi. Lúc này, Hắc Uyên quỳ xuống trước mặt Long Chiến Thiên. Hắc Uyên, cậu đứng lên đi, Long Hồn bị diệt, không phải lỗi của cậu, muốn trách chỉ có thể trách tôi đã đánh giá thấp độ tàn nhẫn của bọn họ. Bây giờ họ vì mục đích của cá nhân mà coi thường lợi ích đất nước. Long Chiến Thiên lắc đầu, thở dài nói. Rõ ràng, ông đã biết chuyện của Long Hồn. Không phải ông bị giam cầm à? Sao lại biết được chuyện xảy ra bên ngoài? Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn Long Chiến Thiên, đối phương nói, là giảm lòng, không phải giam cầm. Bọn họ chỉ không cho phép tôi rời khỏi nơi này và nhúng tay vào việc của chiến bộ. Vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt liên lạc của tôi với bên ngoài. Tốt xấu gì tôi cũng là nguyên soái. Bọn họ cũng không thể làm quá mức.
Vậy hiện tại ông có dự tính gì? Cứ ở chỗ này mặc kệ chiến bộ, cũng không quan tâm tới những oan hồn đã mất của Long Hồn. Diệp Phàm nhíu mày nhìn Long Chiến Thiên. Trước tiên không vội, hiện tại thời cơ còn chưa tới, nếu bọn họ đã bắt đầu ra tay, vậy thì để trận báo táp hung bạo hơn đi, để bọn họ hoàn toàn lộ ra nguyên hình. Muốn Long Quốc khôi phục yên bình, chúng ta nhất định phải diệt trừ những khối u ác tính đã thối rữa này. Chỉ khi chúng duỗi hết móng vuốt ra mới có thể tiêu diệt tận gốc. Ánh mắt Long Chiến Thiên lóe lên vẻ lạnh như băng. Ông nghĩ cũng xa đấy. Diệp Phàm bĩu môi. Vụt. Lúc này, một đám người xông vào tứ hợp viện, dẫn đầu là một người chừng 20-30 tuổi, trên người mặc bộ đồ thể thao màu trắng, vẻ mặt lạnh như băng. Thực lực của người này đã đạt tới thiên cảnh, phía sau còn có một lão già tóc hoa tiêu. Cậu là tổng chỉ huy của Long Hồn, Diệp Phàm. Người đàn ông lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, đang tiếc, Long Hồn đã không còn, hiện tại cả đội chỉ còn mình cậu. Anh muốn ăn đòn. Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương. Danh con, biết tao là ai không mà dám nói chuyện như vậy. Sư tôn của tao chính là Hộ Quốc Chí Tôn, Mộ Tôn Chủ, mày đánh tao thử xem. Người đàn ông ngang ngược nói. Diệp Phàm cũng không phí lời, hắn vung tay tát bay đối phương ra ngoài, khiến cơ thể hắn ta nện xuống đất rồi nôn ra máu. Anh bảo tôi đánh đấy nhé. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mày, Hà Lão, giết hắn cho tôi. Lúc này, gã đệ tử của Mộ Tôn Chủ nằm trên mặt đất che lấy mặt, hắn ta hung tợn nhìn Diệp Phàm. Ông già đi theo hắn ta cũng nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt đục ngầu rồi bước từng bước về phía hắn. Ông già như vậy rồi còn tới tìm chết à? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương, cười lạnh. Người trẻ tuổi, quá ngông cuồng không phải chuyện tốt đâu. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hai quyền nắm chặt, trên người ông ta bộc phát một luồng năng lượng đáng sợ. Danh con, vị này chính là Bắc Quyền Tông Sư, đứng thứ 7 trong bảng Tông Sư, mày chết chắc rồi. Gã thanh niên kia lớn tiếng nói với Diệp Phàm. Giết! Vị Bắc Quyền Tông Sư hô lên một tiếng rồi tấn công Diệp Phàm. Cú đấm vừa nhanh vừa có lực, vô cùng khí thế, mang theo sức mạnh phá núi cắt biển. Răng rắc! Chỉ là nắm đấm của vị Bắc Quyền Tông Sư này vừa đánh ra đã bị Diệp Phàm bóp nát. A! Người đứng thứ 7 trong bảng Tông Sư trực tiếp hét thảm. Phụt! Giây sau, Diệp Phàm buông nắm đấm của đối phương ra. Hắn đấm một quyền đánh xuyên qua lồng ngực của Bắc Quyền Tông Sư. Ông ta trợn mắt nhìn Diệp Phàm, không kịp nói lời nào đã ngã trên mặt đất. Tên đệ tử của Mộ Tôn Chủ thấy vậy thì chết đứng, những người khác cũng bị dọa cho ngây người. Diệp Phàm đi về phía gã đệ tử của Mộ Tôn Chủ. Mày muốn làm gì? Đối phương thấy Diệp Phàm bước tới thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Giết mày! Diệp Phàm lạnh lùng quát. Mày dám giết tao? Hắn ta nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay cả Hộ Quốc Chí Tôn tao còn dám giết, một gã đệ tử của Hộ Quốc Chí Tôn thì có là gì? Diệp Phàm khinh thường nói. Lên, ngăn hắn ta lại. Ngay lập tức nét mặt của người đàn ông thay đổi, hắn ta hét lên với thuộc hạ. Tất cả những người khác đều xông về phía Diệp Phàm, gã đệ tử kia nhân cơ hội đứng dậy muốn chạy trốn. Diệp Phàm đánh một chưởng qua. Ngay lập tức. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thân thể của đám thuộc hạ xông về phía Diệp Phàm đều nổ tung, ngay cả gã đệ tử đang bỏ chạy khỏi tứ hợp viện của Mộ Tôn Chủ cũng không thoát khỏi số phận. Một trưởng của Diệp Phàm đã giết chết hơn 100 cường giả. Cậu cũng đủ tàn nhẫn, lần này lại đắc tội thêm một vị Hộ Quốc Chí Tôn. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm, cười bất đắc dĩ. Dù sao đã giết một người, đắc tội thêm người nữa cũng không sao. Huống chi tốt xấu gì tôi cũng là tổng chỉ huy Long Hồn, bọn họ diệt Long Hồn của tôi, nếu người tổng chỉ huy này không làm chút gì cho những thành viên đã chết thảm của Long Hồn thì đâu còn là người nữa, xem như thu chút lãi đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Chín đại trưởng lão đều có mặt trong nội các, bầu không khí vô cùng áp lực. Không ngờ trong võ minh còn có một cao thủ mạnh như vậy, ngay cả thủ hộ cấp địa cảnh của Long Cấm cũng không phải đối thủ của họ. Vẻ mặt của một vị trưởng lão vô cùng khó coi. Hộ vệ địa cấp không giết được hắn ta, vậy thì điều động thiên cấp. Một vị trưởng lão nội các khác lạnh nhạt nói. Không được, nếu điều động tới thủ vệ thiên cấp, chẳng may bên trong Long Cấm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì sẽ rất phiền phức. Đúng thế, tuyệt đối không được điều động thủ vệ cấp thiên cảnh. Các đại trưởng lão lần lượt lên tiếng. Quốc chủ hạ mệnh lệnh, chuyện này tạm dừng ở đây. Đột nhiên,
đại trưởng lão nội các lên tiếng. Đại trưởng lão, chẳng lẽ cứ như vậy mà tha cho tên tiểu tử này sao? Một vị đại trưởng lão không cam lòng. Yên tâm, sẽ có người xử lý hắn, chúng ta chỉ cần ngồi đợi ngư ông đắc lợi là được. Ánh mắt đại trưởng lão lóe lên, ông ta thản nhiên nói. Tổng bộ điện Long Vương. Lúc này, một lượng lớn người đang tụ tập ở đây, có cả máy xúc, xe nâng, nhân viên mặc đủ các loại đồng phục, trong đó có rất nhiều binh lính được trang bị súng ống. Tứ đại Long Quân dẫn người của điện Long Vương rằng co với bọn họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày hỏi. Thiếu chủ, cậu tới rồi. Bọn họ muốn phá điện Long Vương. Cuồng sư Long Quân nói với Diệp Phàm. Phá hủy điện Long Vương, ai mà to gan như vậy? Sắc mặt Diệp Phàm lạnh đi, hắn tức giận quát lớn. Xin chào, chúng tôi nhận được mệnh lệnh của cấp trên, muốn trưng dụng mảnh đất này để xây dựng căn cứ quân sự, đồng thời cũng sẽ bồi thường đủ cho các anh, hy vọng mọi người phối hợp. Lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục đứng ra, nói với Diệp Phàm. Mệnh lệnh của cấp trên nào? Bảo người đó đích thân tới gặp tôi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Này cậu, cậu là ai mà ngang ngược như vậy? Người đàn ông mặc chiến phục huy hiệu 2 sao đi tới nhìn Diệp Phàm. Anh không có tư cách nói chuyện với tôi. Diệp Phàm khinh thường liếc nhìn đối phương. Khẩu khí cũng lớn thật, không thấy đây là cái gì sao? Tướng hàm 2 sao còn không đủ tư cách nói chuyện với cậu. Người đàn ông chỉ vào tướng hàm 2 sao trên vai, nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt cường thế. Nhìn cho rõ đây là cái gì? Diệp Phàm trực tiếp lấy chứng nhận sĩ quan tướng hàm 6 sao ra, đưa cho đối phương xem. Lúc này, vẻ mặt người đàn ông lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Diệp Phàm với vẻ khiếp sợ, cậu vậy mà. Quay trở về nói với cái gì mà mộ tôn chủ kia, ông ta muốn kiếm chuyện thì cứ nhằm vào tôi, nếu còn dám nhòm ngó tới điện Long Vương, tôi sẽ đưa ông ta xuống bầu bạn với Tử Long Tượng. Cút! Diệp Phàm quát với vẻ mặt hung ác, trên người hắn tản ra một cỗ sát khí khủng bố trấn áp đám người kia. Rõ ràng hắn đoán được đứng sau sai khiến bọn họ chính là mộ tôn chủ kia. Rút! Người đàn ông cảm nhận được khí tức từ trên người Diệp Phàm thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Gã hô lên! Ngay lập tức, đám người này đã rút lui. Thiếu chủ, hộ quốc chí tôn muốn ra tay với chúng ta rồi sao? Bạch Ưng Long Quân lên tiếng. Đúng, hiện tại chiến bộ đã bị một vị hộ quốc chí tôn nắm giữ, ông ta muốn tìm cái cớ để chiếm lấy thế lực của chúng ta. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thanh Dực Long Quân lo lắng nói. Diệp Phàm nhìn Long Kình nói, thông báo cho các anh em Long Quân. Sau này bất cứ người nào dám nhòm ngó tới điện Long Vương, lập tức giết không tha. Rõ, Long Kình đáp. Thực lực của các người đã tăng lên đáng kể, tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng các phân điện Long Vương ở khắp nơi trên Long Quốc, chiêu mộ thành viên mới, tìm lại điện Long Vương huy hoàng cửa ngày xưa. Diệp Phàm nhìn tứ đại Long Quân phân phó. Hiện tại thực lực của bọn họ đều đã bước vào tông cảnh, trở thành tông sư võ đạo. Rõ, tứ đại Long Quân gật đầu. Lúc này, ánh mắt Tử Hồ Long Quân lóe lên nhìn về phía Diệp Phàm, thiếu chủ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì? Diệp Phàm nhìn Tử Hồ Long Quân, đối phương nói, có một người muốn gặp thiếu chủ, hy vọng thiếu chủ có thể nể mặt. Ai muốn gặp tôi? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này, tạm thời thuộc hạ không thể nói được, thiếu chủ đi một chuyến sẽ biết. Ánh mắt Tử Hồ Long Quân lóe lên. Tử Hồ, định làm cái gì thế? Ai muốn gặp thiếu chủ mà còn thần bí như vậy? Cuồng sư Long Quân nhìn Tử Hồ Long Quân nói. Tử Hồ Long Quân không đáp, chỉ chăm chú nhìn Diệp Phàm, cơ thể có hơi căng thẳng. Được, Diệp Phàm cũng không nói nhiều mà trực tiếp đồng ý. Sau đó, Tử Hồ Long Quân dẫn Diệp Phàm tới bên hồ ở ngoại thành đế đô, có một bóng người đang đứng ở đình nghỉ mát giữa hồ. Diệp Phàm và Tử Hồ Long Quân đi xuyên qua hành lang dài trong hồ đến trong đình. Diệp Phàm nhìn người đàn ông đưa lưng về phía hắn, ăn mặc theo phong cách cổ trang. Lạnh nhạt nói, ông là người muốn gặp tôi. Người đàn ông xoay người này, mỉm cười nói, Diệp công tử, tại hạ là Mai Nhược Sơn, gia chủ nhà họ Mai đế đô. Ông tìm tôi có chuyện gì? Diệp Phàm hỏi thẳng. Diệp công tử, mời ngồi. Mai Nhược Sơn mời Diệp Phàm ngồi xuống, hai người ngồi trước một cái bàn tròn, trên bàn cắm một nén hương, để hai bộ ấm trà. Tử Hồ Long Quân chủ động pha trà cho hai người. Diệp công tử nếm thử bích loa xuân. Trăm năm mới mọc ra 3 lá. Mai Nhược Sơn cầm chén trà nhấp một ngụm, giới thiệu cho Diệp Phàm,
Diệp Phàm cầm chén trà, nhấp một ngụm, nói, tôi không muốn nghe vô nghĩa. Diệp công tử còn trẻ lại có thiên phú xuất chúng như vậy, sau lưng còn được nhiều vị đại sư dạy dỗ, đúng là kỳ tài. Con người của tôi lại rất thích tài, bởi vậy hy vọng Diệp công tử có thể gia nhập nhà họ Mai, trợ giúp tôi tạo dựng sự nghiệp lớn. Mai Nhược Sơn để chén trà xuống, nói thẳng. Cùng tạo dựng sự nghiệp lớn, ông muốn làm gì, muốn làm hoàng đế? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi muốn khống chế thế giới này trong tay. Mai Nhược Sơn nói. Dã tâm không nhỏ, nhưng tôi không có thời gian chơi với ông. Diệp Phàm đứng dậy định rời khỏi. Lúc này bên hồ xuất hiện một đám người, tay cầm vũ khí, ngăn chặn hành lang. Nếu ông muốn mời chào tôi, có lẽ biết rõ thực lực của tôi, ông cảm thấy chỉ bằng bọn họ có thể ngăn cản được tôi. Diệp Phàm khinh thường nói. Đúng là bọn họ không ngăn được Diệp công tử, nhưng Diệp công tử cảm thấy hiện tại cậu còn có thể dùng toàn lực không? Mai Nhược Sơn mỉm cười nói. Diệp Phàm nhìn chằm chằm ông ta, nói, ông bỏ thuốc. Nhưng tại sao trong trà không có độc? Bên trong nước trà không có độc, nhưng nếu ngửi xong mùi hương này, lại uống nước trà sẽ tạo thành một loại độc độc đáo. Loại độc này không lấy mạng cậu, nhưng sẽ làm cậu không thể dùng sức trong một canh giờ. Mai Nhược Sơn nói. Nguyễn Cân Tán, Diệp Phàm nói. Mai Nhược Sơn nghe vậy thì rất ngạc nhiên, không ngờ công tử cũng biết loại thuốc này. Tất nhiên là biết, tôi còn chơi với nó lúc 10 tuổi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nghe vậy, Mai Nhược Sơn nhíu mày, nhìn về phía Tử Hồ Long Quân. Tử Hồ Long Quân hơi do dự, cuối cùng vẫn ra tay. Tử Hồ Long Quân vừa ra tay đã bị Diệp Phàm bóp cổ, lạnh nhạt nói, tại sao phản bội Điện Long Vương? Cậu không bị gì. Mai Nhược Sơn khiếp sợ nói. Diệp Phàm nhìn Tử Hồ Long Quân, lạnh lùng nói, cô biết kết cục của kẻ phản bội không? Cô ta đã là người của tôi từ lâu rồi. Mai Nhược Sơn nói. Thiếu chủ, xin lỗi, đều do năm đó tôi bị ông ta dụ dỗ nên mới bị khống chế, ép phản bội Điện Long Vương, ngài giết tôi đi. Tử Hồ Long Quân nói. Rắc. Diệp Phàm bóp nát cổ của Tử Hồ, vứt xuống đất, lạnh lùng nhìn Mai Nhược Sơn. Cậu đủ tàn nhẫn. Mai Nhược Sơn thấy Diệp Phàm quyết đoán giết Tử Hồ Long Quân, sắc mặt hơi thay đổi. Kẻ phản bội đều đáng chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đủ tuyệt tình. Nhưng nếu hôm nay cậu đã đến, muốn rời khỏi nơi này chỉ có hai con đường, hoặc thần phục tôi, hoặc táng thân trong hồ này. Mai Nhược Sơn nói. Tôi lựa chọn con đường thứ ba, ông chết. Diệp Phàm lao về phía Mai Nhược Sơn. Mai Nhược Sơn phóng một luồng tinh thần khủng bố đè ép về phía Diệp Phàm. Người này là một thuật sĩ hệ tinh thần lực cực khủng bố, cho dù cao thủ quân cảnh cũng không cản được đòn tấn công của ông ta. Mai Nhược Sơn thấy đối phương dùng tinh thần lực để tấn công nhưng lại không có phản ứng gì. Chỉ trong nháy mắt, tinh thần lực của ông ta đâm vào trong đầu của Diệp Phàm. Nếu không muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thì đừng trách tao. Từ nay về sau hãy trở thành con rối của tao đi. Mai Nhược Sơn lạnh lùng nói. Ông ta muốn dùng tinh thần lực để khống chế ý thức linh hồn của Diệp Phàm, biến hắn thành một con rối. Đối với thuật sĩ hệ tinh thần, loại thủ đoạn này không quá khó. Nhưng Mai Nhược Sơn không ngờ tinh thần lực của ông ta mới đi vào trong đầu của Diệp Phàm đã biến mất không còn tí gì. Phụt! Mai Nhược Sơn hộc máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin tưởng, mày! Ông cảm thấy tôi sẽ để yên cho ông thao túng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Dứt lời, một luồng tinh thần lực cuồng bạo xông ra từ trong đầu hắn, lao về phía Mai Nhược Sơn. Mai Nhược Sơn chưa kịp nói gì, luồng tinh thần lực kia đã nhảy vào trong đầu ông ta, nghiền nát linh hồn ông ta. Phụt! Mai Nhược Sơn lại hộc máu, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thất khiếu chảy máu, tắt thở. Mai Nhược Sơn đến chết cũng không ngờ Diệp Phàm cũng là một thuật sĩ hệ tinh thần, lực lượng tinh thần còn cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn nghiền nát ông ta. Cứ phải ép tôi ra tay. Diệp Phàm bĩu môi. Hắn chưa bao giờ bày ra lực lượng tinh thần gì đó trước mặt người khác, nhưng lực lượng tinh thần của hắn mạnh đến mức ngay cả vài vị sư phụ cũng phải ngạc nhiên. Nhưng đại sư phụ từng nhắc nhở hắn không được tùy tiện sử dụng tinh thần lực trước mặt người ngoài, bởi vậy Diệp Phàm chưa bao giờ thi triển tinh thần lực. Diệp Phàm cũng không biết tại sao đại sư phụ lại nói vậy, nhưng hắn chỉ cần làm theo là được, bởi vì đại sư phụ sẽ không bao giờ hại hắn. Diệp Phàm liếc nhìn thi thể của Mai Nhược Sơn, rời khỏi đình. Đám thuộc hạ của Mai Nhược Sơn thấy chủ nhân bị giết, tất cả đều biến sắc, không biết nên làm gì.
Cuối cùng đám thuộc hạ này của Mai Nhược Sơn không dám ra tay với Diệp Phàm, để mặc cho hắn công khai rời khỏi nơi này. Diệp Phàm trở lại Điện Long Vương, Bạch Ưng Long Quân nói, thiếu chủ, Tử Hồ đâu? Cô ta phản bội Điện Long Vương bị tôi giết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ba vị Long Quân nghe thấy vậy đều vô cùng kinh sợ, bọn họ không ngờ Tử Hồ sẽ phản bội Điện Long Vương. Căn cứ chiến bộ, trên vị trí vốn thuộc về Long Chiến Thiên, một người đàn ông có đôi mắt như chim ưng, sắc mặt âm u đang ngồi trên đó. Diệp Phàm, người đàn ông này gần từng chữ một, giọng nói lạnh băng vô tình. Ông ta là một trong chín hộ quốc chí tôn của Long Quốc, Mộ Vấn Thiên. Tôn chủ, người này quá ngông cuồng, dám giết chết đệ tử của ngài trước mặt mọi người, còn uy hiếp ngài, không coi ai ra gì, để tôi triệu tập quân đội đi tiêu diệt hắn ta. Tôi cũng không tin hắn ta có thể thoát khỏi sự bao vây tiêu trừ của 10 vạn quân. Lúc này một người đàn ông mặc chiến phục đứng trước Mộ Vấn Thiên, tức giận nói. Không vội, giữ mạng cho hắn ta, để vị kia tự tay giải quyết. Mộ Vấn Thiên lạnh lùng nói. Trong Long Tượng Tông, một tông môn thần bí. Một con kiến giới võ đạo cũng dám giết chấp sự ngoại môn của Long Tượng Tông, thật to gan. Đi thông báo cho Hiệp hội Lánh Đời, bảo bọn họ lập tức đưa hung thủ đến cho ta, nếu không Long Tượng Tông sẽ xóa sổ giới võ đạo Long Quốc. Một tiếng quát lạnh băng bá đạo vang lên. Cùng lúc đó ở thế giới phương Tây, trong một đại điện hắc ám. Đệ tử của Cổ Tam Thông xuất hiện. Xem ra là ý trời. Lập tức thông báo cho 5 vị chủ tịch quốc hội, không tiếc giá nào phải bắt lấy đệ tử của Cổ Tam Thông. 30 năm trước nợ máu để thằng nhãi này trả lại. Một tiếng quát lạnh băng vô tình tràn đầy sát khí vang lên trong đại điện. Rạng sáng, Diệp Phàm đang nghỉ ngơi, đột nhiên giật mình, có cảm giác xấu. Hắn vội vàng gọi điện cho Đường Sở Sở lại không có người nghe máy. Không lẽ Sở Sở đã xảy ra chuyện? Trực giác của Diệp Phàm nói cho hắn, chắc chắn Sở Sở đã xảy ra chuyện. Diệp Phàm lập tức đặt vé máy bay chạy về Thiên Hải. 5 phút trước, trong biệt thự của Đường Sở Sở, một đám khách không mời mà đến đã đến, đúng là đám người Sở Thiên. Đám người Đại Hổ Nhị Hổ canh giữ ngoài biệt thự bị Càn lão bên cạnh Sở Thiên đả thương. Tại sao lại là anh? Đường Sở Sở biến sắc. Không phải tôi, chẳng lẽ là tên Diệp Phàm kia? Sở Thiên cười nói. Anh muốn làm gì? Đường Sở Sở nhíu mày, nói. Tôi muốn cô. Sở Thiên nhìn chằm chằm Đường Sở Sở với ánh mắt nóng rực, giống như đang nhìn con mồi. Mời anh lập tức rời đi, nếu không anh Tiểu Phàm biết được sẽ không bỏ qua cho anh. Đường Sở Sở lạnh nhạt nói. Không cần dùng tên kia để đe dọa tôi, chờ tôi chinh phục cô, hấp thu lực huyền âm trong cơ thể cô, thực lực của tôi có thể đột phá, đến lúc đó tên kia không là gì cả. Sở Thiên nói. Đường Sở Sở nghe vậy thì biến sắc, lao ra bên ngoài. Càn lão đứng chắn trước mặt Đường Sở Sở, Đường Sở Sở đột nhiên ra tay. Bây giờ thực lực của Đường Sở Sở đã lên đến thiên cảnh ngũ trọng, có thể thấy được tốc độ tu luyện của thân thể huyền âm cực nhanh. Nhưng ở trong mắt Càn lão, chút thực lực này vẫn chưa đủ. Càn lão tung ra một chưởng đánh bay Đường Sở Sở ra ngoài, ngã trên đất hộc máu. Người đẹp, đừng giãy giụa, đêm nay cô đã được định sẵn là của tôi. Sở Thiên lạnh lùng nói, bước từng bước về phía Đường Sở Sở. Anh không được đến đây. Đường Sở Sở không ngừng kêu to, Sở Thiên tiến lên bắt đầu xé rách quần áo của cô. Không, Đường Sở Sở hét lên. Đột nhiên trong cơ thể của Đường Sở Sở bộc phát ra một luồng khí lạnh đến tận xương. Sở Thiên bị luồng khí lạnh này bắn bay ra ngoài. Sở Thiên phun ra một ngụm máu tươi, Càn lão biến sắc, đỡ được đối phương, kết quả thân thể cũng bị chấn động liên tục lùi về sau. Công tử, ngài sao rồi? Càn lão vội vàng hỏi. Cô ta bị làm sao vậy? Sở Thiên khiếp sợ nói. Lúc này trong cơ thể Đường Sở Sở bộc phát ra từng luồng khí lạnh âm lãnh, thân thể bị đóng băng, lan ra cả ngôi biệt thự. Không xong, lực huyền âm trong cơ thể cô ta mất khống chế, nhanh chạy đi. Càn lão kêu lên. Ông ta mang theo Sở Thiên chạy khỏi biệt thự. Bọn họ vừa rời khỏi biệt thự, cả ngôi biệt thự đã bị khí lạnh khủng bố này đóng băng. Đường Sở Sở biến thành một khối băng, không biết sống chết. Khi mặt trời bắt đầu mọc và ánh sáng chiếu rọi cả Long Quốc, Diệp Phàm đi từ đế đô về Thiên Hải, tiến thẳng vào biệt thự. Lúc Diệp Phàm tới thì Đại Hổ, Nhị Hổ, Natasha Romanoff, 10 cao thủ ảnh bộ và mấy người Xuân Lan đều đang đứng chờ ở đây. Chủ nhân, thật xin lỗi.
Đại hổ và nhị hổ quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm. Thiếu chủ, là chúng tôi vô dụng không bảo vệ được cô đường. Natasha Romanoff cúi đầu nói. Soạt. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phàm liền tối sầm lại, sở sở làm sao vậy? Thiếu chủ, cô đường ở bên trong, nhưng... Xuân Lan chỉ vào phía biệt thự, nhưng còn chưa kịp nói xong Diệp Phàm đã lao vào trong. Soạt. Vừa bước vào biệt thự, hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức lạnh buốt xông thẳng về phía mình, khiến toàn thân hắn khẽ run lên. Diệp Phàm liếc mắt nhìn, sắc mặt chợt lạnh lẽo. Lúc này, khắp nơi trong biệt thự đều tràn ngập không khí lạnh buốt, giống như đang ở trong hầm băng, hàn khí khủng khiếp này khiến người ta không thể nào bước vào. Giữa biệt thự, Đường Sở Sở đang nằm trên mặt đất, nhưng toàn thân đã bị khí lạnh đóng băng, giống như bị đóng trong quan tài băng vậy. Sở Sở. Diệp Phàm hét lớn một tiếng rồi trực tiếp huy động sức mạnh để chống cự khí lạnh đang lao về mình. Khi Diệp Phàm nhìn thấy Đường Sở Sở, trong lòng chợt thắt lại, cảm thấy vô cùng đau lòng. A! À, Diệp Phàm gầm lên, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Sau đó Diệp Phàm lập tức ra tay xua tan toàn bộ khí lạnh trong biệt thự và trên người Sở Sở. Nửa giờ sau, khí lạnh trong biệt thự và trên người Đường Sở Sở đều đã không còn, nhưng toàn thân hắn cũng đã tiêu hao không ít sức lực. Khí lạnh này thực ra chính là khí huyền âm nằm trong cơ thể của Đường Sở Sở, lúc trước Sở Sở đã phải chịu sự dày vò của khí huyền âm này, sau đó Diệp Phàm dùng cửu châm quỷ cốc để áp chế hoàn toàn nó. Hơn nữa hắn cũng để Sở Sở bắt đầu tu luyện, từ từ khống chế được khí huyền âm, chuyển hóa nó thành sức mạnh huyền âm, trở thành một phần sức mạnh trong cơ thể của Đường Sở Sở, để cô ấy không còn phải chịu sự đau đớn do khí huyền âm nữa. Nhưng lần này không biết tại sao khí huyền âm lại bộc phát, còn vượt quá khả năng mà cơ thể Đường Sở Sở có thể chịu đựng, nên mới thành ra như thế này. Nếu thân thể Đường Sở Sở không phải là võ giả, thực lực cũng không thấp thì có lẽ đã bị khí huyền âm giết chết. Nhưng dù vậy, mạng sống của Đường Sở Sở vào lúc này đã như ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Phàm nhanh chóng điều động toàn bộ sức mạnh của cửu châm quỷ cốc để chữa trị cho Đường Sở Sở. Một giờ sau, trán hắn đã đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt và toàn thân rất mệt mỏi. Xuân Lan và những người khác lo lắng đứng một bên, không dám thở mạnh nhìn Diệp Phàm. Phù! Cuối cùng, Diệp Phàm cũng thở phào một hơi rồi cất châm bạc đi. Thiếu chủ, cô đường thế nào rồi? Natasha Romanoff hỏi. Tính mạng tạm thời đã được cứu, nhưng nếu muốn hoàn toàn bình phục, tôi còn cần một thứ. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Cái gì? Mọi người đều tò mò. Xích Dương Thảo, Diệp Phàm đáp. Xích Dương Thảo này là dược liệu cực kỳ quý hiếm, lại là vật cực dương. Bây giờ thân thể Đường Sở Sở đã bị khí huyền âm ăn mòn, dẫn đến âm dương trong cơ thể mất cân bằng. Trong cơ thể của một người có âm khí và dương khí, cả hai đều phải cân bằng, một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, cơ thể người đó sẽ xảy ra chuyện. Lần này, khí huyền âm đã phá vỡ hoàn toàn sự cân bằng âm dương trong cơ thể Đường Sở Sở, khiến phần lớn dương khí trong cơ thể cô đã không còn nên Đường Sở Sở không thể nào tỉnh lại. Nếu muốn tỉnh lại, cần phải bổ sung dương khí và Xích Dương Thảo có thể làm được điều đó. Bây giờ cần phải nhanh chóng tìm ra Xích Dương Thảo để khôi phục sự cân bằng âm dương trong cơ thể Đường Sở Sở, một khi thời gian kéo dài quá lâu, ngay cả Diệp Phàm cũng sẽ không cứu được cô. Truyền lệnh của tôi thông báo cho Quân Thiên Sách, Điện Long Vương, Bách Hoa Lâu, Thương Hội Thiên Long, yêu cầu bọn họ lập tức điều động toàn bộ lực lượng đi tìm Xích Dương Thảo. Cho dù có lật tung Long Quốc, bọn họ cũng phải tìm ra Xích Dương Thảo trong vòng một tuần. Diệp Phàm lạnh lùng ra lệnh. Vâng, mọi người đều gật đầu. Sau đó bốn thế lực lớn gồm Điện Long Vương, Bách Hoa Lâu, Thương Hội Thiên Long và Quân Đội Thiên Sách đều bắt đầu tìm kiếm Xích Dương Thảo trên khắp Long Quốc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi sắp xếp xong tất mọi chuyện, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Đại Hổ, Nhị Hổ rồi lạnh lùng hỏi. Thiếu chủ, là do Sở Thiên đêm qua đột nhiên xuất hiện cùng một đám người. Rồi đánh bại tất cả chúng tôi, còn có ý đồ ra tay với cô đường, kết quả là luồng khí lạnh trong cơ thể cô đường liền bộc phát. Đại Hổ nói. Sở Thiên. Soạt. Trong phút chốc, sắc mặt Diệp Phàm liền tối sầm lại, ánh mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo rồi trực tiếp gọi điện thoại. Alo, giọng nói của Sở Cửu Ca vang lên từ đầu dây bên kia. Sở Thiên đâu? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Sở Thiên, có chuyện gì vậy? Sở Cửu Ca trầm giọng hỏi. Dám động vào người phụ nữ của tôi muốn mạng của hắn ta. Diệp Phàm tức giận hét lên. Sở Cửu Ca nghe thấy Diệp Phàm nói vậy, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó giọng nói của Diệp Phàm lại truyền đến,
nếu lần này cô còn bảo vệ hắn ta, đừng trách tôi vô tình. Hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đem hắn ta đến trước mặt anh. Sở Cửu Ca nói. Được, Diệp Phàm nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này, ánh mắt Sở Cửu Ca khẽ lóe lên, cô trực tiếp rời khỏi tập đoàn Sở Thị. Trên một đỉnh núi Côn Lôn núi thần của Long Quốc có một tòa nhà. Trong tòa nhà này, có một bà lão đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện ở đây, quỳ xuống nói, đại trưởng lão, vừa nhận được tin tức thân thể huyền âm đã xuất thế. Thân thể huyền âm? Chắc chắn chứ? Đôi mắt của bà lão đột nhiên mở to, nhìn chằm chằm vào người này. Vâng, người này gật đầu. Không ngờ rằng thân thể huyền âm hiếm có mấy ngàn năm nay lại xuất hiện, lập tức thông báo cho tứ trưởng lão, để bà ta đích thân đi, đem thân thể huyền âm về đây. Bà lão hét lên uy nghiêm. Vâng, người này liền đáp. Khi khí huyền âm trong cơ thể Đường Sở Sở bùng nổ, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực thần bí. Đối với nam chiến binh mà nói, một nữ nhân có thân thể huyền âm có thể giúp bọn họ nhanh chóng tăng thực lực, một khi xuất hiện sẽ khiến vô số cường giả thèm muốn dùng cô ấy làm lò tu luyện. Diệp Phàm bây giờ vẫn chưa biết chuyện này. Lúc này, trong biệt thự Dương Ngọc Lan và Đường Chính Nhân đã đến. Sở Sở. Sở Sở, con làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Dương Ngọc Lan nhìn Đường Sở Sở đang nhắm mắt nằm trên giường, không ngừng gọi cô. Tiểu Phàm, Sở Sở làm sao vậy? Đường Chính Nhân nhìn Diệp Phàm. Chú, thật xin lỗi, cháu đã không bảo vệ được Sở Sở, khiến cô ấy bị thương, nhưng chú yên tâm, cháu sẽ chữa khỏi cho Sở Sở. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Đồ khốn, nhìn xem cậu đã khiến con gái tôi trở thành như thế nào. Dương Lan Ngọc giận dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và đánh hắn. Nhưng Diệp Phàm không hề phản kháng, mặc kệ để bà ta đánh mắng. Lần này Sở Sở vì hắn mới trở nên như vậy, nếu trước đây hắn giết Sở Thiên thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Được rồi, Dương Ngọc bình tĩnh chút đi, Đường Chính Nhân giữ bà ta lại rồi nói. Trước đây tôi đã nói cậu vốn không xứng với Sở Sở, đáng tiếc con bé không thèm nghe, kết quả lại thành ra như thế này. Dương Lan Ngọc rất tức giận. Xin lỗi, Diệp Phàm cúi đầu xin lỗi Đường Chính Nhân và Dương Ngọc Lan. Sau đó, khi Đường Chính Nhân đã khuyên nhủ được Dương Ngọc Lan, ông liền nói với Diệp Phàm, Tiểu Phàm, đừng để ý, dì Dương nhìn thấy Sở Sở như thế, cho nên mới kích động hành động như vậy. Không sao đâu ạ, Diệp Phàm lắc đầu nói, chú yên tâm, mấy ngày nữa Sở Sở sẽ ổn thôi. Được, tôi tin cậu, Đường Chính Nhân gật đầu. Trong chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Tại Sở Tộc, trong một cung điện nguy nga, Sở Thiên đang ngồi ở đây uống rượu, lạnh lùng nói, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không bắt được nữ nhân kia. Công tử, theo tình huống này cô ta chắc chắn sẽ không thể sống sót. Nếu Diệp Phàm đó biết chuyện này có liên quan đến chúng ta, liệu hắn ta có? Lúc này lão Càn lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Sợ cái gì? Cứ cho là hắn ta biết thì đã sao? Chẳng lẽ hắn ta còn dám đến Sở Tộc để lấy mạng của tôi? Sở Thiên khinh thường nói. Hắn ta không thể giết cậu, nhưng tôi có thể. Dầm. Khi giọng nói lạnh lùng này đột nhiên vang lên, cánh cửa cung điện cũng vỡ nát thành từng mảnh. Sắc mặt Sở Cửu Ca lạnh lẽo đi vào. Sở Cửu Ca. Sở Thiên nhìn Sở Cửu Ca xuất hiện thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đại tiểu thư, sao cô lại tới đây? Có chuyện gì sao? Lão Càn chắn trước mặt Sở Thiên, nói với Sở Cửu Ca. Cút. Sở Cửu Ca lạnh lùng quát, cô đánh ra một chưởng khiến cơ thể lão Càn bay ngược ra ngoài. Phụt phụt. Lão Càn đập lên vách tường cung điện, miệng phun ra máu, bị thương nghiêm trọng. Sở Cửu Ca, cô. Sở Thiên thấy lão Càn bị thương thì sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn Sở Cửu Ca, chỉ là hắn còn chưa nói xong, đối phương xuất hiện ở trước mắt hắn, một tay bóp lấy cổ. Đại tiểu thư, không nên kích động. Lão Càn nằm trên mặt đất hô lên với Sở Cửu Ca. Lúc trước tôi đã cảnh cáo anh, không được đi trêu chọc hắn, vì sao không nghe? Vẻ mặt Sở Cửu Ca lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Thiên. Lúc này mặt Sở Thiên đỏ bừng, có một loại cảm giác không thở nổi. Sở Cửu Ca, cô điên rồi sao? Mau thả Thiên Nhi ra. Lúc này, một đám người xuất hiện, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn Sở Cửu Ca giống lên. Cha.CSA, cứu con. Sở Thiên nhìn thấy người đàn ông này thì dùng toàn lực kêu cứu. Người đàn ông này chính là cha của Sở Thiên, Sở Nam Sơn, người đứng đầu hiện tại của chi thứ tư nhà họ Sở. Họ Sở là một gia tộc cổ xưa khổng lồ, chỉ riêng là dòng chính đã chia làm năm nhánh.
mỗi nhánh đều có một người đứng đầu, phụ trách quản lý các đệ tử, tộc trưởng nhà họ Sở sẽ được chọn từ trong năm nhánh này, phụ trách quản lý toàn bộ gia tộc. Sở Cửu Ca là người của nhánh thứ nhất, nhánh này cũng mạnh nhất trong năm nhánh của Sở tộc, mấy đời tộc trưởng nhà họ Sở đều là người của nhánh thứ nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở Thiên kiêng kỵ Sở Cửu Ca như vậy. Sở Cửu Ca, nếu cô dám động đến con trai tôi nhất định sẽ không tha cho cô, mau thả nó ra. Sở Nam Sơn giận dữ quát Sở Cửu Ca. Hắn đắc tội với người không nên đắc tội, hôm nay bắt buộc phải chết. Sở Cửu Ca lạnh lùng nói. Thiên hạ này, còn có ai mà con trai của Sở Nam Sơn này đắc tội không nổi. Hơn nữa cho dù nó đắc tội với người ta thì liên quan gì tới cô cũng không phải tộc trưởng nhà họ Sở, chấp hành tộc quy cũng không tới phiên cô. Sở Nam Sơn cường thế quát. Nếu hôm nay tôi cứ muốn giết hắn ta thì sao? Sở Cửu Ca lạnh lùng nói. Vẻ mặt Sở Nam Sơn lạnh lẽo, ông ta tức giận nói. Sở Cửu Ca, cô đừng có quá đáng, bây giờ tộc trưởng bế quan, Sở Phù Đồ cũng đã biến mất nhiều năm, hiện tại không ai có thể bảo vệ cô. Hôm nay nếu cô dám giết con tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Sở Nam Sơn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca. Răng rắc. Kết quả Sở Nam Sơn vừa nói xong, Sở Cửu Ca liền bóp nát cổ Sở Thiên. Lúc này Sở Thiên nghiêng đầu, mắt trừng thật to, trực tiếp tắt thở, chết không nhắm mắt. Thiên Nhi. Sở Nam Sơn nhìn đứa con trai duy nhất chết thảm, vẻ mặt bi thương hô lên. Những người nhà họ Sở khác nhìn thấy cảnh tượng này thì đều bị kinh sợ. Bọn họ nhìn Sở Cửu Ca, thầm nghĩ vị đại tiểu thư này thật đúng là điên cuồng. Nhưng mà chẳng lẽ cô không biết tình huống hiện tại của nhà họ Sở sao? Nếu là tại 10 năm trước, Sở Cửu Ca giết Sở Thiên, cho dù Sở Nam Sơn thì cũng chỉ có thể chịu đựng, bởi vì cha của Sở Cửu Ca là Sở Phù Đồ. Sở Phù Đồ, chính là người đứng đầu của Sở tộc nhất mạch người cầm lái, bằng thực lực của mình, năm đó ông ta đã đẻ ép 4 chi còn lại không ngóc đầu lên được, không ai dám đắc tội với người của nhánh thứ nhất. Lúc đó mạch thứ nhất có Sở Phù Đồ làm chỗ dựa, ở Sở tộc có thể nói là một mình độc nhất, 4 chi khác không dám nói một chữ không. Nhưng mà 10 năm trước, vị thiên tài Sở Phù Đồ này lại biến mất, không ai biết ông ta đi làm gì. Ngay cả tộc trưởng Sở tộc cũng không biết. Sở Phù Đồ biến mất, nhánh thứ nhất mất đi người cầm lái, uy trấn ở Sở tộc cũng giảm, 4 nhánh còn lại cũng không kiêng kỵ và sợ hãi với nhánh thứ nhất như trước, thậm chí có nhiều người muốn nhân cơ hội nuốt trọn nhánh thứ nhất. Không có Sở Phù Đồ che chở, hơn nữa tộc trưởng đương nhiệm của Sở tộc, cũng chính là ông nội của Sở Cửu Ca đang bế quan, Sở Cửu Ca lại dám giết Sở Thiên. Lá gan này cũng quá lớn rồi thì phải. Sở Cửu Ca, tao phải giết chết mày. Sở Nam Sơn giữ tận nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca, trên người ông ta bộc phát ra uy thế ngút trời. Ầm một tiếng, tòa đại điện ầm ầm sụp đổ, kinh động tới cả gia tộc họ Sở. Lập tức, Sở Cửu Ca và Sở Nam Sơn vọt ra, hai người lao vào đánh nhau. Rất nhanh, toàn bộ người của các nhánh Sở tộc tụ tập lại, nhìn thấy Sở Nam Sơn và Sở Cửu Ca đánh nhau thì ai nấy đều kinh hãi. Sau khi bọn họ biết Sở Cửu Ca giết Sở Thiên thì rất ngạc nhiên. Sở Thiên là con trai duy nhất của Sở Nam Sơn, cũng là hy vọng tương lai của nhánh thứ tư, hôm nay cứ như vậy mà bị giết chết, chẳng trách Sở Nam Sơn lại đánh nhau với Sở Cửu Ca. Nhưng Sở Cửu Ca đại chiến với Sở Nam Sơn cũng không rơi vào hạ phong, ngang tức ngang tài. Đại tiểu thư thật mạnh. Lúc này, mọi người Sở tộc nhìn Sở Cửu Ca thán phục nói. Với thực lực của Sở Nam Sơn, người đứng đầu nhánh thứ tư của nhà họ Sở, thực lực cũng phải xếp hàng đầu, Sở Cửu Ca tuổi còn trẻ lại có thể đánh ngang tay, thực lực này khiến người của nhà họ Sở phải chấn động. Xem ra đại tiểu thư kế thừa thiên phú của tộc trưởng, sắp trở thành người dẫn dắt nhánh thứ nhất rồi. Người của nhánh thứ nhất thấy thực lực của Sở Cửu Ca, ai nấy đều phấn khích hô lên. Từ khi Sở Phù Đồ biến mất, nhánh thứ nhất của bọn họ mất đi trụ cột, bị 4 nhánh còn lại chèn ép, lần này Sở Cửu Ca thể hiện ra thực lực mạnh như thế. Khiến cho người của nhánh thứ nhất thấy được hy vọng, ý chí chiến đấu cháy rực. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài màu đen, để râu xuất hiện, ông ta chính là người đứng đầu nhánh thứ hai của nhà họ Sở Sở Thiên Hùng, cũng là cha của Sở Quân Lâm. Không ngờ Sở Cửu Ca lại che giấu sâu như vậy. Sở Thiên Hùng nhìn chăm chú Sở Cửu Ca, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Chủ công, Sở Cửu Ca sợ là được kế thừa thiên phú của Sở Phù Đồ, nếu để cho cô ta tiếp tục phát triển, chỉ sợ. Lão giả bên cạnh Sở Thiên Hùng vuốt râu nói. Tôi sẽ không để cho cô ta trở thành Sở Phù Đồ thứ hai. Nếu không phải bởi vì cô ta,
Quân Lâm cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy, món nợ này cô ta phải trả. Vẻ mặt Sở Thiên Hùng lạnh như băng, ánh mắt ông ta cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ cuộc chiến của Sở Cửu Ca và Sở Nam Sơn truyền ra. Sau cú va chạm, thân thể cả hai đều lui về phía sau. Dừng tay. Ngay khi Sở Nam Sơn còn muốn tiếp tục, một tiếng quát truyền đến, bốn vị trưởng lão đều xuất hiện. Bốn người này chính là tứ đại trưởng lão của gia tộc họ Sở, sau khi tộc trưởng bế quan, bọn họ phụ trách quản lý toàn gia tộc. Các người đang làm cái gì vậy? Đại trưởng lão quát lên với Sở Cửu Ca và Sở Nam Sơn. Đại trưởng lão, Sở Cửu Ca giết con trai của tôi. Vẻ mặt Sở Nam Sơn lạnh lẽo. Cái gì? Vẻ mặt đại trưởng lập tức thay đổi, ông nhìn Sở Cửu Ca nói, Cửu Ca, cháu. Đúng vậy, là tôi giết Sở Thiên. Sở Cửu Ca thẳng thắn thừa nhận. Giây sau, cả tứ đại trưởng lão đều giật mình. Giết người đền mạng, hôm nay tao muốn mày đền mạng cho con tao. Sở Nam Sơn nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca với vẻ mặt đầy sát ý. Sở Nam Sơn, ông dám động Cửu Ca thử xem. Đột nhiên, một tiếng quát giận dữ truyền đến, người đàn ông với thân hình to lớn vào tới, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Sở Nam Sơn. Chú hai, Sở Cửu Ca nhìn người đàn ông, người này chính là em trai của Sở Phù Đồ Sở Hám Thiên. Cửu Ca, đừng sợ, hôm nay để chú xem ai dám động đến cháu. Sở Hám Thiên cường thế quát, đôi mắt hung sát nhìn chằm chằm Sở Nam Sơn. Sở Hám Thiên, ông. Lúc này, Sở Nam Sơn căm phẫn nhìn Sở Hám Sơn. Cảm ơn chú hai. Sở Cửu Ca nói rồi đi thẳng về đống phế tích của đại điện đã sụp đổ, kéo thi thể của Sở Thiên ra, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Sở Cửu Ca, buông thi thể con trai tao xuống. Sở Nam Sơn nhìn Sở Cửu Ca muốn mang thi thể con trai mình đi, ông ta giận dữ quát lên. Sở Cửu Ca lại giống như không nghe thấy Sở Nam Sơn nói, tiếp tục đi thẳng. Sở Nam Sơn muốn tiến lên, kết quả bị Sở Hám Thiên chặn lại. Người của nhánh thứ tư nghe lệnh, ngăn nó lại cho ta. Sở Nam Sơn quát. Ngay sau đó, người của nhánh thứ tư muốn ra tay, nhưng lại bị nhánh thứ nhất chắn trước mặt. Trong giây lát, trận chiến giữa Sở Cửu Ca và Sở Nam Sơn sắp trở thành đại chiến giữa hai nhánh của gia tộc họ Sở. Dừng tay. Bốn vị trưởng lão vội hô lên. Ánh mắt của đại trưởng lão nhìn về phía Sở Cửu Ca. Cửu Ca, cháu đã giết Sở Thiên, để thi thể hắn ở lại. Không được. Sở Cửu Ca từ chối, mang theo thi thể Sở Thiên rời khỏi nhà họ Sở. Sở Cửu Ca, con tiện nhân này, đứng lại cho tao. Sở Nam Sơn vô cùng tức giận, ông ta gào lên. Ông gọi ai là tiện nhân? Sở Hám Thiên nghe Sở Nam Sơn nói, vẻ mặt trầm xuống, đánh thẳng một quyền vào đối phương. Sở Hám Thiên đánh một chưởng khiến không khí như nổ tung, mặt đất rung chuyển, khí thế ngút trời. Sở Nam Sơn ra tay cản, kết quả cơ thể bị đánh văng, miệng phun ra máu. Ngay khi Sở Hám Thiên còn muốn ra tay thì bị Sở Thiên Hùng ngăn cản. Hám Thiên, đủ rồi. Sở Thiên Hùng đè một tay lên bả vai Sở Hám Thiên. Sở Hám Thiên nhìn lướt qua Sở Thiên Hùng, vẻ mặt lạnh lùng nói. Sở Nam Sơn, lần tới còn dám chửi mắng Cửu Ca, tôi nhất định sẽ không tha cho ông. Sở Nam Sơn siết chặt nắm đấm, muốn đuổi theo nhưng bị Sở Thiên Hùng chặn lại. Bên trong điện của gia tộc họ Sở, Sở Thiên Hùng nhìn Sở Nam Sơn vẫn đang lửa giận ngút trời ở trước mặt, Nam Sơn, bớt giận. Con trai chết rồi, làm sao mà nguôi giận được, Sở Nam Sơn lớn tiếng. Sở Thiên Hùng thản nhiên nói. Con trai tôi không phải cũng bị chặt đứt một cánh tay sao? Con trai ông, nghe nói là bị chồng chưa cưới của Sở Cửu Ca làm. Sở Nam Sơn nhìn Sở Thiên Hùng. Đúng vậy, nếu không có Sở Cửu Ca thì con trai tôi cũng sẽ không bị chặt đứt một cánh tay, từ một thiên tài biến thành một đứa bỏ đi, cho nên giữa chúng ta có chung kẻ thù. Sở Thiên Hùng lên tiếng. Ông muốn tôi bắt tay với ông. Sở Nam Sơn lập tức hiểu ý Sở Thiên Hùng. Chẳng lẽ ông không muốn báo thù cho con mình sao? Thực lực của Sở Cửu Ca và Sở Hám Thiên ông cũng thấy rồi đấy, chỉ mình ông thì căn bản báo không được thù, huống chi tộc trưởng vẫn là ông nội của Sở Cửu Ca. Các chủ, có muốn nói cho Trường Khanh biết chuyện này không? Người đàn ông trung niên hỏi. Không được, bây giờ Trường Khanh đang tiến vào thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để hắn phân tâm được. Người đàn ông lịch lãm lắc đầu. Người đàn ông trung niên kia tiếp tục hỏi, vậy chúng ta có ra tay không? Hay là đợi Trường Khanh xuất quan, để hắn tự mình xử lý đi. Ông phái người theo dõi chặt chẽ người này.
Người đàn ông lịch lãm lên tiếng, trong mắt có ánh sáng thần bí. Chớp mắt một ngày mới đã đến. Vào ngày này, trong biệt thự của Đường Sở Sở ở khu biệt thự Tử Kinh, Đại Hổ báo cáo với Diệp Phàm rằng có người đang tìm hắn. Lúc Diệp Phàm đi ra khỏi biệt thự, liền nhìn thấy Sở Cửu Ca đứng ở chỗ này, trước mặt là thi thể của Sở Thiên. Người này, tôi đã mang đến cho anh đây. Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm liếc nhìn thi thể Sở Thiên, lại nhìn Sở Cửu Ca, cô giết hắn sao? Hắn đáng chết, Sở Cửu Ca trực tiếp nói. Thật đáng tiếc, để hắn chết như vậy, quá dễ dàng. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Chuyện này là do lỗi của tôi, nếu như trước đó tôi không ngăn cản anh, thì Đường tiểu thư đã không xảy ra chuyện, thật xin lỗi. Sở Cửu Ca xin lỗi Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu, quên đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhắc lại cũng vô ích. Đường tiểu thư thế nào rồi? Có cần tôi giúp gì không? Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm hỏi. Cô có cỏ xích dương không? Diệp Phàm hỏi. Cỏ xích dương, đó là vật cực dương, không dễ tìm. Sở Cửu Ca nói, nhìn Diệp Phàm, Đường tiểu thư cần cỏ xích dương sao? Ừ, Diệp Phàm gật đầu. Tôi sẽ lập tức huy động lực lượng của sở tộc để đi tìm cỏ xích dương. Sở Cửu Ca trực tiếp nói. Cảm ơn, Diệp Phàm nói. Sau đó Xuân Lan đi tới biệt thự, nói với Diệp Phàm, thiếu chủ, chúng ta đã tìm được tung tích của cỏ xích dương. Ở đâu? Diệp Phàm nheo mắt lại, lập tức hỏi. Có tin tức từ Thương hội Thiên Long, phía Tây Nam có dấu vết của cỏ xích dương. Xuân Lan nói. Tây Nam, đặt cho tôi một vé máy bay đi Tây Nam ngay. Diệp Phàm nói thẳng. Tôi đi cùng với anh nha. Lâm Thi Âm nói, Cơ Như Yên cũng nói, tôi cũng đi. Hai người ở lại đây. Bảo vệ Sở Sở, không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì nữa. Hạo Thiên, cậu đi với tôi. Diệp Phàm trực tiếp ra lệnh. Vâng. Ba người họ gật đầu. Tiếp theo, Diệp Phàm dẫn Đông Phương Hạo Thiên đi về hướng Tây Nam. Sau 5-6 tiếng đồng hồ, khi Diệp Phàm lại đi vào Tây Nam lần nữa, mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống. Thiếu chủ. Lúc này, trong sân bay, Mai Hà, người phụ trách của Thương hội Thiên Long chi nhánh Tây Nam, đang đứng đợi Diệp Phàm. Cỏ xích dương ở đâu? Diệp Phàm nhìn Mai Hà, trực tiếp hỏi. Một người trồng dược liệu trước đây cung cấp dược liệu cho Thương hội Thiên Long nói rằng ông nội của anh ta đã phát hiện ra cỏ xích dương trong rừng nguyên sinh ở phía Tây Nam 50 năm trước, nhưng không biết bây giờ nó có còn ở đó không? Mai Hà nói. Đưa tôi đến khu rừng đó. Diệp Phàm nói thẳng. Tiếp theo, Mai Hà dẫn hai người Diệp Phàm lái xe tới một khu rừng nguyên sinh cách đó trăm dặm. Thiếu chủ, nghe nói trong khu rừng nguyên sinh này có rất nhiều thú dữ và thực vật có độc, hay là tôi tập hợp một nhóm người, cho bọn họ đi vào tìm xem. Khi họ đi đến bên ngoài khu rừng nguyên sinh này, Mai Hà lo lắng nói. Không cần, cô trở về đi, hai chúng tôi đi vào được rồi. Diệp Phàm nói xong liền dẫn Đông Phương Hạo Thiên tiến vào khu rừng rậm nguyên sinh này, tìm kiếm có xích dương. Chỉ một giờ sau khi Diệp Phàm bước vào khu rừng này, ở Tây Nam đã xảy ra một biến cố cực lớn. Hàng vạn lang quân bất ngờ xuất hiện, tấn công căn cứ quân sự Tây Nam, chiếm lấy căn cứ quân sự đó, sau đó lợi dụng sức mạnh của căn cứ quân sự này để phát động một cuộc tấn công ác liệt vào chiến khu Tây Nam. Cuối cùng, chiến khu Tây Nam bị tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui. Quân đội của Lang Quốc vốn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu đã lợi dụng tình thế phát động một cuộc tấn công ồ ạt từ biên giới Tây Nam, tiến thẳng vào Tây Nam. Qua một đêm, phần lớn khu vực phía Tây Nam đã bị quân đội của Lang Quốc chiếm đóng. Sự việc này trực tiếp gây chấn động toàn bộ Long Quốc, khiến tất cả những người dân ở Long Quốc sắp nghỉ ngơi đều bị đánh thức. Họ không ngờ rằng chiến tranh sẽ bất ngờ ập đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn. Khi Lang Quốc tấn công đầu tiên, Anh Quốc, Lưu Ly Quốc và các quốc gia khác đã chú ý và lập tức điều động quân đội của họ tiến về phía Long Quốc. Đêm hôm đó, Long Quốc vốn đã yên bình gần 20 năm, lại một lần nữa gặp phải nguy cơ, mà nguy cơ lần này còn nghiêm trọng hơn cả cuộc xâm lược của Liên minh năm nước năm đó. Đêm hôm đó, triều đình Long Quốc và chiến bộ tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó. Đêm đó, toàn bộ người dân của Long Quốc đều không thể ngủ được. Nhưng tại khu biệt thự Tử Kinh Thiên Hải, bên ngoài biệt thự của Đường Sở Sở, có một nhóm khách không mời mà đến. Nhóm người này đều là phụ nữ, mặc áo bào cổ điển, tóc dài vén lên, vẻ mặt lạnh lùng, cầm đầu là một bà lão khoảng 50-60 tuổi. Bà ta lập tức đi thẳng về phía biệt thự. Dừng lại. Lúc này,
đám người đại hổ nhị hổ lần lượt xuất hiện, nhìn chằm chằm vào đám người này, hét lớn, các người là ai? Tránh ra! Bà lão hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Sắc mặt đám người đại hổ tối sầm lại, bọn họ lao về phía bà lão này. Bùm! Bà lão này vung tay lên, một luồng năng lượng cuồng bạo bộc phát ra, trực tiếp khiến đám người đại hổ bay ra ngoài, đập xuống đất và nôn ra máu. Lập tức, Cơ Như Yên lao ra khỏi biệt thự và tấn công về phía bà lão này. Bùm! Bà lão vung ra một chưởng, trực tiếp đánh bay Cơ Như Yên. Tưng, tưng, tưng! Lúc này, từng tiếng đàn vang lên. Lâm Thi Âm đánh đàn, từng luồng kinh khí từ dây đàn vang lên tấn công về phía bà lão, tiếng đàn kia thậm chí còn tấn công vào cả linh hồn bà ta. Bà lão nhìn Lâm Thi Âm với sự kinh ngạc trong mắt, bà ta lại tung ra một chưởng nữa, đánh cho Lâm Thi Âm bay ra ngoài. Phụt! Lâm Thi Âm nôn ra máu và rút lui đến bên cạnh Cơ Như Yên. Không ngờ ở thế tục này lại có những người tài giỏi như hai người các cô, xem ra chuyến đi lần này của tôi rất đáng giá. Bà lão nhìn hai cô gái rồi vui vẻ nói. Rốt cuộc thì bà là ai? Tới đây để làm gì? Cơ Như Yên nhìn đối phương và hét lên. Tôi tới đây vì cơ thể huyền âm. Bà lão nói thẳng. Cơ thể huyền âm, chẳng lẽ là Đường tiểu thư? Lâm Thi Âm ngạc nhiên nói. Hai người các cô và người có thân thể huyền âm kia đi theo tôi đi. Bà lão lên tiếng, một cỗ sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể bà ta bộc phát ra, trực tiếp áp bức Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên, khiến họ không còn sức phản kháng. Vợ của đệ tử tôi, bà nói mang đi là mang đi sao? Lúc này, một giọng nói quyến rũ và ngọt ngào đột nhiên vang lên. Ngay khi bà lão thần bí kia phóng ra uy lực khủng bố trấn áp Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên khiến hai người họ không có cách nào động đậy được, một giọng nói nhu mì nhàn nhã vang lên. Vợ của đồ đệ ta, người nói muốn đưa đi là đưa được sao? Giây tiếp theo có vô số cánh hoa từ trên trời rơi xuống giống hệt như một cơn mưa cánh hoa. Nét mặt của bà lão và những người được bà ta mang đến đã thay đổi, mọi người đều tập trung nhìn ra bên ngoài biệt thự. Mà ở bên ngoài biệt thự có một vị mặc váy hoa, đó là một người phụ nữ với bộ dạng thùy mị hấp dẫn, thân thể thành thục đang uyển chuyển bước đến. Thất sư phụ! Lâm Thi Âm nhìn thấy người phụ nữ này thì kích động kêu lên. Vị này không ai khác chính là thất sư phụ của Diệp Phàm, bà ấy là lâu chủ của Bách Hoa Lâu, Trung Vô Diễm. Ngươi là ai? Bà lão đó nhìn Trung Vô Diễm, hai hàng lông mày cau chặt lại. Ngươi có thể gọi ta là lâu chủ Bách Hoa Lâu. Trung Vô Diễm có phong thái phong tình vạn chủng, người ta chỉ vô tình liếc mắt nhìn cũng có cảm giác chìm sâu vào trong đó. Lâu chủ Bách Hoa Lâu cái gì? Đồ đàn bà phóng đáng, đi chết đi. Nét mặt của bà lão đó lạnh lùng. Tung trưởng tấn công Trung Vô Diễm. Ôi, lão thái bà, sao bà lại nói chuyện như thế? Sắc mặt của Trung Vô Diễm trở nên lạnh lùng, bà ấy phất ống tay áo, những cánh hoa đầy trời bắn nhanh về phía bà lão. Đùng đùng đùng. Ngay lập tức giữa hai người họ vang lên những tiếng nổ lớn, từng luồng kinh khí đáng sợ lan rộng ra bốn phía xung quanh. Bà lão đó lùi lại một bước, bà ta nhìn chằm chằm vào Trung Vô Diễm với ánh mắt kỳ quái, người ở phía sau hừ lạnh nói. Lão thái bà, bản thân bà già úa xấu xí lại đi đố kỵ với người khác lại còn dám nói ta phóng đáng, bà nghĩ lâu chủ Bách Hoa Lâu ta dễ ức hiếp lắm phải không? Ngay lúc này, vị thất sư phụ này của Diệp Phàm đã bị chọc giận, tư thế nhu mì phong tình đã không còn nữa mà chỉ còn thấy sự mạnh mẽ và vô cùng tàn nhẫn, bà ấy trực tiếp tiến lên tấn công bà lão. Đoàng đoàng đoàng! Trong chốc lát hai người cùng xông vào chiến đấu quyết liệt, cả hai bên đều ra tay vô cùng quả quyết và tàn nhẫn. Chiêu nào cũng chí mạng, tiếng nổ vang lên không ngừng. Tuy nhiên Trung Vô Diễm chiếm ưu thế tuyệt đối, bà ấy siết chặt hai tay, thật sự sử dụng chân khí của mình để tạo thành một bông hoa có sáu cánh rồi tiến về phía bà lão. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ầm. Giây tiếp theo, nụ hoa và bà lão đã tiến lại gần nhau, sau đó có sáu tiếng nổ liên tiến vang lên, năng lượng ngút trời bùng nổ thổi bay bà lão đó đi. Vù vù. Bà lão bay xa hơn 10 mét rồi quỳ trên mặt đất, bà ta phun máu trong miệng ra, bị thương rất nặng. Giây phút này, tất cả những người theo bà lão đó đến đây đều chết lặng. Ánh mắt của bà lão nhìn Trung Vô Diễm, hết sức bàng hoàng nói, ngươi thế mà lại. Còn muốn đến sao? Trung Vô Diễm không đợi cho đối phương nói xong mắt đã lạnh lùng hét lên. Bà lão đứng dậy ôm lấy ngực rồi dứt khoát xoay người rời đi, những người mà bà ta đưa theo cũng nháo nhào rút lui. Lúc này Lâm Thi Âm vội vã chạy đến chỗ của Trung Vô Diễm,
Cô ấy nói, thất sư phụ quá lợi hại, đúng rồi, sao thất sư phụ lại đến đây? Nếu ta không đến chẳng phải hai người đã bị bà lão đó bắt đi rồi sao? Đợi đến khi Tiểu Phàm quay lại không nhìn thấy mấy người vợ của mình đâu, há chẳng phải sẽ tức chết sao? Trung Vô Diễm nói đùa. Đột nhiên mặt mũi Lâm Thi Âm đỏ lên, cô ấy nói, thất sư phụ, tôi không phải là vợ của Diệp Phàm, bà hiểu lầm rồi. Nhà đầu cô đừng có giấu giếm nữa, nếu cô và tiểu tử kia không có quan hệ gì thì sao nó lại đưa cô lên núi chứ? Hơn nữa trông cô cũng xinh đẹp, nếu cô không là vợ của tiểu tử đó thì há chẳng phải người khác sẽ được hơi à, vậy thì tôi không đồng ý đâu. Trung Vô Diễm hừ lạnh, mà những gì bà ấy nói lại khiến Lâm Thi Âm cảm thấy voi cùng thẹn thùng. Ngay lập tức, Trung Vô Diễm liếc nhìn Cơ Như Yên rồi nói, cô cũng là vợ của Tiểu Phàm à. Thật sự trông không tệ, quả nhiên tiểu tử đó có con mắt rất tinh tường trong việc tìm vợ. Tôi là thủ hạ của thiếu chủ. Cơ Như Yên mỉm cười đáp lại. Trông cô xinh đẹp như vậy thế mà lại là thủ hạ của nó, thật sự tiểu tử này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trung Vô Diễm lắc đầu. Sau đó họ đến phòng của Đường Sở Sở. Trung Vô Diễm nhìn Đường Sở Sở say ngủ thì đôi mắt của bà ấy sáng lấp lánh. Diệp Phàm đi về phía Tây Nam tìm Xích Dương Thảo, cũng không biết có thể tìm được không nữa. Lâm Thi Âm lo lắng hỏi. Sở Sở chính là người vợ được anh ấy công nhận, nên chắc chắn anh ấy sẽ tìm được Xích Dương Thảo, nhưng lần này khí huyền âm của Sở Sở bộc phát đã kinh động đến không ít người, bí mật về thân thể huyền âm của cô ấy khó giữ được nữa. Tiếp theo đây sẽ ngày càng có rất nhiều người muốn có được Sở Sở, muốn mượn thân thể huyền âm của Sở Sở để tăng cường thực lực. Trung Vô Diễm nói. Vậy phải làm sao đây? Vẻ mặt của Lâm Thi Âm thay đổi, cô ấy lo lắng hỏi. Trung Vô Diễm cười nói, đừng lo lắng, không phải ta đã đến rồi sao? Ta muốn xem thử ai dám cướp Sở Sở từ trong tay lâu chủ Bách Hoa lâu ta đi. Nét mặt của Trung Vô Diễm rất tự tin, bà ấy hử lạnh nói. Vào lúc này Diệp Phàm đang tìm Xích Dương Thảo ở trong rừng Nguyên Sinh. Chỉ trong một cái liếc mắt thì không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của khu rừng Nguyên Sinh này được. Nên không dễ để tìm thấy Xích Dương Thảo. Hơn nữa quả thật ở đây có rất nhiều dã thú hung dữ và các loại bọ cạp rắn độc cùng với nhiều thứ độc vật linh tinh khác, đương nhiên đối với Diệp Phàm và Đông Phương Hạo Thiên thì những thứ này không được tính là uy hiếp. Chẳng mấy chốc đã 3 tiếng trôi qua. Diệp Phàm và Đông Phương Hạo Thiên càng tìm thì càng đi sâu hơn vào rừng, nhưng đã đi đến nơi sâu nhất trong rừng rậm rồi vẫn không tìm thấy gì. Chủ nhân, anh nhìn xem, đằng kia có tòa nhà. Đột nhiên Đông Phương Hạo Thiên chỉ về một hướng xa và nói. Diệp Phàm liếc nhìn theo thì nhìn thấy phía xa có những tòa nhà cổ được bao bọc bởi tường rào, hơn nữa bên trong đó còn có ánh sáng, rõ ràng là có người ở. Trong rừng hoang núi thẳm này mà lại có người sống sao? Hơn nữa nhìn quy mô của những tòa nhà này thì còn là một cộng đồng. Đôi mắt của Diệp Phàm tỏa sáng lấp lánh. Nếu như ở đây có người sống, vậy liệu rằng họ có biết tung tích của Xích Dương Thảo không? Đông Phương Hạo Thiên hỏi. Đi thôi. Ngay lập tức Diệp Phàm tiến về phía làng trại đó. Mà làng trại này là nơi sinh sống của dân tộc Miêu. Nhưng vào lúc này bên trong Miêu trại có chuyện lớn xảy ra. Miêu tộc bị người ta tấn công. Mà người tấn công không ai khác là chính là người trong cùng dòng dõi Man Quốc Vu Môn. Lúc này ở bên trong làng trại hầu hết người của Miêu tộc đều ngã trên đất, sắc mặt người nào cũng trắng bệch, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Nhìn dáng vẻ của họ giống như bị trúng cổ độc. Mà thật sự thì bọn họ đã bị trúng cổ độc, đó là một loại trùng cổ cực độc trong Vu Môn, cho dù sở trưởng của hộ là Vu Cổ Chi Thuật nhưng trong thời gian ngắn cũng khó giải được độc. Trong số họ có đại trưởng lão của Miêu tộc tái nhợt đứng ở kia bảo vệ một thiếu nữ mặc trang phục của Miêu tộc và đeo lục lạc màu tím trên tay. Đôi mắt của ông ấy gắt gao nhìn người đàn ông có bím tóc và có râu ở trước mặt, người đó mặc áo choàng đen, đó là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt u ám. Người đàn ông trung niên này chính là môn chủ Vu Môn, Vu Thiên Hành. Phía sau ông ta là mấy trăm vị cường giả của Vu Môn, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Các người là một đám bị ổi vô liêm sỉ, thế mà lại sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này, quả là khiến cho Vu tộc bẽ mặt mà. Vị đại trưởng lão của Miêu tộc lạnh lùng nhìn Vu Thiên Hành rồi hét lên. Bị ổi vô liêm sỉ sao? Năm đó nếu không phải bị tộc trưởng của Miêu tộc bức ép thì sao cha của tôi phải ly biệt quê hương mà ra nước ngoài sinh sống chứ, phải ăn nhờ ở đậu, sống một cuộc sống chỉ còn chút hơi tàn. Rốt cuộc ai bị ổi vô liêm sỉ hơn ai thì ông nên biết rõ nhất chứ. Nhưng mà ông trời lại có mắt nên mới để cha của tôi sống lại rồi lập nên Vu Môn,
để tôi có cơ hội đòi lại món nợ này từ các người. Vu Thiên Hành mạnh mẽ hét lớn. Năm đó cha của cậu đã tự mình tu luyện cấm điển của Vu tộc, để tránh bị nghiêm phạt mà ông ta mới bỏ trốn khỏi Long Quốc, ông ta đáng bị như vậy. Đại trưởng lão của Miêu tộc lạnh lùng hét lên. Tìm chết. Khuôn mặt của Vu Thiên Hành trở nên lạnh lùng, ông ta tung trưởng về phía đại trưởng lão của Miêu tộc. Dừng tay. Ngay lúc này thiếu nữ đứng sau lưng đại trưởng lão của Miêu tộc đi ra, cô ta phẫn nộ mắng Vu Thiên Hành, cô ta vung tay lên bắn một dải ánh sáng vàng về phía đối phương. Cô ta chính là người lần trước định ra tay với Diệp Phạm, thánh nữ Miêu tộc Linh Nhi, ánh sáng vàng đó chính là trùng cổ vàng của cô ta. Vu Thiên Hành trưởng một trưởng chấn động, ông ta muốn tiêu diệt trùng cổ độc này, con trùng cổ đó phát ra ánh sáng vàng rồi đâm xuyên qua lòng bàn tay của ông ta. Đột nhiên sắc mặt của Vu Thiên Hành thay đổi, đột ngột ra tay đánh bay con trùng cổ này đi, ông ta nhìn Linh Nhi bằng ánh mắt kinh ngạc, thế mà ngươi lại có thánh cổ. Ngươi là con gái của Vu Khiếu sao? Không sai. Linh Nhi kiêu ngạo nói, cha của cô ta là tộc trưởng của Miêu tộc, ông ta tên là Vu Khiếu. Nếu ngươi đã là con gái của Vu Khiếu thì hãy đến đây tạ tội thay cho cha ngươi đi. Vu Thiên Hành trở nên lạnh lùng, ông ta lao thẳng về phía Linh Nhi. Linh Nhi, cẩn thận. Sắc mặt của đại trưởng lão Miêu tộc thay đổi, ông ta muốn ngăn cô ta lại nhưng vì bị thương nên không kịp ngăn đòn tấn công của Vu Thiên Hành. Mà Linh Nhi nhìn Vu Thiên Hành tấn công đến mà ngây ngốc cả người. Bụp! Vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên bóng dáng của Diệp Phàm xuất hiện, hắn tung cú đấm ra chặn được một trưởng của Vu Thiên Hành. Kèm theo đó là một âm thanh bị bóp nghẹt, thân thể của Vu Thiên Hành chấn động liên tục lùi về phía sau. Người của Vu Môn và người của Miêu tộc ở đó nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện thì biểu cảm của họ đều rất kinh ngạc. Linh Nhi ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Là anh, sao anh lại ở đây? Ngươi là ai, lẽ nào là người của Miêu tộc? Vu Thiên Hành lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Tôi không liên quan gì đến Miêu tộc, chỉ là tôi ngứa mắt khi thấy một người đàn ông lớn như ông lại đi ức hiếp một cô gái. Diệp Phàm thờ ơ nói. Xem ra ngươi muốn lo chuyện bao đồng rồi. Ánh mắt của Vu Thiên Hành lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Không được sao? Diệp Phàm đáp trả. Soạt. Ngay lập tức Vu Thiên Hành vẫy tay bắn một ánh sáng màu đen về phía Diệp Phàm, tốc độ vô cùng nhanh. Ánh sáng màu đen này chính là một con trùng cổ đen, chỉ trong chớp mắt nó đã lao đến trước mặt Diệp Phàm, nó muốn lao thẳng vào cơ thể của hắn. Soạt. Ngay lúc này có một thanh kiếm quang bay đến chuẩn xác giết chết con trùng cổ to bằng đầu ngón tay. Mà người xuất kiếm chính là Đông Phương Hạo Thiên. Lúc này sắc mặt của Vu Thiên Hành đã trở nên rét lạnh, trong đôi mắt của ông ta lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trong miệng ông ta liên tục lẩm bẩm những khẩu quyết rất khó hiểu. Đột nhiên một cổ tinh thần lực khủng khiếp lao về phía Diệp Phàm, cổ tinh thần lực này có sức tấn công rất mạnh. Vẻ mặt Diệp Phàm khinh thường, hắn bất chấp để tinh thần lực của đối phương tiến vào trong đầu mình nhưng chỉ giống như đã chìm đáy biển. Nhìn thấy tinh thần lực của mình tấn công giống như đá chìm đáy biển mà không hề có chút phản ứng nào khiến sắc mặt Vu Thiên Hành thay đổi, ông ta không thể tưởng tượng được. Lúc này Diệp Phàm trực tiếp ra tay, hắn tung trưởng ra trưởng bay vị môn chủ của Vu Môn. Vù! Cơ thể của Vu Thiên Hành văng xa mấy trăm mét, ông ta phun ra ngụm máu tươi, ngay lập tức bị trọng thương. Môn chủ! Biểu cảm của những người khác ở đây lập tức thay đổi. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Vu Thiên Hành ngoan cường nhìn Diệp Phàm, ánh mắt của ông ta đầy vẻ không cam tâm. Cút! Căn bản Diệp Phàm không thèm nói nhảm với đối phương, hắn trực tiếp hét lên. Hôm nay xem như là các người may mắn. Vu Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của ông ta quét qua đại trưởng lão của Miêu tộc và Linh Nhi sau đó rời đi cùng với người của mình. Sau khi đám người Vu Môn đi rồi thì tất cả những người dân của Miêu tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh! Linh Nhi nhìn Diệp Phàm và cảm ơn hắn. Linh Nhi, con quen biết cậu ta sao? Đại trưởng lão Miêu tộc nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt của ông ta sáng lấp lánh. Đại trưởng lão, anh ta là người đã giết chú Miêu Thiên. Linh Nhi trả lời. Soạt. Nét mặt của đại trưởng lão thay đổi, ông ta hung hăng nhìn Diệp Phàm. Cậu là người đã giết Miêu Thiên sao? Là tôi đã giết Miêu Thiên nhưng chính ông ta đã khiêu khích tôi trước, không trách được tại sao tôi làm vậy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, mặc dù anh ta đã giết chú Miêu Thiên nhưng hôm nay anh ta cũng đã cứu người của Miêu tộc chúng ta, ơn to hơn lỗi nên trưởng lão đừng tính toán với anh ta nữa. Linh Nhi nhìn đại trưởng lão và khuyên nhủ ông ta.
nể tình hôm nay cậu đã cứu chúng tôi nên thù của Miêu Thiên, tôi sẽ không tính toán với cậu nữa. Cậu đi đi. Đại trưởng lão Miêu tộc lạnh lùng nói. Rõ ràng không phải tôi đã cứu các người sao? Đột nhiên Diệp Phàm nói. Soạt. Ý cậu là gì? Cậu còn muốn gì nữa? Đại trưởng lão Miêu tộc liếc nhìn Diệp Phàm sau đó nhìn chăm chú Diệp Phàm. Miêu tộc của các người sống ở đây đã bao giờ nhìn thấy Xích Dương Thảo chưa? Diệp Phàm hỏi. Xích Dương Thảo. Đại trưởng lão Miêu tộc nghe Diệp Phàm nói như vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, ông ta nói, người hỏi Xích Dương Thảo để làm gì? Tôi cần dùng Xích Dương Thảo để cứu người. Diệp Phàm nhìn đại trưởng lão Miêu tộc nói. Ông có biết Xích Dương Thảo đang ở đâu không? Tôi biết Xích Dương Thảo ở đâu nhưng cậu không thể có được nó. Đại trưởng lão Miêu tộc thờ ơ nói. Ở đâu? Sắc mặt Diệp Phàm ngưng trọng, hắn hét lớn. Miếu Vu Thần. Đại trưởng lão Miêu tộc lên tiếng. Miếu Vu Thần, đó là nơi nào? Diệp Phàm cau mày hỏi. Linh Nhi nói, Miếu Vu Thần là nơi thờ cúng tổ tiên của Vu tộc, chỉ có con cháu của Vu tộc mới có tư cách bước vào trong đó, nếu người ngoài dám bước vào Miếu Vu Thần thì chắc chắn phải chết. Nếu đã như vậy thì sao ông biết trong Miếu Vu Thần có Xích Dương Thảo? Diệp Phàm nheo mắt nhìn đại trưởng lão Miêu tộc. Năm đó cha của Linh Nhi từng bước vào Miếu Vu Thần. Hơn nữa ông ấy còn mang ra một cây Xích Dương Thảo nhưng cây Xích Dương Thảo đó đã biến mất, vậy nên nơi duy nhất mà Xích Dương Thảo có thể tồn tại chính là trong Miếu Vu Thần. Đại trưởng lão của Miêu tộc thờ ơ nói. Miếu Vu Thần đó ở đâu? Mau đưa tôi đến đó. Diệp Phàm dứt khoát nói. Anh không nghe tôi nói gì sao, Miếu Vu Thần không cho phép người bên ngoài tiến vào, một khi có người ngoài tiến vào thì chết chính là chuyện không thể nghi ngờ. Linh Nhi nói với Diệp Phàm. Đưa tôi đi. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Đại trưởng lão Miêu tộc liếc nhìn Diệp Phàm. Nếu cậu đã muốn chết thì không được trách người khác, đi theo tôi. Ngay sau đó đại trưởng lão Miêu tộc dẫn Diệp Phàm sâu vào phía sau lưng núi. Rất nhanh họ đã đến được bên trong một sơn cốc, mà ở đây có một ngôi miếu đứng sừng sững, bên trên cửa miếu có ba chữ Miếu Vu Thần to tướng lộ ra khí tức bức người. Đó chính là Miếu Vu Thần. Đại trưởng lão Miêu tộc nói. Diệp Phàm chăm chú nhìn vào bên trong Miếu Vu Thần, hắn không nói lời nào mà trực tiếp nhảy vào trong miếu. Mà trong nháy mắt lúc Diệp Phàm tiến vào trong miếu thì có một âm thanh lạnh lẽo vô tình truyền đến, nổ vang bên tai hắn. Kẻ đột nhập Miếu Vu Thần, phải chết. Cùng với âm thanh này truyền đến là một luồng khí lực sát phạt vô tận bao phủ lấy Diệp Phàm, muốn triệt để giết chết hắn. Khoảnh khắc Diệp Phàm bước vào Miếu Vu Thần, một cỗ sát khí chứa đựng sát ý đáng sợ bao trùm lấy hắn, muốn giết chết hắn. Ánh mắt Diệp Phàm khẽ ngưng lại, trong cơ thể hắn bộc phát ra một luồng sát khí tối thượng, áp đảo lại luồng sức mạnh này. Luồng sát khí này do tứ sư phụ sát thần Tu La của hắn lưu lại trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Khi hai sức mạnh này va chạm với nhau, nó truyền ra một tiếng vang lớn động trời. Luồng sức mạnh từ Miếu Vu Thần trực tiếp bị luồng sức mạnh của tứ sư phụ Diệp Phàm tiêu diệt. Diệp Phàm bước ra một bước, trên người tản ra một luồng sát khí làm người ta khó thở đến tuyệt vọng. Hệt như Tu La địa ngục xuất hiện, sát khí đáng sợ bao trùm toàn bộ Miếu Vu Thần. Lúc này, hai bóng người đứng ở trước mặt Diệp Phàm, tóc trắng cả đầu, thân mình còng xuống, quần áo thì thô ráp nhưng lại toát lên một hơi thở đáng sợ. Hai người này chính là người bảo vệ Miếu Vu Thần. Bọn họ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Phàm, một người trong đó quát, ngươi không phải người Vu tộc, lại dám tự tiện xông vào Miếu Vu Thần, thật to gan. Hai vị, tôi không cố ý mạo phạm Miếu Vu Thần. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn xin một cây Xích Dương Thảo để cứu người, mong hai vị châm trước, chỉ cần lấy được Xích Dương Thảo tôi sẽ lập tức đi ngay, nhất định sẽ không quấy rầy Miếu Vu Thần. Diệp Phàm ôm quyền nói. Nếu không phải hậu duệ của Vu tộc, người tự tiện xông vào Miếu Vu Thần dù bất cứ lý do nào cũng phải chết. Hai người này lạnh lùng quát. Vừa dứt lời, họ bay thẳng đến công kích Diệp Phàm. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm điều động sức mạnh của tứ sư phụ quyết chiến với hai người này, hai bên chiến đấu cực kỳ kịch liệt, tiếng gầm rú không ngừng truyền ra. Lúc này, uy thế trận chiến của ba người đã trực tiếp vượt xa những gì mà cường giả quân cảnh có thể chịu đựng được, đạt đến trình độ chiến đấu cao hơn. Sau một phen chiến đấu khốc liệt điên cuồng, Diệp Phàm dựa vào những gì đã học được và sức mạnh của tứ sư phụ rốt cuộc cũng trấn áp được hai người bảo vệ miếu này. Cùng với một tiếng vang lớn, hai người bảo vệ miếu đều ngã xuống đất. Không ngừng nôn ra máu. Diệp Phàm nhìn hai người họ nói, đắc tội rồi. Dù ngươi đánh bại được chúng ta,
người cũng không lấy được Xích Dương Thảo đâu. Hai người bảo vệ miếu nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ánh mắt Diệp Phàm khẽ lóe, liếc nhìn trong miếu. Vị trí hắn đang đứng lúc này là một sảnh lớn, ngoài hành lang ra thì không có gì khác tồn tại. Diệp Phàm trực tiếp đi về phía hành lang, cuối hành lang là một cánh cửa đá, hắn bước lên phía trước mở cánh cửa đá ra. Khi cánh cửa đá từ từ mở ra, một cung điện khổng lồ hiện ra trước mặt hắn. Hai bên trái phải của cung điện có 6 bức tượng lớn cao tới trăm trượng, làm cho người ta có cảm giác áp bức mãnh liệt. Phía trước 12 bức tượng này còn có một bức tượng khác, trông vô cùng uy nghiêm, phía dưới bức tượng đó mọc một cây thảo dược màu đỏ, đúng là Xích Dương Thảo. Xích Dương Thảo. Diệp Phàm nhìn thấy Xích Dương Thảo, trong mắt hiện lên sự kích động, trực tiếp vọt qua đó. Nhưng khi Diệp Phàm mới bước vào cung điện, 12 bức tượng cao lớn bộc phát uy áp khủng bố áp chế hắn. Ngay lập tức, Diệp Phàm bị áp chế nửa quỳ trên mặt đất, phun ra máu. 12 bức tượng này tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố, tựa như 12 vị thần giáng thế, khiến người ta hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Nhưng Diệp Phàm cắn răng, dùng hết sức lực, cố gắng đứng lên. Dù uy áp này đáng sợ đến đâu, hắn cũng phải vượt qua, Sở Sở vẫn đang chờ hắn lấy Xích Dương Thảo về cứu mạng. Rất nhanh, môi Diệp Phàm bị cắn chảy máu, khuôn mặt méo mó, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn vẫn đang từng bước đi về phía Xích Dương Thảo. Nhưng Diệp Phàm càng tiến về phía trước, uy áp càng trở nên đáng sợ, hệt như có từng ngọn núi Thái Sơn đè lên hắn. Diệp Phàm lại hộc máu, lưng cũng bị đè cong xuống. A! À, Diệp Phàm gầm lên một tiếng, sức mạnh của hắn bùng phát triệt để, sức mạnh của các sư phụ cũng đồng loạt bùng phát, chống lại uy áp của 12 bức tượng này. Giờ phút này, máu toàn thân Diệp Phàm đều đang sôi trào. Trong mắt hắn tràn đầy sự quyết tâm, từng bước tiến về phía trước. Một giờ trôi qua trong giây lát, Diệp Phàm đi chưa được 10 bước, nhưng hắn đã thấy sức cùng lực kiệt, dù vậy hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Giờ phút này Diệp Phàm hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường của mình để chống đỡ. Da thịt toàn thân hắn nứt toác, rất nhiều máu rỉ ra, biến hắn thành một người đẫm máu. Diệp Phàm tiến thêm một bước, uy áp của 12 bức tượng lại tăng lên, hắn bị áp chế trực tiếp quỳ rạp xuống đất tại chỗ, miệng phun đầy máu. Lục phủ ngũ tạng càng bị ảnh hưởng thậm chí đã nứt ra. Hiện giờ, toàn thân Diệp Phàm đau nhức kịch liệt, hắn thấy dường như mình sắp ngã xuống đất không thể chống đỡ được nữa. Không, tôi không thể ngã xuống, Sở Sở vẫn đang chờ tôi. Diệp Phàm cắn răng, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. A! À, hắn gầm lên một tiếng cuồng loạn cố gắng hết sức để đứng dậy. Lúc này, máu toàn thân Diệp Phàm sôi trào. Một luồng sức mạnh thần bí không thể khống chế lại bộc phát, giúp hắn đứng lên lần nữa. Cùng lúc đó, trong đêm tối trên bầu trời đầy sao, một ánh sáng tím nhạt đang le lói. Lúc này, trên núi Cửu Long, mấy vị sư phụ của Diệp Phàm đứng ở chỗ này nhìn ánh sáng tím nhạt, sắc mặt từng người đều thay đổi. Xem ra Tiểu Phàm lại gặp phải một kiếp nạn lớn khác, sao Tử Vi nhanh như vậy đã có dấu hiệu thức tỉnh rồi. Long Ngạo Điện chủ điện Long Vương, ngũ sư phụ của Diệp Phàm cảm thán. Sao Tử Vi thức tỉnh, thời thế sẽ hoàn toàn thay đổi, mấy lão già chúng ta chỉ sợ cũng phải rời núi thôi. Tiêu Giao Tử Y Thánh Quỷ Cốc, tam sư phụ của Diệp Phàm nói. Tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Mà Tiêu Thiên Sách, chiến thần Thiên Sách, lục sư phụ của Diệp Phàm ngồi một bên trà lau thanh trường kiếm lạnh lẽo, hừ nhẹ. Ai dám động vào Tiểu Phàm, tôi sẽ giết người đó. Tứ sư phụ Tu La của Diệp Phàm mặc một bộ quần áo màu máu, vẻ mặt lãnh khốc vô tình đi tới. Sát khí tận trời, tựa như một tu la chân chính. Lão già này sát khí lại nặng như vậy, xem ra thực lực của ông lại tăng lên không ít. Long Ngạo nhìn lướt qua Tu La nói. Thực lực của ông cũng không kém. Tu La nhìn Long Ngạo lạnh nhạt nói. Tăng lên nhiều cũng không đỡ được một chiêu của vị kia. Long Ngạo nhìn vào chỗ sâu trong núi Cửu Long, không khỏi thở dài. So với người đó không phải là đang tự chuốc thêm đau khổ sao? Tiêu Giao Tử cười nói. Các ông nghĩ bà ấy rốt cuộc mạnh đến mức nào? Long Ngạo híp mắt, tò mò hỏi. Thực lực người đó sâu không lường được, các ông cũng đừng đoán mò. Cổ Tam Thông bên cạnh nói. Thực lực vô địch, dung nhan tuyệt thế, tôi thậm chí còn nghi ngờ bà ấy có phải thần nữ hạ phàm hay không? Tiêu Thiên Sách trầm giọng nói. Dù người đó có lợi hại đến mấy, cuối cùng cũng là thằng nhóc túi Tiểu Phàm này được hời. Long Ngạo cảm khái. Lão già kia, ông lại ngứa ra đúng không? Đột nhiên,
một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sắc mặt Long Ngạo lập tức thay đổi, ông ấy vội nói với phía sâu trong núi Cửu Long, tôi lỡ lời, đừng để ý. Còn dám nói bậy, xem tôi xử lý ông thế nào. Giọng nói lạnh lùng lại truyền đến, khiến Ngũ sư phụ của Diệp Phàm sợ tới mức thân hình mập mạp cũng run rẩy, im như ve sầu mùa đông, mấy vị sư phụ khác cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mà trong miếu vô thần, khi sức mạnh thần bí trong cơ thể Diệp Phàm bộc phát, hắn lại đứng dậy. Lúc này, Long tỷ trong cơ thể Diệp Phàm cũng tỏa ra ánh sáng vàng, khiến uy áp hắn phải chịu đựng không ngừng giảm xuống. Hắn dùng hết sức, dựa vào sức mạnh ý chí ngoan cường của mình, mượn sức mạnh thần bí và Long tỷ từng bước di chuyển về phía Xích Dương Thảo. Cuối cùng, Diệp Phàm xuyên qua 12 bức tượng, đi tới trước mặt bức tượng đứng trước kia. Tại đây, uy áp biến mất, Diệp Phàm trực tiếp ngã xuống đất, thở hổn hển. Mặc dù khoảng thời gian vừa rồi chỉ mới 6-7 tiếng trôi qua, nhưng Diệp Phàm lại cảm giác như sống một ngày bằng một năm, hệt như mình đã trải qua thời gian rất dài vậy. Lúc này toàn thân Diệp Phàm suy yếu, không còn chút sức lực nào. Sau khi nằm ở đó một tiếng, cuối cùng hắn cũng lấy lại được chút sức rồi đứng lên lần nữa, cẩn thận lấy Xích Dương Thảo. Khi Diệp Phàm lấy Xích Dương Thảo xong, đang chuẩn bị rời đi thì phát hiện trước bức tượng có 12 cái bình. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên sự tò mò, hắn mở một cái bình ra, một cỗ uy thế kinh khủng đột nhiên bộc phát từ trong đó, khiến Diệp Phàm run rẩy, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Diệp Phàm chấn động, hắn nhìn kỹ thì thấy trong bình chỉ có một giọt máu. Một giọt máu lại có uy lực mạnh mẽ như vậy, thật sự đáng sợ. Lúc này, ánh mắt Diệp Phàm lấp lóe, trực giác nói cho hắn biết, giọt máu này có trợ giúp rất lớn đối với thực lực của hắn. Suy nghĩ mấy giây, Diệp Phàm không cách nào khống chế được nội tâm sao động, hắn trực tiếp uống giọt máu này. Oanh! Khi giọt máu này tiến vào cơ thể, trong cơ thể Diệp Phàm trực tiếp nổ tung. Sức mạnh khổng lồ từ giọt máu này bộc phát ra, tràn ngập toàn thân Diệp Phàm, khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, như thể cơ thể sắp nổ tung. Sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, hắn xếp bằng trên mặt đất, thi triển công pháp, tận lực luyện hóa sức mạnh ẩn chứa trong giọt máu này. Khi Diệp Phàm luyện hóa giọt máu này, một tiếng gầm truyền ra từ 12 bức tượng. Bên ngoài, khi hai vị bảo vệ miếu nghe được tiếng gầm, sắc mặt biến đổi, khiếp sợ nói, hắn vậy mà đã vượt qua khảo nghiệm của 12 vị tổ vu, còn uống máu của tổ vu. Chẳng lẽ hắn chính là vị truyền nhân trong lời tiên đoán kia? Sắc mặt của hai vị bảo vệ miếu không ngừng thay đổi, trong lòng liên tục chấn động. Quận Thiên Thục, Thục Châu. Cùng lúc Diệp Phàm bước vào miếu vu thần, Vu Thiên Hành dẫn người vô môn rút lui về đây. Môn chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ buông tha cho miêu tộc như vậy sao? Một trưởng lão vu môn không cam tâm nói với Vu Thiên Hành. Thực lực của thằng nhãi đó rất mạnh, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Vu Thiên Hành lạnh nhạt nói. Đúng lúc này, điện thoại của Vu Thiên Hành reo lên, ông ta vừa nhấc máy ánh mắt liền lóe lên. Được. Vu Thiên Hành trả lời rồi cúp điện thoại, lạnh lùng nói, đúng là trời cũng giúp ta. Môn chủ, có chuyện gì vậy? Trưởng lão Vu Môn tò mò hỏi. Ta vừa nhận được tin, đại quân Lang Quốc đã xâm chiếm Long Quốc, khống chế hơn phân nửa phía tây nam của Long Quốc, Man Quốc và một số nước khác cũng tập hợp quân đội và đang tiến về Long Quốc, chuẩn bị chia cắt nó. Man Quốc hy vọng Vu Môn chúng ta có thể hợp tác với bọn họ để đối phó Long Quốc. Vu Thiên Hành nói. Vậy Long Quốc không phải là sắp xong rồi sao? Trưởng lão Vu Môn khiếp sợ thốt lên. Không sai, chờ ta chiếm được Long Quốc, ta sẽ mượn đại quân Man Quốc san bằng miêu tộc thành bình địa. Ta ngược lại muốn xem bọn chúng có thể chống cự thế nào. Trong mắt Vu Thiên Hành lóe lên tia sáng lạnh, ông ta lạnh lùng thốt lên. Chớp mắt một ngày mới đã đến. Vào ngày này, chiến bộ của Long Quốc đã điều động hơn 30 vạn đại quân của ba quân đoàn lớn quân Bạo Hùng, quân Huyền Vũ và quân Bạch Hổ tiến về phía Tây Nam, chuẩn bị tiêu diệt đại quân Lang Quốc. Quân đội Lang Quốc đồng thời cũng triệu tập 30 vạn đại quân đại chiến với ba quân đoàn này. Trong trận chiến này, quân Lang Quốc dựa vào nhiều loại vũ khí mới do Long Quốc phát minh ở căn cứ quân sự phía Tây Nam đã trực tiếp giáng một đòn nặng nề vào ba quân đoàn lớn. Quan trọng nhất là, quân Thiên Lang đóng quân ở phía Tây Nam lại bị Chu Khiếu quân chủ tiền nhiệm của quân Thiên Lang khống chế. Ông ta đã dẫn quân Thiên Lang tấn công ba quân đoàn từ phía sau, khiến ba quân đoàn bốn bề thụ địch, cuối cùng bị đánh tan tác. Trận chiến này, ba quân đoàn lớn của Long Quốc chết và bị thương hơn 20 vạn người, hơn một nửa trong số đó thương vong, có thể nói là thất bại thảm hại.
Trận chiến này làm suy giảm đáng kể nhuệ khí của Long Quốc, quân Lang Quốc đã lợi dụng tình hình này để đánh chiếm toàn bộ khu vực phía Tây Nam. Nhất thời, toàn bộ Long Quốc đều hoảng sợ. Mà đây cũng không phải chuyện nghiêm trọng nhất là đại quân của 7 nước do Anh Quốc chỉ huy sắp tiến vào biên cảnh của Long Quốc. 7 quốc gia Anh Quốc, Man Quốc, Thiên Trúc Quốc, Vương quốc Anh, Lưu Ly Quốc, Hoa Kỳ và nước Ý đã huy động 100 vạn đại quân tấn công Long Quốc. Họ dự kiến trạng vạng sẽ tiến vào biên cảnh của Long Quốc và phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Long Quốc. Nhưng Long Quốc hiện giờ ngay cả đại quân Lang Quốc cũng không thể đánh bại, vô cùng thảm hại, thì sao có thể chống lại 100 vạn đại quân của 7 nước đây? Đây không thể nghi ngờ là một trận chiến thất bại. Và một khi đại quân của 7 nước vượt qua biên cảnh và tiến vào Long Quốc, thì toàn bộ Long Quốc chắc chắn sẽ gặp nguy. Nhất thời, toàn bộ Long Quốc rơi vào tình thế bấp bênh, ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, chiến bộ của Long Quốc đã ban hành mệnh lệnh tối cao, ra lệnh cho toàn quân Thiên Sách đến biên cảnh để ngăn chặn đại quân của 7 nước, tuyệt đối không thể để chúng vượt qua biên cảnh, đồng thời, điều động quân Thanh Long và quân Chu Tước cùng với chiến khu Nam Bộ và Tây Bộ đến chi viện cho quân Thiên Sách. Ngay sau khi mệnh lệnh này được đưa ra, 8 quân đoàn trưởng và chiến vương 9 ngón Tần Thành đều tập trung lại trong doanh trại của quân Thiên Sách. Vậy mà lại yêu cầu quân Thiên Sách chúng ta dẫn đầu chống lại 100 vạn đại quân của 7 nước, chiến bộ đang làm gì vậy? Đoạn Đao quân đoàn trưởng số 8 của quân Thiên Sách bất mãn nói. Dù sao thì bây giờ chúng ta đang đối đầu với kẻ địch mạnh, quân Thiên Sách chúng ta cũng nên ra tay. Hơn nữa chiến bộ không phải đã nói họ sẽ huy động quân Thanh Long và Chu Tước cùng 2 chiến khu Tây Bộ và Nam Bộ tới chi viện cho chúng ta sao? Mộ Bạch quân đoàn trưởng số 3 của quân Thiên Sách nói. Mộ Bạch, người chắc chắn chúng ta sẽ có chi viện à? Đừng quên, chiến bộ hiện giờ không còn do Long Soái chỉ huy nữa mà do mấy vị hộ quốc chí tôn khống chế. Mọi người cũng biết, trước đây thiếu quân chủ đã giết chết một vị hộ quốc chí tôn. Những hộ quốc chí tôn khác cũng biết mối quan hệ giữa thiếu quân chủ và quân Thiên Sách. Một khi họ muốn nhân cơ hội tấn công quân Thiên Sách, họ sẽ không chi viện cho chúng ta hoặc sẽ kéo dài thời gian chi viện. Lúc đó, quân Thiên Sách chúng ta sẽ phải một mình đối mặt với 100 vạn đại quân của 7 nước. Mặc dù quân Thiên Sách hiện đã mở rộng tới 30 vạn binh sĩ và có sức chiến đấu nhất định, nhưng căn bản là không có khả năng chống lại 100 vạn đại quân của 7 nước. Đồ Phu quân đoàn trưởng số 4 của quân Thiên Sách trầm giọng nói. Đúng, chúng ta không thể không phòng chuyện này. Mục Kình Thiên quân đoàn trưởng số 7 của quân Thiên Sách cũng đồng ý điều này. Mộ Bạch cau mày liếc nhìn Thiên Khuyết quân đoàn trưởng số 1 và Hoàng Bộ Thương quân đoàn trưởng số 2 của quân Thiên Sách, hai người nghĩ sao? Những gì Đồ Phu nói không phải là không thể, nhưng dù sao thì hiện tại chúng ta vẫn là một quân nhân. Đã là quân nhân thì khi sự sống còn của đất nước bị đe dọa, chúng ta cần phải ra tay. Hơn nữa chiến bộ đã hạ lệnh. Nếu như chúng ta không xuất binh thì người dân Long Quốc sẽ cho rằng quân Thiên Sách chúng ta sợ hãi, hèn nhát, không dám chiến đấu. Đến lúc đó, thanh danh của quân Thiên Sách được quân chủ một tay đánh hạ sớm muộn gì cũng bị hủy hoại. Quân Thiên Sách cũng sẽ trở thành tội đồ của Long Quốc. Cho nên dù sao đi nữa thì trận chiến này, chúng ta nhất định phải đánh. Cho dù không có viện binh, chúng ta cũng phải đánh, không phải vì điều gì khác mà là vì hàng vạn người dân Long Quốc. Vì tín ngưỡng của một quân nhân và hơn thế nữa là xứng đáng với 3 chữ quân Thiên Sách này. Thiên Khuyết hét lên từng chữ. Mà lời ông nói trực tiếp làm cho tất cả quân đoàn trưởng trở nên nghiêm túc, nhiệt huyết trong lòng họ sôi lên ùng ục. Đúng vậy, Thiên Khuyết nói đúng. Tôn chỉ của quân Thiên Sách chúng ta là bảo vệ Long Quốc, ngăn chặn kẻ thù xâm lược. Năm đó quân chủ vì bảo vệ Long Quốc đã lãnh đạo quân Thiên Sách chúng ta đánh bại liên quân 5 nước. Nhờ đó mà quân Thiên Sách đã trở thành thần bảo vệ trong lòng người dân Long Quốc. Nếu lần này chúng ta không xuất binh, vậy chúng ta không chỉ có lỗi với người dân Long Quốc, mà càng có lỗi với quân chủ. Hoàng Bộ Thương cũng nói, nếu đã vậy thì cứ đánh đi. Năm đó đại quân 5 nước không phải cũng bị chúng ta đánh cho chạy trối chết sao? Lần này đại quân 7 nước thì sao, giết không tha. Đồ Phu lạnh lùng quát, nếu đã vậy thì xuất chiến đi. Hãy nhớ, trong trận chiến này, cho dù quân Thiên Sách chỉ còn một người chiến đấu đến cuối cùng, chúng ta cũng không bao giờ cho phép đại quân 7 nước được tiến nửa bước vào biên cảnh của Long Quốc. Cung Khuyết lạnh lùng hét lên. Đúng. Những người khác sôi nổi gật đầu. Tiếp theo, toàn bộ quân Thiên Sách tập hợp lại và đi tới biên cảnh để chống lại 100 vạn đại quân của 7 nước. Ở một bên khác, trong doanh trại quân Thanh Long. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Mục Thanh quân chủ quân Thanh Long lóe lên.
quân chủ, bên trên nói thế nào? Một quân đoàn trưởng của quân Thanh Long nhìn Mục Thanh hỏi. Bên trên ra lệnh khi nào toàn quân Thiên Sách bị tiêu diệt thì ra tay. Mục Thanh lạnh nhạt nói. Cái này. Vị quân đoàn trưởng kinh ngạc, hỏi, bên trên muốn nhân cơ hội diệt trừ quân Thiên Sách. Thằng nhãi Diệp Phàm là thiếu quân chủ quân Thiên Sách, trước đây hắn giết Từ Tôn chủ đã làm mấy vị hộ quốc chí tôn khác bất mãn, nên bên trên mới muốn nhân cơ hội này diệt trừ quân Thiên Sách. Mục Thanh giải thích. Nhưng nếu quân Thiên Sách bị diệt trước, lấy thực lực của chúng ta có thể chống đỡ được đại quân bảy nước sao? Chưa kể sau lưng chúng ta còn có đại quân Lang quốc. Quân đoàn trưởng lo lắng nói. Yên tâm, các vị hộ quốc chí tôn vẫn còn chiêu sau. Mục Thanh bình tĩnh nói. Tiếp đó, quân Thanh Long, quân Chu Tước, chiến khu Tây Bộ và chiến khu Nam Bộ đều chạy tới biên cảnh. Một trận đại chiến sắp nổ ra. Miêu tộc, Miếu Vu Thần. Đột nhiên, một tiếng nổ vang từ trong Miếu Vu Thần truyền ra. Luồng khí tức khủng bố bộc phát, quét qua toàn bộ khu rừng. Toàn bộ người Miêu tộc đều cảm nhận được cỗ hơi thở này, vẻ mặt ai nấy đều thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn về hướng Miếu Vu Thần. Đây là... Ánh mắt kinh hãi của đại trưởng lão Miêu tộc nhìn chằm chằm vào Miếu Vu Thần. Đại điện bên trong Vu Thần Miếu, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất. Toàn thân thấm máu do bị áp bức trước đó. Lúc này trên người hắn phủ đầy vảy máu đang không ngừng chóc ra. Khi vảy máu rơi xuống, da thịt Diệp Phàm hiện ra. So với trước đây, Diệp Phàm của hiện tại như đã hoàn toàn lột xác, nước da sáng bóng trở nên cường tráng hơn, từng tấc da tấc thịt đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Trên người hắn tản ra một cỗ cảm giác áp bách rất mạnh, khiến cho người ta không thở nổi. Uy áp quét qua toàn bộ khu rừng phát ra từ Diệp Phàm. Uy áp này mạnh đến mức khiến cho cường giả quân cảnh mất đi năng lực phản kháng. Diệp Phàm mở hai mắt sáng choang, ánh mắt áp bách làm người khác không dám nhìn thẳng. Hắn đứng dậy, hai tay siết chặt, quanh người vang lên những tiếng nổ lách tách, trong nháy mắt không khí xung quanh như biến mất. Lúc này, cảm giác áp bức do Diệp Phàm tản ra càng thêm đáng sợ, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Không ngờ, lực lượng của huyết dịch này lại mạnh như vậy. Diệp Phàm thầm lẩm bẩm. Hắn đã luyện chế lực lượng của giọt máu kia. Sau khi luyện hóa xong, cơ thể lại trải qua một lần lột xác mới, kết quả của lần luyện hóa này mang lại còn hơn gấp trăm lần so với khi hắn luyện hóa Long Tỷ. Hôm nay, sức mạnh của Diệp Phàm đã đạt đến cấp bậc mà ngay cả hắn cũng không thể lường được, đúng là thâm sâu khó lường. Về phần phòng ngự vật lý, Diệp Phàm cảm thấy, cho dù là 100 cường giả quân cảnh cùng xông lên thì chưa chắc đã có thể làm hắn bị thương. Đây chính là sự lợi hại của thân xác Diệp Phàm. Lần này thể lực tăng lên, Diệp Phàm cảm giác được nguồn sức mạnh thần bí vốn không thể khống chế được trong cơ thể mình hiện tại đã có thể từ từ bị áp chế, mặc dù không hoàn toàn bị khống chế, nhưng đã không còn như trước, một khi bộc phát thì không thể nào áp chế. Một giọt máu tươi đã khiến Diệp Phàm thay đổi nhiều như vậy, có thể chứng minh loại máu này đặc biệt như thế nào. Diệp Phàm nhìn thoáng qua 11 bình còn lại, hắn kiểm tra, phát hiện trong mỗi bình cũng có một giọt máu. 12 giọt máu, có liên quan gì đến 12 người này không? Diệp Phàm liếc mắt nhìn 12 pho tượng khổng lồ rồi suy đoán. Ngay sau đó, Diệp Phàm lại một cái với pho tượng hẳn là Vu Thần ở trước mặt, hắn cầm xích dương thảo xoay người đi ra ngoài. Diệp Phàm không lấy đi máu trong 11 bình kia. Dù sao, nó cũng thuộc về Vu tộc, hắn dùng một giọt là được rồi, cầm hết đi thì có hơi vô liêm sỉ. Rất nhanh, Diệp Phàm đã gặp được hai người trông coi miếu. Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Phàm đã không còn như trước. Cậu luyện hóa máu của Tổ Vu rồi. Một người trông miếu hỏi Diệp Phàm. Máu Tổ Vu, đó là cái gì? Ánh mắt Diệp Phàm khựng lại. Tổ Vu chính là 12 thuộc hạ dưới trướng của Vu Thần, được xưng là 12 Tổ Vu, có thực lực thông thiên triệt địa. Đối phương đáp. Diệp Phàm nghe xong, hai mắt hắn sáng lên, 12 pho tượng ở bên trong chính là 12 Tổ Vu. Đúng vậy. Hai người trông miếu gật đầu. Vậy máu ở bên trong 10 lai lọ kia là máu của 12 Tổ Vu để lại sao? Diệp Phàm lại hỏi, hai người đối diện vẫn gật đầu. Không ngờ thứ tôi luyện hóa lại là máu Tổ Vu, chẳng trách lại mạnh như vậy. Lúc này, Diệp Phàm vô cùng ngạc nhiên, hắn ngại ngùng nói, gì nhỉ, xin lỗi nhé, không xin đã luyện hóa mất máu Tổ Vu của các người. Lần sau có cơ hội tôi sẽ tới bồi tội. Dứt lời, hắn trực tiếp rời đi. Hắn phải nhanh chóng trở về Thiên Hải, để Sở Sở dùng xích dương thảo. Anh nói xem,
cậu ta thật sự là truyền nhân của Vu tộc trong lời tiên đoán sao? Một trong hai người trông miếu không nhịn được nói. Hắn ta mới luyện hóa được một giọt máu tổ vu mà thôi, trừ khi hắn luyện hết 12 giọt, lấy được truyền thừa của vu thần thì mới chứng minh được hắn chính là truyền nhân trong lời tiên tri, có thể dẫn dắt vu tộc quật khởi một lần nữa. Một vị canh miếu khác lên tiếng nói. Lúc này, Diệp Phàm vừa rời khỏi miếu vu thần đã thấy Đông Phương Hạo Thiên vẫn canh giữ ở bên ngoài, đối phương vội vàng hô lên, thiếu chủ, thế nào rồi? Lấy được xích dương thảo rồi, đi thôi. Bọn họ trực tiếp trở về miêu tộc. Cậu vậy mà còn sống ra ngoài. Đại trưởng lão miêu tộc thấy Diệp Phàm xuất hiện, gương mặt ông lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh lại ra được khỏi miếu vu thần. Linh Nhi cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Tôi đã lấy được xích dương thảo, sau này sẽ gặp lại. Diệp Phàm nói xong, liền dẫn theo Đông Phương Hạo Thiên rời đi. Ánh mắt của đại trưởng lão miêu tộc không ngừng lóe lên, Linh Nhi kinh ngạc nói, hắn ta lợi hại thật. Linh Nhi, cháu cũng chuẩn bị vào miếu vu thần đi. Đại trưởng lão đột nhiên nói. Cháu vào đó làm gì? Linh Nhi khó hiểu nói. Đương nhiên là để nâng cao thực lực của cháu, đồng thời để cho thánh cổ trong tay cháu thức tỉnh, cháu thân là con gái của tộc trưởng, lại là thánh nữ của vu tộc, nhất định phải gánh vác gánh nặng bảo vệ vu tộc. Đại trưởng lão miêu tộc nghiêm túc nói. Ngay sau đó, bà dẫn theo Linh Nhi tới miếu vu thần. Diệp Phàm bên này, sau khi ra khỏi rừng rậm, hắn gọi cho Mai Hà tới đón bọn họ. Chỉ là Diệp Phàm gọi điện thoại nhưng không có người nghe máy, hắn phát hiện trên điện thoại di động có rất nhiều cuộc điện thoại nhỡ, bởi vì trong rừng rậm không có tín hiệu, nên hắn không nhận được cuộc gọi. Đa số người gọi đều là Hoa Hồng Đỏ, Bạch Ưng Long Quân, Hắc Uyên. Hắn gọi lại cho Hoa Hồng Đỏ, nói, sao vậy? Thiếu chủ, Long Quốc xảy ra chuyện rồi. Hoa Hồng Đỏ báo cáo chuyện đại quân Lang Quốc xâm lấn, khống chế Tây Nam, và quân bảy nước tới biên tới Long Quốc cho Diệp Phàm nghe. Diệp Phàm nghe xong thì nhíu mày, ánh mắt lóe ra tia lạnh lẽo. Hắn không ngờ Long Quốc lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thiếu chủ, tôi vừa mới nhận được tin tức, quân Thiên Sách nhận được mệnh lệnh của chiến bộ, tới biên cảnh ngăn cản trăm vạn đại quân của bảy, bọn họ đã xuất phát. Hồng Hồng Đỏ tiếp tục nói. Diệp Phàm thay đổi sắc mặt, hắn lạnh lùng nói, quân Thiên Sách vừa mới mở rộng đến 30 vạn người, đa số đều là tân binh, ngăn cản trăm vạn đại quân thế nào được. Ngay lập tức, Diệp Phàm dẫn theo Đông Phương Hạo Thiên chạy thẳng tới Thục Châu. Sau khi bọn họ đi tới Thục Châu thì biểu cảm trên gương mặt lại thay đổi. Thục Châu lúc này đâu đâu cũng là thi thể, tiếng kêu rên vang lên từ khắp nơi. Một lượng lớn đàn ông ngoại quốc râu quai nón đang đuổi giết dân chúng chạy trốn. Những người này tất nhiên là lang quân của lang quốc. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt lạnh xuống, hắn trực tiếp ra tay giết chết toàn bộ đám lang quân này. Mày là ai? Dám ra tay với bọn tao? Thủ lĩnh lang quân thấy thủ đoạn của Diệp Phàm thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Xâm phạm lãnh thổ giết chúng dân, chúng mày tội đáng chết vạn lần. Diệp Phàm đằng đằng sát khí quát. Hắn đánh ra một quyền khiến cơ thể của tên thủ lĩnh nổ tung. Đông Phương Hạo Thiên cũng ra tay giết các chiến sĩ lang quân khác. Thiếu chủ! Lúc này, một tiếng kinh ngạc vang lên. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn qua thì thấy một cô gái vội vã chạy về phía hắn. Cô là... Diệp Phàm hỏi. Thiếu chủ, tôi là thành viên của Bách Hoa Lâu quận Thiên Thục, trước kia là thuộc hạ của chị Hồng. Thiếu chủ, hiện tại Thục Châu đã bị lang quân chiếm lĩnh, cậu mau rời khỏi đây đi. Cô gái nói với Diệp Phàm. Những người khác của Bách Hoa Lâu đâu? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ đều bị lang quân bắt tới quảng trường trung tâm. Hơn nữa lang quân cũng bắt toàn bộ những người có quyền thế của khu vực Tây Nam tới quảng trường, chuẩn bị ép bọn họ trung thành với lang quốc trước mặt tất cả mọi người. Cô gái nói. Nghe được tin tức này, vẻ mặt Diệp Phàm lạnh như băng, ánh mắt lóe ra sát khí, hắn nói với Đông Phương Hạo Thiên, đi. Hai người họ chạy thẳng tới quảng trường trung tâm Thục Châu. Trong quảng trường trung tâm, hơn vạn chiến sĩ lang quân được võ trang đầy đủ đang đứng ở đó, bọn họ hợp thành một vòng trong. Trong vòng tròn là mấy trăm người đang quỳ. Những người này đều là các chủ gia tộc lớn và các chủ tịch công ty có mức tài sản hơn 5 tỷ ở khu vực Tây Nam, còn có một vài nhân sĩ quyền quý bao gồm các quan viên ở khu vực Tây Nam, cả quận thủ quận Thiên Thục và Mai Hà cũng ở trong đó. Xung quanh quảng trường là người dân Long Quốc, trong mắt bọn họ hiện lên sự sợ hãi, run bần bật. Các vị, chắc mọi người cũng rõ mục đích đưa mọi người đến đây ngày hôm nay. Chỉ cần các vị thề nguyện trung thành với lang quốc,
ta sẽ tha cho các người một con đường sống. Một người đàn ông mặc chiến phục lang quốc, râu sồm, tóc nâu lên tiếng. Ông ta là người tổng phụ trách hành động xâm lược Tây Nam lần này, quân hàm thượng tướng, tên là Tesep. Người muốn bọn ta làm quân bán nước, nằm mơ giữa ban ngày. Đại quân Long Quốc sắp đến, ngày chết của các người không còn xa. Quận thủ quận Thiên Thục lạnh lùng nói. Tesep lạnh lùng cầm súng bắn chết vị quận thủ quận Thiên Thục này. Nếu ai không muốn làm theo lời ta thì kết cục giống như hắn. Tesep quát to. Sau đó ông ta nhìn về phía Cô Tô Thành, gia chủ gia tộc Cô Tô, nghe nói ngươi là gia chủ đứng đầu gia tộc khu vực Tây Nam, vậy bắt đầu từ ngươi đi, làm mẫu cho những người khác. Sắc mặt Cô Tô Thành không ngừng biến hóa. Sao, cũng muốn chết như hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý trung thành với Lang Quốc, ta có thể đảm bảo gia tộc của ngươi vẫn là gia tộc đứng đầu Tây Nam, thậm chí tương lai sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Long Quốc. Nhưng nếu ngươi từ chối, ta đảm bảo mỗi người trong gia tộc ngươi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Tesep uy hiếp. Điều kiện của ngươi rất mê người, nhưng ta sẽ không làm kẻ phản quốc nghìn người sỉ nhục, nếu không Cô Tô Thành này sao dám đi gặp liệt tổ liệt tông dưới suối vàng. Muốn giết thì giết đi. Cô Tô Thành kiên định quát. Nói xong ông ta nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong buông xuống. Ngươi! Tesep tức giận trợn to mắt, ông ta giơ súng muốn bắn chết tên này, đúng lúc này, một tiếng nói lạnh băng vang lên. Nói rất đúng. Sau đó một thanh đoản kiếm xẹt qua cắt đứt cái tay cầm súng của Tesep. A! Tesep kêu thảm thiết, che tay liên tục lùi về sau. Bảo vệ tướng quân! Một phó quân bên cạnh Tesep kêu lên, người của hắn ta mang theo bảo vệ xung quanh Tesep, những chiến sĩ lang quân cũng cầm vũ khí quan sát xung quanh. Hai bóng người chậm rãi đi đến, đúng là Diệp Phàm và Đông Phương Hạo Thiên. Thiếu chủ! Diệp Thiếu! Mai Hà và Cô Tô Thành vui sướng kêu lên. Các người là ai? Vừa rồi có phải các người đã ra tay hay không? Phó quan của Tesep nhìn hai người Diệp Phàm, quát to, các chiến sĩ lang quan xông về phía Diệp Phàm và Đông Phương Hạo Thiên. Trên địa bàn Long Quốc lại dám ép người Long Quốc nguyện trung thành với các người, không biết xấu hổ. Hôm nay các người đều phải chết. Diệp Phàm lạnh lùng quát to. Nói xong, hắn tung ra một quyền. Một quyền này truyền ra tiếng nổ động trời. Mấy trăm chiến sĩ lang quân đứng chắn trước mặt bị đánh bay ra xa. Thấy vậy đám người lang quân và dân chúng, còn có cả đám quyền quý Tây Nam quỳ trên đất cũng bị chấn động. Nổ sung. Tesep thấy vậy thì biến sắc, ra lệnh nổ sung. Các chiến sĩ lang quân chĩa thẳng súng vào Diệp Phàm, bóp cò. Đùng đùng đùng. Vô số viên đạn bắn ra lao về phía Diệp Phàm. Người dân thấy vậy đều thầm tiếc hận thay cho Diệp Phàm, nghĩ thầm lại một anh hùng yêu nước sắp chết thảm. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt bọn họ cứng lại, không thể tin tưởng được. Những viên đạn kia va chạm lên thân thể Diệp Phàm, phát ra tiếng kim loại va chạm. Những viên đạn kia không hề gây tổn thương cho Diệp Phàm. Thấy Diệp Phàm như tường đồng vách sắt không sợ viên đạn, mọi người đều hít sâu một hơi. Diệp Phàm xông ra ngoài, bộc phát lực lượng đáng sợ điên cuồng tấn công đám lang quân. Đông Phương Hạo Thiên cũng xông ra ngoài, bộc phát lực lượng đáng sợ điên cuồng chém giết đám lang quân. Nhanh truyền mệnh lệnh của ta triệu tập bộ đội ở nơi khác đến đây, thông báo cho lang tộc, bảo bọn họ phái người đến. Tesep thấy thực lực đáng sợ của Diệp Phàm, sắc mặt vô cùng khó coi, hét lên. Chỉ trong mười mấy giây Diệp Phàm đã chém giết hơn 4.000 người, mỗi một quyền tung ra mấy trăm chiến sĩ lang quân bị giết. Mấy phút sau, hơn vạn chiến sĩ lang quân đều chết thảm trong tay Diệp Phàm và Đông Phương Hạo Thiên. Mọi người nhìn Diệp Phàm như nhìn một sát thần đến từ địa ngục. Diệp Phàm bước từng bước về phía Tesep. Tướng quân, chạy mau. Vị phó quan kia kêu lên, hắn ta lao về phía Diệp Phàm. Phụt. Đông Phương Hạo Thiên chém người này thành hai nửa, Diệp Phàm đứng trước mặt Tesep, dùng đôi con ngươi khát máu nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi. Phụt. Tesep đang định nói gì đó thì thấy đối phương vung tay lên, rút ra thanh đoản kiếm vừa chặt đứt tay của Tesep, tước từng miếng thịt trên người ông ta xuống. A. À. Vị thượng tướng lang quốc này la hét thảm thiết. Dám xâm phạm ranh giới giết dân ta, đáng chết vạn lần. Diệp Phàm gằn từng chữ một. Vừa nói vừa vung kiếm tước từng miếng thịt trên người đối phương xuống, tiến hành lăng trì. Cảnh tượng này làm mọi người chấn động. Tesep liên tục kêu la thảm thiết, nói, ngươi không chết tử tế được, lang quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, ta cũng không định buông tha cho lang quốc các người.
ai dám xâm phạm Long Quốc, ta đều sẽ không bỏ qua. Diệp Phàm lạnh lùng quát, trên tay không ngừng vung lên. Rất nhanh vị thượng tướng Lang Quốc đã bị Diệp Phàm xẻo hết thịt trên người, biến thành một bôn xương. Lúc này vô số chiến sĩ Lang quân xuất hiện. Diệp Phàm nhìn đám người này, sát khí tản ra bốn phía. Hắn xông thẳng ra ngoài điên cuồng chém giết đám chiến sĩ Lang quân. Đám chiến sĩ Lang quân còn chưa kịp nã phát súng nào đã bị Diệp Phàm giết sạch. Diệp Phàm! Một tiếng quát lạnh băng vang lên. Diệp Phàm nhìn về phía đó thì thấy hơn 6-7 vạn người tụ tập lại đây, bọn họ là quân Thiên Lang, cầm đầu là Chu Khiếu, cha của Chu Thiên Lâm. Ông là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Mày đã giết chết quân chủ quân Thiên Lang, đó là con trai tao. Chu Khiếu gằn giọng nói. Thì ra là cha của tên kia. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Tao luôn muốn tự tay giết chết mày báo thù cho con tao, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội, không ngờ hôm nay mày tự đưa đến cửa. Hôm nay tao muốn mày chết không chỗ chôn. Chu Khiếu quát to, các tướng sĩ quân Thiên Lang nghe lệnh, giết. Hiện tại đang đối đầu với kẻ địch mạnh nhưng ông còn muốn lợi dụng quân Thiên Lang để báo thù riêng. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Hừ, mày còn chưa biết đúng không, tao đã dẫn quân Thiên Lang đầu phục Lang Quốc nên Lang quân mới có thể bắt được Tây Nam dưới sự trợ giúp của tao. Chu Khiếu lạnh lùng nói. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, trong mắt lóe lên sát khí, ông cũng dám phản nước. Phản nước thì sao, con trai tao đã chết, chỉ cần có thể báo thù cho con tao. Tao có thể trả bất cứ giá nào. Chu Khiếu nói. Phụt. Ông ta vừa dứt lời, một tia sáng lạnh lóe lên rồi biến mất trước mặt ông ta, sau đó ông ta không biết gì cả. Giây tiếp theo, đầu của Chu Khiếu lăn xuống đất, máu tươi phụt ra từ cổ. Kẻ phản nước, đáng chết. Diệp Phàm lạnh lùng quát, liếc nhìn về phía chiến sĩ quân Thiên Lang. Các người cũng muốn đi theo tên này phản bội chính quốc gia của mình, làm kẻ phản quốc sao? Các ngươi làm vậy không làm thất vọng cha mẹ vợ con của mình sao? Đối mặt với sự chất vấn của Diệp Phàm, các chiến sĩ quân Thiên Lang trầm mặc. Nếu bây giờ các ngươi buông vũ khí còn có thể quay đầu, nếu không chỉ còn con đường chết. Diệp Phàm quát to. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, đám chiến sĩ quân Thiên Lang buông vũ khí xuống. Bọn họ phản bội Long Quốc bởi vì ngại với sự uy hiếp của Chu Khiếu, đối phương vừa đe dọa vừa dụ dỗ nên mới làm như vậy. Bây giờ Chu Khiếu đã chết, bọn họ cũng chứng kiến thực lực đáng sợ của Diệp Phàm, cũng không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Một đám đáng chết. Đột nhiên một tiếng quát lạnh băng vang lên. A a a. Trong đội ngũ quân Thiên Lang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mấy trăm người xuất hiện. Bọn họ che kín lông sói, hai tay mọc ra vuốt dài giống như vuốt sói, trong miệng mọc ra hai răng nanh dài, nhìn giống như một con sói. Dưới chân bọn họ là mấy trăm thi thể của chiến sĩ Lang quân, chết thảm thiết. Lang tộc, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Bọn họ chính là người Lang tộc của Lang quốc, hay còn gọi là người sói. Gào gào gào. Những người sói này lao về phía Diệp Phàm, giống như trăm con sói cùng ra tay, hình ảnh cực kỳ chấn động. Chết. Diệp Phàm lạnh nhạt thu hồi kiếm, tung ra một quyền. Một quyền này của hắn bộc phát ra lực lượng cường đại đánh nát mấy trăm cơ ơ thủ Lang tộc, mấy trăm thi thể hóa thành bột mịn, chỉ còn lại máu tươi đầy trời. Không khí tại hiện trường hoàn toàn đọng lại, mọi người ngừng thở. Một lúc sau, Mai Hà và Cô Tô Thành dẫn đầu vỗ tay. Sau đó dân chúng bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng hoan hô. Bọn họ sùng bái nhìn Diệp Phàm. Sau đó Diệp Phàm đi đến trước mặt Cô Tô Thành, nói, hai người không sao chứ. Thiếu chủ, chúng tôi không sao. Mai Hà lên tiếng. Mai Hà, ông có thể sắp xếp một chuyến bay hay không? Diệp Phàm mỏi. Bây giờ sân bay Thục Châu đã bị Lang quân khống chế. Mai Hà nói. Bị khống chế, vậy cướp về. Diệp Phàm nói. Tiếp theo, mấy người Diệp Phàm và đám quân Thiên Lang còn lại chạy đến sân bay Thục Châu hoàn toàn tiêu diệt Lang quân trong đó. Hạo Thiên, anh mang theo Xích Dương Thảo trở về Thiên Hải, cho Sở Sở ăn nó. Diệp Phàm giao Xích Dương Thảo cho Đông Phương Hạo Thiên. Đông Phương Hạo Thiên hỏi, chủ nhân, vậy ngài? Tôi phải chạy đến biên cảnh, đêm nay quân Thiên Sách sẽ khai chiến với quân bảy nước. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngài phải cẩn thận, Đông Phương Hạo Thiên nói. Nhớ kỹ, nhất định phải để Sở Sở ăn Xích Dương Thảo. Diệp Phàm dặn dò. Tiếp theo, Đông Phương Hạo Thiên ngồi máy bay về Thiên Hải. Diệp Phàm để quân Thiên Lang đóng giữ Thục Châu. Thông báo chiến bộ đến cứu viện,
còn hắn chạy đến biên cảnh. Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Đêm nay trên bầu trời không có một ngôi sao nào, chỉ có mây đen dày đặc, khiến người ta cảm thấy mây đen đang tràn ngập cả thành phố, báo hiệu một đêm đặc biệt. Vào lúc này, tại biên giới của Long Quốc, 30 vạn binh lính của quân Thiên Sách mặc áo giáp đang đứng ở đây, mỗi người khí thế bừng bừng và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Dẫn đầu bọn họ là Thiên Khuyết, Hoàng Bộ Thương, Mộ Bạch, Đồ Phu, Thẩm Thanh Y, Mục Kình Thiên, Đoạn Thiên Bằng, Đoàn Đao và Tần Thành. 9 người đều mặc chiến giáp, tay cầm vũ khí, sắc mặt lạnh lùng, giống như 9 vị tướng quân đang chờ địch đến. Các chiến sĩ của quân Thiên Sách, mọi người còn nhớ nhiệm vụ tối nay của chúng ta không? Thiên Khuyết hét lớn. Chiến đấu đến chết và không bao giờ rút lui. Chiến đấu đến chết và không bao giờ rút lui. Chiến đấu đến chết và không bao giờ rút lui. 30 vạn quân Thiên Sách đồng thanh hét lớn, giọng nói của bọn họ hòa vào nhau, vang vọng cả đất trời. Đúng vậy, nhiệm vụ tối nay của chúng ta là ngăn cản quân 7 nước, tuyệt đối không được để bọn chúng tiến vào biên giới Long Quốc của chúng ta dù chỉ là nửa bước. Hãy nhớ rằng phía sau chúng ta chính là hàng ngàn hàng vạn người dân của Long Quốc, đó là người nhà, người thân và bạn bè của chúng ta phải bảo vệ họ. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không được để kẻ thù bước qua tường thành này, không để chúng giết chết gia đình, người thân và bạn bè của chúng ta cũng như ngàn vạn người dân của Long Quốc. Thiên Khuyết mạnh mẽ hét lên. Tuyệt đối không! Tuyệt đối không! Tuyệt đối không! 30 vạn binh lính quân Thiên Sách vung vũ khí lên và hét lớn. Lúc này, sự nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu của họ đều được khơi dậy. Bùm bùm bùm! Lúc này, xa xa có tiếng đất rung chuyển vọng đến. Nhìn thoáng qua, liền thấy rất nhiều binh lính đang tiến về biên giới, phải lên tới 100 vạn người. Bọn họ chính là quân 7 nước. Mỗi nước đều được một nguyên soái chỉ huy. Lần này, 7 nước để thắng được Long Quốc đã trực tiếp phái nguyên soái nước mình đích thân ra trận, đồng thời huy động rất nhiều cường giả đến từ các quốc gia khác nhau, chẳng hạn như dị năng giả của Hoa Kỳ, ninja của Anh Quốc, kỵ sĩ của Vương quốc Anh, các chiến binh của Lưu Ly quốc, v.v., nhằm mục đích chiếm lấy quốc gia phía đông này. Nguyên soái, trước mặt chúng ta là 30 vạn quân Thiên Sách, do các quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách chỉ huy. Trên chiếc xe bọc thép của quân đội 7 nước này, 7 nguyên soái của 7 nước đang ngồi, còn một sĩ quan tình báo thì đang báo cáo. Lại là quân Thiên Sách. Sắc mặt nguyên soái Anh Quốc tối sầm lại, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Năm đó liên quân của 5 nước đã bị bại trận dưới tay quân Thiên Sách, trong đó Anh Quốc chịu tổn thất nặng nề nhất, vì vậy đối với binh lính của Anh Quốc mà nói, kẻ thù lớn nhất của bọn họ chính là quân Thiên Sách. Quân Thiên Sách đến cũng thật đúng lúc, chúng ta có thể nhân cơ hội này báo thù. Nguyên soái của Lưu Ly Quốc hét lên. Đúng vậy, lần này chúng ta phải tiêu diệt quân Thiên Sách, cho bọn chúng biết thực lực của chúng ta mạnh cỡ nào, đáng tiếc chiến thần Thiên Sách ngày đó đã biến mất, nếu không lần này chúng ta cũng xử lý luôn cả ông ta. Nguyên soái Hoa Kỳ kiêu căng nói. Bây giờ chiến thần Thiên Sách không có ở đây, mối đe dọa lớn nhất chỉ là các quân đoàn trưởng. Chờ đến khi trận chiến bắt đầu, những cường giả lập tức tràn về phía trước, loại bỏ những quân đoàn trưởng đó, như vậy thì quân Thiên Sách chẳng thể cản trở chúng ta được nữa. Nguyên soái Anh Quốc lạnh lẽo nói, các nguyên soái còn lại đều gật đầu đồng ý. Chẳng bao lâu, 100 vạn đại quân 7 nước đã xuất hiện ở biên giới của Long Quốc, đối đầu với quân Thiên Sách. Quân Thiên Sách, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nguyên soái Anh Quốc bước ra, lạnh lùng nói. Honda Koji, anh của ông năm đó đã chết trong tay quân Thiên Sách. Bây giờ ông đã sẵn sàng đi gặp anh của mình chưa? Mộ Bạch cười lạnh. Vị nguyên soái của Anh Quốc này tên là Honda Koji, anh cả của ông ta là Honda Koichi là nguyên soái chỉ huy quân đội Anh Quốc trong liên quân 5 nước năm đó, sau đó ông ta đã bị chiến thần Thiên Sách giết chết. Hừ, năm đó chiến thần Thiên Sách đã giết anh của tôi, hôm nay tôi sẽ bắt mấy người phải đền mạng. Honda Koji hét lên giận dữ. Năm đó, quân Thiên Sách của tôi có thể giết chết được đám xâm lược các người, thì hôm nay cũng có thể làm như vậy. Giết! Hoàng Bộ Thương uy nghiêm quát lên, tay trái cầm thanh kiếm gãy, lao lên chém giết. Quân Thiên Sách, giết! Thiên Khuyết và các quân đoàn trưởng khác đều đồng thanh hét lên. 30 vạn quân Thiên Sách theo các quân đoàn trưởng đều lao lên. Giết! Lúc này, 7 tên nguyên soái cũng đồng thời hét lên. 100 vạn quân 7 nước cũng lao lên. Một trận chiến lớn đã bắt đầu bùng nổ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ngay khi 8 quân đoàn trưởng và chiến vương 9 ngón Tần Thành đang điên cuồng chém chết những binh lính của quân 7 nước,
thì đột nhiên những mũi tên vàng đáng sợ và những con rồng lửa lao thẳng về phía bọn họ. Cẩn thận! Thiên Khuyết hét lớn, ông cầm một thanh kiếm nặng màu đen để tiêu diệt tất cả những con rồng lửa, trong khi những người khác vung vũ khí để phá hủy tất cả những mũi tên vàng. Ngay sau đó, những dây leo dày đặc mọc lên từ mọi hướng rồi lao về phía đám người Thiên Khuyết, cố gắng kiềm chế họ. Đoàn đạo lập tức bị dây leo quấn chặt lúc nào không hay. Soạt! Lúc này, Tần Thành vung Long Tuyền bảo kiếm lên để chặt đứt toàn bộ dây leo trên người Đoàn đạo. Cảm ơn, Đoàn đạo nói. Không có gì, Tần Thành vừa đáp vừa vung kiếm chặt tiếp từng dây leo. Đây là thuật sĩ tấn công sao? Thẩm Thanh Y trầm giọng hỏi. Là dị năng giả của Hoa Kỳ. Thiên Khuyết liếc nhìn mấy người Hoa Kỳ ở phía trước đang điều khiển những mũi tên vàng, rồng lửa và dây leo. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ngay khi Thiên Khuyết và những người khác đang ngăn chặn cuộc tấn công dị năng này, thì những người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ, tay cầm kiếm katana rồi tấn công thẳng vào bọn họ. Phồng phập, Hoàng Bộ Thương, Mộ Bạch, Đồ Phu và Thẩm Thanh Y nhanh chóng phát hiện và giết chết đám người này. Thế nhưng Đoạn Thiên Bằng, Mục Kình Thiên và Đoàn Đao đã bị đám người mặc đồ đen làm cho bị thương, dẫu vậy Thiên Khuyết đã kịp thời ra tay và giúp họ giết chết kẻ thù. Là ninja Anh Quốc, mọi người hãy cẩn thận xung quanh. Thiên Khuyết hét lên. Đám người Anh Quốc này thật hèn hạ. Đoàn Đao tức giận nói. A-di-đà Phật. Đột nhiên một giọng nói chợt vang lên, một luồng áp bức liền bao trùm lấy tất cả. Một nhóm tu sĩ mặc áo cà sa xám, làn da màu đồng xuất hiện ở đây, ánh mắt bọn họ toát ra sự lãnh lẽo vô tình, tấn công thẳng về phía Thiên Khuyết và những người khác, bộc phát sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Bang 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 bang. Lúc này hai bên đánh nhau ngày càng dữ dội. Mà trong trận chiến này, đám người Thiên Khuyết cũng không chiếm được nhiều lợi thế. Tại sao lại có hòa thượng ở đây? Đồ Phu cau mày, lạnh lẽo nói. Bọn họ hẳn là nhà sư khổ hạnh đến từ Thiên Trúc Quốc. Thiên Khuyết nói. Nhà sư khổ hạnh, mọi người đều kinh ngạc. Những nhà sư khổ hạnh của Thiên Trúc Quốc rất nổi tiếng, bọn họ khác với nhà sư của Long Quốc ở trong chùa để tụng kinh và niệm Phật. Những nhà sư khổ hạnh sẽ đi qua các sa mạc và những nơi nguy hiểm, bọn họ coi đây là một cách tu hành khổ hạnh. Cũng bởi vì cách tu hành độc đáo lại đáng sợ này mà nhà sư khổ hạnh có ý chí và sức chiến đấu kinh người, đã trở thành một thế lực lớn nhất ở Thiên Trúc Quốc. Năm đó, Thiên Trúc Quốc không tham gia vào Liên minh năm nước, vì vậy đây là lần đầu tiên đám người Thiên Khuyết đối mặt với nhà sư khổ hạnh. Sau đó những nhà sư khổ hạnh tiếp tục tấn công, bọn họ không sợ đau không sợ chết. Chỉ biết điên cuồng tấn công. Chẳng bao lâu, các chiến binh của Lưu Ly Quốc, các cao thủ của Hắc Bảng mà nước Ý điều động, cường giả Vu Môn của Man Quốc và các kỵ sĩ từ Vương quốc Anh đều ra tay và bao vây quân Thiên Sách. Còn các dị năng giả của Hoa Kỳ và các ninja của Anh Quốc thì tấn công lén lút từ xa. Dưới sự bao vây của những cường giả các nước, mặc dù các quân đoàn trưởng quân Thiên Sách vẫn chiến đấu hùng mạnh như cũ, nhưng cũng bị thương không ít. Trận chiến giữa quân Thiên Sách và quân bảy nước thật sự rất ác liệt. Mặc dù quân Thiên Sách chỉ có 30 vạn người, hơn nữa phần lớn đều là tân binh, nhưng bọn họ đã được trải qua huấn luyện gắt gao cùng Diệp Phàm và được cung cấp y dược, sức lực chiến đấu của bọn họ cũng không hề yếu. Nhưng suy cho cùng, họ chưa từng trải qua trận chiến thực sự, thiếu kinh nghiệm chiến đấu và sức chịu đựng tâm lý cũng không mạnh mẽ nên khi đối mặt với những cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm này của bảy nước, bọn họ vẫn đang ở thế bất lợi. Thời gian trôi qua, số lượng thương vong ở quân Thiên Sách ngày càng nhiều, còn đám người Thiên Khuyết hoàn toàn bị mắc kẹt trong vòng vây của cường giả bảy nước, họ căn bản không thể trốn thoát, tình hình cũng không mấy lạc quan. Lần này để đối phó với Long Quốc, bảy nước đều phái ra những cường giả hàng đầu của mỗi nước, toàn bộ đều là thiên cảnh trở lên, muốn chống lại bọn họ cũng không phải dễ dàng. Giết! Ngay lúc quân Thiên Sách đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, một tiếng hét đột nhiên vang lên. Xa xa liền truyền đến tiếng bước chân vội vã. Một đội quân mặc giáp bạc tiến thẳng tới đây, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên thân có hình cường tráng, để râu quai nón, dáng vẻ rắn giỏi, cưỡi huyết mã, tay cầm một đao rồi lao nhanh tới. Giết! Người đàn ông gầm lên, chỉ cần vung đao trong tay lên thì hơn chục binh sĩ của bảy nước đã bị chặt thành hai mảnh. Nhất thời, các nguyên soái của bảy nước và đám người Thiên Khuyết đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông này. Trấn Bắc Phương! Thiên Khuyết ngạc nhiên. Người đàn ông này không ai khác chính là Trấn Bắc Phương Ninh Bắc, một trong 8 vị vương của Long Quốc, đồng thời cũng là tổng tư lệnh của chiến khu Bắc Bộ, chỉ huy đội quân 20 vạn người trấn giữ Bắc Cương. Đúng lúc này, Ninh Bắc cưỡi ngựa lao tới,
Phung kiếm trong tay lên trực tiếp đánh bay đám cường giả đang tấn công đám người Thiên Khuyết, bọn chúng thậm chí còn không thể chặn được một đao của Ninh Bắc. Cảm ơn Trấn Bắc Phương đã ra tay giúp đỡ, Thiên Khuyết nói. Quân bảy nước xâm chiếm Long Quốc của chúng ta, sao có thể để một mình quân Thiên Sách chiến đấu chứ? Hôm nay, bổn vương dẫn 20 vạn quân từ Bắc Cương đến đây để giúp đỡ mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đánh đuổi những kẻ ngoại tộc dám xâm lược Long Quốc này. Ninh Bắc hét lớn. Có Trấn Bắc Phương giúp đỡ, trận chiến này nhất định sẽ thắng. Thiên Khuyết mỉm cười. Ở phía xa, quân chủ quân Thanh Long là Mục Thanh, quân chủ quân Chu Tước là Nguyệt Nhi, còn có thống soái của chiến khu Tây Bộ và thống soái của chiến khu Nam Bộ đều đứng ở đây. Khi bọn họ nhìn thấy Trấn Bắc Phương và quân đội của ông xuất hiện, vẻ mặt liền thay đổi. Trấn Bắc Phương tại sao lại ở đây? Chiến bộ không có điều động bọn họ đến. Nguyệt Nhi kinh ngạc nói. Trấn Bắc Phương có lẽ tự mình tới. Nhưng ông ta đến thế này đã làm loạn sự sắp xếp của các vị tôn chủ. Mục Thanh lạnh lùng nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Chúng ta có nên hành động không? Nam Cung Linh thống soái chiến khu Nam Bộ nói. Không vội, đợi trước đã. Mục Thanh lắc đầu. Lúc này, nguyên soái của bảy nước cao mày khi nhìn thấy Ninh Bắc dẫn đầu quân đội. Không ngờ lại có một người khó nhằn đến. Honda Koji lạnh lùng nói. Xem ra chỉ có thể để bọn họ hành động thôi. Nguyên soái Hoa Kỳ đáp. Bảy người nhìn nhau rồi trực tiếp ra lệnh. Soạt, soạt, soạt. Sau đó, bảy bóng người đột nhiên lao ra từ quân bảy nước, người nào cũng bộc phát khí thế đáng sợ của tông sư. Bảy người này đều là cao thủ tông cảnh tầng thứ 9. Và bọn họ cũng là lực lượng chiến đấu mạnh nhất mà bảy nước cử đến. Khi bảy cường giả tông cảnh này ra tay, đám người Thiên Khuyết ngay lập tức phải đối mặt với áp lực vô cùng to lớn. Trong số các quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách, chỉ có Thiên Khuyết và Hoàng Bộ Thương đã bước vào tông cảnh, cộng thêm Trấn Bắc Phương cường giả tông cảnh nữa thì tổng cộng chỉ có 3 cường giả tông cảnh, những người còn lại mới ở thiên cảnh, muốn chiến đấu với 7 cường giả tông sư của 7 nước thật sự rất khó khăn. Bang 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 bang. Sau một trận chiến khốc liệt, ngoại trừ Ninh Bắc và Thiên Khuyết, tất cả mọi người đều bị thương rất nặng. Cường giả đỉnh cấp tông cảnh tầng thứ 9 chính là võ giả mạnh nhất của tông sư. Trừ phi có cường giả quân cảnh ra tay, nếu không chẳng ai có thể là đối thủ của bọn họ. Bùm bùm bùm. Bảy võ giả tông sư này tấn công điên cuồng khiến Ninh Bắc và Thiên Khuyết không ngừng thối lui. Phù. Lúc này, môn chủ Vu Môn là Vu Thiên Hành chấp lấy cơ hội, phóng ra hai con cổ trùng lao về phía hai người bọn họ. Bởi vì Thiên Khuyết và Ninh Bắc đang tập trung ngăn cản sự tấn công của bảy cường giả tông sư nên không có thời gian để ý hai con cổ trùng này. Khiến bọn chúng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể của bọn họ. Giây tiếp theo, hai người liền hét lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ đau đớn, sức chiến đấu cũng giảm đi rất nhiều. Bảy cường giả nhân cơ hội này liền xuất chiêu đánh bay hai người bọn họ. Hồng hộc, hồng hộc. Thiên Khuyết và Ninh Bắc ngã nhào xuống đất và phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ đã bị thương rất nặng, đặc biệt là cổ trùng đang ở trong cơ thể, khiến họ vô cùng đau đớn. Vu Môn chủ làm rất tốt, nguyên soái Man Quốc nhìn Vu Thiên Hành, khen ngợi hắn. Các nguyên soái khác của 6 nước cũng cười khẩy khi nhìn đám người Thiên Khuyết ngã xuống đất. Thiên Khuyết, lần này các người chết chắc rồi. Hôm nay tôi sẽ báo thù cho anh mình. Giết! Giết hết bọn chúng! Honda Koji hét lên. Giết! Các nguyên soái khác của 6 nước cũng đồng thanh hét lên. 7 cường giả tông sư lập tức ra tay. Nhưng Đồ Phu chợt hét lên. Cho dù có chết, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho các người. Vậy thì sẽ cho các người thịt nát xương tan, nguyên soái Lưu Ly Quốc khinh thường nói. 7 cường giả ra tay không chút thương tiếc lao về phía đám Thiên Khuyết, chuẩn bị giết chết bọn họ. Người của quân Thiên Sách, làm sao các người có thể tùy ý muốn giết là giết? Đột nhiên, một giọng nói đanh thép vang lên. Ngay sau đó, một luồng sát khí quái dị bao trùm quân bảy nước. Người của quân Thiên Sách. Các người đâu thể muốn giết là giết. Ngay khi bảy cường giả tông sư võ đạo muốn giết các quân đoàn trưởng quân Thiên Sách thì một giọng nói lạnh như băng vang lên, sát khí khủng bố quét tới, bao phủ quanh trăm dặm biên cảnh. Lúc này, cơ thể của chiến sĩ quân bảy nước đều run rẩy, sau lưng toát cả mồ hôi lạnh, vũ khí trong tay thiếu chút nữa đã không nắm vững được. Bảy cường giả tông sư như bị thương nặng, bọn họ lần lượt hộc máu. Phút. Lúc này. Tất cả ánh mắt của quân bảy nước và người của quân Thiên Sách đều nhìn qua, bọn họ chỉ thấy một bóng dáng đang từ xa bước tới. Mặc dù ở rất xa, nhưng khi đối phương lại gần trong gang tấc, sát khí tản ra vô tận,
không gian xung quanh bị áp chế như ngưng đọng lại. Người này chính là Diệp Phàm từ Thục Châu chạy tới. Giờ phút này, Diệp Phàm nhìn chiến sĩ quân Thiên Sách tử trận và các quân đoàn trưởng bị thương ngã xuống, trong lòng tràn ngập lửa giận, sát khí không ngừng bộc phát ra. Thiếu quân chủ, đám người Thiên Khuyết nhìn Diệp Phàm thì thi nhau hô lên. Những chiến sĩ quân Thiên Sách cả người đầy máu nhìn Diệp Phàm đều rất kích động, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Phàm vừa xuất hiện, khiến cho quân Thiên Sách lập tức có chỗ dựa, khí thế đều tăng vọt trong nháy mắt. Nguyên soái của bảy nước nhìn Diệp Phàm, ai nấy đều nhướng mày. Các người, đáng chết. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào bảy cường giả tông sư võ đạo, tiếng quát lạnh băng, tựa như Diêm Vương từ địa ngục, khiến người nghe cảm giác cái chết sắp đến gần. Diệp Phàm vừa dứt lời, một cỗ uy áp bộc phát từ cơ thể hắn thẳng với phía bảy cường giả tông sư. Sau một tiếng nổ rung trời, cơ thể bảy cường giả cùng nổ tung, biến thành những mảnh vụn rơi lả tả đầy đất, chết không toàn thây. Lúc này, nguyên soái và các chiến sĩ bảy nước đều sợ ngây người, hai mắt trợn to đầy khiếp sợ. Ngay cả Mục Thanh, đám người Thác Bạt Nghê cũng giật mình. Thực lực của người này lại tăng lên nhiều như vậy. Quân chủ Thanh Long quân Mục Thanh nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này, sao có thể? Nguyên soái Anh quốc Honda Kuiza thấy cảnh tượng như vậy thì không thể nào tin nổi. Nguyên soái sáu nước còn lại cũng khó mà tin, bọn họ vạn lần lần không nghĩ ra vì sao cơ thể của bảy vị cường giả võ đạo cấp tông sư lại đột nhiên phát nổ, cảnh tượng này quá quỷ dị. Đám man di các người, xâm phạm Long quốc, giết quân Thiên Sách, tội đáng chết vạn lần. Diệp Phàm nhìn đại quân bảy nước ở trước mắt lạnh lùng quát. Danh con, đúng là ngông cuồng. Cho dù hôm nay ai tới thì cũng không thay đổi được kết quả quân Thiên Sách và Long quốc diệt vong. Honda Koji nhìn Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Vậy sao, thế thì thử xem. Diệp Phàm thản nhiên đáp. Tất cả quân Thiên Sách lui về phía sau 10 mét. Đột nhiên, Diệp Phàm hạ lệnh. Mặc dù lời của hắn khiến các chiến sĩ quân Thiên Sách khó hiểu, nhưng tất cả bọn họ đều phục tùng mệnh lệnh, trực tiếp lui về phía sau 10 mét. Lúc này, đám người Thiên Khuyết và nguyên soái bảy nước đều khó hiểu nhìn Diệp Phàm, không biết hắn muốn làm gì. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia khát máu, hai tay siết chặt rồi xông thẳng ra ngoài. Một quyền hắn đánh ra khiến cơ thể của hơn trăm chiến sĩ quân địch nổ tung. Lúc này, nguyên soái bảy nước đều hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ bị kinh hãi. Giết, giết hắn. Nguyên soái bảy nước lần lượt ra lệnh. Chiến sĩ bảy nước nhao nhao xông về phía Diệp Phàm, nhưng không ngăn nổi một chưởng của hắn, từng người một nổ tung. Ngay lập tức, một số lượng lớn chiến sĩ nổ súng vào Diệp Phàm, vô số viên đạn lao nhanh về phía hắn. Nhưng những viên đạn này rơi trên người Diệp Phàm chỉ phát ra tiếng kim loại leng keng rồi rơi xuống đất, căn bản không xuyên vào được cơ thể Diệp Phàm. Cảnh tượng này, chấn động đến toàn bộ nguyên soái và chiến sĩ bảy nước. Người này là Kim Cương Hiệp à? Sao ngay cả đạn cũng không xuyên thủng được? Nguyên soái Mỹ quốc nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Triệu tập tất cả vũ khí lại đây, nhất định phải giết hắn. Nguyên soái Lưu Ly Quy. Làm gì, đương nhiên là tiến ông lên đường rồi. Diệp Phàm hờ hững nói. Mày dám? Bọn tao là nguyên soái một nước, nếu mày dám giết thì sẽ trở thành kẻ thù chung của bảy nước, lúc đó sẽ không ai cứu được mày. Người thân, bạn bè, con cái của mày sẽ sống không bằng chết. Nguyên soái Hoa Kỳ kiêu ngạo quát Diệp Phàm. Ông đang uy hiếp tôi. Đôi mắt khát máu của Diệp Phàm nhìn về phía nguyên soái Hoa Kỳ. Bản soái đang cảnh cáo. Dám động tới bản soái thì ngay cả quốc chủ Long quốc cũng không cứu được mày. Nguyên soái Hoa Kỳ hừ lạnh nói. Không một kẻ nào dám uy hiếp tôi. Bởi vì kẻ uy hiếp tôi đều chết cả rồi. Diệp Phàm đằng đằng sát khí nói. Dứt lời hắn đánh ra một chưởng, uy lực khủng bố phát ra khiến cơ thể nguyên soái Hoa Kỳ nổ tung. Không gian nơi nguyên soái Hoa Kỳ đứng phát nổ, cơ thể ông ta biến thành bột mịn, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Thấy nguyên soái Hoa Kỳ bị giết, vẻ mặt của sáu người còn lại trở nên vô cùng khó coi. Mày sẽ chết không yên thân. Nguyên soái Lưu Ly Quốc giận dữ giống lên với Diệp Phàm. Diệp Phàm đánh ra một chưởng khiến nguyên soái Lưu Ly Quốc nổ tung. Tiếp theo là nguyên soái Vương quốc Anh ngã xuống. Nguyên soái Thiên Trúc quốc. Ý quốc. Man quốc. Chưa tới 3 giây, cả 6 nguyên soái đều chết trong tay Diệp Phàm.
nguyên soái tối cao của một nước nhưng lại chẳng khác nào kiến hôi ở trong tay Diệp Phàm. Lúc này chỉ còn lại Honda Koichi nguyên soái của Anh Quốc, lúc này sắc mặt ông ta trắng bệch, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy, ông ta quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm. Xin cậu tha cho tôi đảm bảo lập tức rút binh. Honda Koichi cầu xin Diệp Phàm. Đường đường là nguyên soái lại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, người Anh Quốc đúng là một lũ phế vật không có cốt khí. Diệp Phàm khinh bỉ nói. Hắn đánh một chưởng nát đầu nguyên soái Anh Quốc. Lúc này, toàn bộ nguyên soái bảy nước đã chết thảm trong tay Diệp Phàm. Sự khiếp sợ của đại quân bảy nước càng trở nên mãnh liệt, ai nấy đều run rẩy nhìn Diệp Phàm, không còn ham muốn chiến đấu. Vụt! Diệp Phàm liếc mắt nhìn đám chiến sĩ bảy nước này, bọn họ sợ tới mức quăng mũ cởi giáp, xoay người bỏ chạy. Liếc mắt một cái đã dọa lui đại quân bảy nước. Lịch sử cả thế giới, sợ là không một ai làm được. Nhưng hôm nay Diệp Phàm lại có thể. Rất nhanh, đại quân bảy nước đã bỏ trốn mất dạng. Thiếu quân chủ dũng mãnh. Thiếu quân chủ dũng mãnh. Thiếu quân chủ dũng mãnh. Lúc này, tất cả binh lính của quân Thiên Sách đều hò hét cổ vũ Diệp Phàm. Bọn họ nhìn Diệp Phàm với đôi mắt cuồng nhiệt sùng bái, máu trong thân thể như đang sục sôi. Đột nhiên, Thiên Khuyết và Ninh Bắc hét lên. Diệp Phàm nhìn qua thì phát hiện bọn họ bị trúng cổ trùng, hắn trực tiếp phun cây kim bạc loại bỏ cổ trùng ra khỏi cơ thể bọn họ, sau đó chữa trị vết thương cho bọn họ. Cảm ơn Diệp thiếu quân chủ. Ninh Bắc cảm ơn Diệp Phàm. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn Ninh Bắc, nghi hoặc nói. Thiếu quân chủ, đây là Trấn Bắc Vương, một trong 8 vị vương của Long Quốc, đồng thời cũng là thống soái chiến khu Bắc Bộ. Hôm nay cũng nhờ có Trấn Bắc Vương đã đưa quân đến giúp đỡ, nếu không chúng tôi có thể sẽ không chờ được thiếu quân chủ tới. Thiên Khuyết nói. Không có gì. Bây giờ chúng ta đang đối mặt với kẻ địch rất mạnh, chúng ta đều là quân nhân của Long Quốc, đây là điều tôi nên làm. Ninh Bắc nói. Cảm ơn. Diệp Phàm nói với Ninh Bắc. Lúc này, một lượng lớn binh lính từ xa tiến về đây, đó là hai quân đoàn lớn, quân Thanh Long và quân Chu Tước, cũng như hai đội quân của hai chiến khu lớn là chiến khu Tây Bộ và chiến khu Nam Bộ. Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã đến muộn. Mục Thanh, quân chủ của quân Thanh Long, thở hổn hển xuất hiện ở đây và nói với đám người Diệp Phàm. Muộn. Mục Thanh, nếu tôi nhớ không lầm, theo thời gian chiến bộ phân công cho các người nhanh chóng tới chi viện, hẳn là các người đã đến từ lâu rồi phải không? Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Thiên Khuyết nhìn Mục Thanh và hét lên một cách lạnh lùng. Tôi thấy bọn họ cố tình làm vậy, bọn họ muốn thấy quân Thiên Sách của chúng ta bị quân đội của bảy nước tiêu diệt, thủ đoạn mượn đao giết người này thực sự rất tàn nhẫn. Đồ Phu lạnh lùng hét lên. Các người đang vu khống, chúng tôi triệu tập nhiều người như vậy, chẳng lẽ chúng tôi không cần phải tốn thời gian trên đường sao? Thác Bạc Nghê, quân chủ của quân Chu Tước, hừ lạnh. Mọi người, chúng tôi đến muộn đúng là lỗi của chúng tôi, nhưng chúng tôi tuyệt đối không cố ý trì hoãn việc cứu viện. Mục Thanh nói. Thật sao, vậy đội quân của các người ẩn nấp cách đây mười mấy dặm để làm gì? Chờ đợi cơ hội rồi ra tay à? Diệp Phàm nhìn Mục Thanh, lạnh lùng nói. Hắn đã phát hiện ra nhóm người này khi vừa đến đây, nhưng lúc đó hắn không để ý đến họ. Mà lời nói của Diệp Phàm trực tiếp khiến cho sắc mặt các chiến sĩ của quân Thiên Sách tối sầm lại, bọn họ đều tức giận nhìn đám người Mục Thanh. Các người đã tới từ sớm, còn cố ý trốn đi. Còn nói không phải cố ý trì hoãn thời gian cứu viện. Đồ Phu tức giận hét lên. Các người chỉ là một đám hèn hạ không biết xấu hổ, căn bản không xứng làm quân nhân. Đoạn Đao vô cùng tức giận hét lên. Tốt nhất là ông nên nói chuyện đàng hoàng chút đi, chúng tôi có thể tới cứu viện các người, cũng đã đủ nể mặt các người rồi. Lúc này, thống soái của chiến khu Tây Bộ kia khịt mũi với vẻ mặt đắc ý. Giác! Thống soái của chiến khu Tây Bộ vừa nói xong, đã bị Diệp Phàm trực tiếp bóp nát cổ họng. Sắc mặt của Mục Thanh, Thác Bạt Nghê và Nam Cung Linh, thống soái của chiến khu Nam Bộ, đều thay đổi, đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nặng nề. Diệp thiếu quân chủ, ý của cậu là gì? Công khai giết thống soái của chiến khu Tây Bộ, cậu đã vi phạm kỷ luật quân đội, sẽ phải chịu trừng phạt quân sự. Mục Thanh nói với Diệp Phàm. Xoẹt. Đôi mắt khát máu của Diệp Phàm liếc nhìn Mục Thanh. Các người trơ mắt nhìn quân Thiên Sách chiến đấu đẫm máu với kẻ địch, nhưng lại không đến cứu viện, mà chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt, khiến quân Thiên Sách bị thương vong nặng nề. Các người không xứng làm quân nhân. Không giết bọn cặn bã trong quân đội như các người, thì còn giữ lại làm gì?
Diệp Phàm dùng vẻ mặt mạnh mẽ lạnh lùng hét lên, nói xong hắn liền đi về phía Mục Thanh. Lập tức, sắc mặt Mục Thanh thay đổi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Dừng lại. Đột nhiên, một tiếng hét uy nghiêm vang lên. Rắc. Giọng nói này vừa vang lên, Diệp Phàm nhanh như tia chớp tóm lấy cổ họng Mục Thanh, bóp nát. Cậu. Một người đàn ông cao 7 thước mặc quân phục dẫn theo một đám người xuất hiện ở đây, vừa rồi chính ông ta là người đã hét lên, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Khi người đàn ông nhìn Mục Thanh chết không nhắm mắt ngã xuống đất, sắc mặt trở nên lạnh lùng, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng cuồng bạo nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không phải tôi đã bảo cậu dừng lại rồi sao? Ông kêu tôi dừng lại là tôi phải dừng lại sao? Ông là ai? Diệp Phàm khinh thường nói. Tôi là Hộ Quốc Chí Tôn, Lam Chiến. Người đàn ông hét lên với vẻ mặt uy nghiêm. Ông ta là Lam Chiến, một trong 9 Hộ Quốc Chí Tôn của Long Quốc, quân Thanh Long là thế lực dưới quyền của ông ta. Bây giờ thủ hạ của ông ta đã bị giết ngay trước mặt ông ta, đây chắc chắn là một sự sỉ nhục và khiêu khích cực lớn đối với một Hộ Quốc Chí Tôn. Hộ Quốc Chí Tôn thì sao? Diệp Phàm liếc nhìn Lam Chiến, lạnh lùng nói. Bùm! Sắc mặt Lam Chiến trở nên lạnh lùng, trong cơ thể ông ta bộc phát chiến ý đáng sợ, ông ta trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Phàm. Khi ông ta đấm ra một quyền này, khoảng không nổ tung, kinh khí ngút trời bắn ra tứ phía. Diệp Phàm căn bản không thèm nhìn, chỉ tùy ý đánh ra một quyền, đánh cho Lam Chiến bay ra ngoài. Phụt! Lam Chiến bị ném về phía sau hơn 10 mét, nửa quỳ trên mặt đất, phun máu ra. Nhìn thấy Lam Chiến bị đánh bại chỉ bằng một chiêu, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Lam Chiến cau mày nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ông ta đang muốn nói gì đó, lại bị đối phương cắt ngang, bọn họ trì hoãn cứu viện là do mệnh lệnh của đám Hộ Quốc Chí Tôn các người, đúng không? Cậu có bằng chứng gì? Lam Chiến đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Bùm! Diệp Phàm tiến lên một bước, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Lam Chiến, tung ra một quyền về phía đối phương, sắc mặt của ông ta thay đổi, trực tiếp bộc phát sức mạnh quân cảnh để chống cự. Tuy nhiên, với thể lực hiện tại của Diệp Phàm, sức mạnh của quân cảnh căn bản không thể ngăn cản được. Phụt! Ngay lúc này, một quyền của Diệp Phàm xuyên thủng phòng ngự của Lam Chiến, trực tiếp xuyên qua cơ thể ông ta. Một dòng máu bắn ra từ ngực Lam Chiến. Lam Chiến trợn to hai mắt nhìn Diệp Phàm, hắn nhìn ông ta lạnh lùng nói, tôi không cần chứng cứ. Bịch một tiếng, Lam Chiến ngã xuống đất và tắt thở. Cứ như vậy, một trong 9 vị Hộ Quốc Chí Tôn của Long Quốc lại ra đi thêm một người nữa, và ông ta cũng chết trong tay Diệp Phàm. Lúc này, quân Thanh Long, quân Chu Tước, người của chiến khu Tây Bộ, chiến khu Nam Bộ, quân Thiên Sách và người của chiến khu Bắc Bộ đều choáng váng. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Xoẹt. Ngay sau đó, ánh mắt của Diệp Phàm liếc nhìn Thác Bạt Nghê và Nam Cung Linh, vẻ mặt của hai người này lập tức trở nên cực kỳ khó coi, thân thể run rẩy, lưng đổ mồ hôi lạnh, giống như đang chờ bị xét xử. Mang theo xác của bọn họ và cút đi. Trở về nói với mấy Hộ Quốc Chí Tôn kia, tôi sẽ quay lại giải quyết chuyện này với bọn họ. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Bọn họ lập tức thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng rời khỏi đây cùng với thi thể của Mục Thanh và Lam Chiến. Diệp Thiếu Quân Chủ đúng thật là một thiên tài trẻ tuổi, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, ngay cả Hộ Quốc Chí Tôn nói giết là giết, thật sự làm chúng tôi vô cùng khâm phục. Lúc này Ninh Bắc khen ngợi Diệp Phàm. Không có gì. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Nhưng tôi nghe nói, hiện tại chiến bộ bị Hộ Quốc Chí Tôn khống chế. Bây giờ cậu giết chết một vị quân chủ quân Thanh Long và một Hộ Quốc Chí Tôn, e là bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, còn có 7 quốc gia kia, lần này bọn họ bị thua trận, còn mất đi một nguyên soái, sẽ càng không dừng lại, hiện tại cậu và quân Thiên Sách có thể nói là đối mặt kẻ địch ở cả hai mặt, nhất định phải cẩn thận. Ninh Bắc nhìn Diệp Phàm nhắc nhở. Cảm ơn đã nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại không đồng ý, chỉ cần bọn họ dám tới, liền sẽ bị giết. Trước sức mạnh tuyệt đối, dù có bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu âm mưu, thủ đoạn cũng đều vô ích. Tiếp theo, Ninh Bắc dẫn đội quân của chiến khu Bắc Bộ rời khỏi đây. Quân Thiên Sách cũng bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, Diệp Phàm thậm chí còn ra tay chữa trị cho một số quân đoàn trưởng và những binh sĩ quân Thiên Sách bị thương nặng, từng người một. Lần này quân Thiên Sách bị thương vong nặng nề, trong 300.000 binh sĩ, có hơn 100.000 người chết, hơn 30.000 người bị thương nặng, còn vô số người bị thương nhẹ. Có thể nói tổn thất hơn một nửa. Nhìn thấy những chiến sĩ của quân Thiên Sách bị tử vong, Diệp Phàm cảm thấy rất nặng nề, còn có phần áy náy. Nếu như hắn xuất hiện sớm hơn, có
có lẽ đã không có nhiều quân thiên sách bị mất mạng như vậy. Các người yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho các người. Diệp Phàm nắm chặt nắm tay, sắc mặt lạnh lùng hét lên. Cho dù bảy nước kia không xuất quân nữa, Diệp Phàm cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Bọn họ cần phải trả món nợ máu này. Đệ tử của chiến thần thiên sách, cậu cũng điên cuồng như sư phụ của cậu vậy. Nhưng mà không biết thực lực của cậu có mạnh như sư phụ của cậu hay không. Kim Cương Phó Hội trưởng Hiệp hội Dị năng Hoa Kỳ nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ông thử một chút là biết. Diệp Phàm sờ sờ mũi, thờ ơ nói. Đi chết đi. Kim Cương giận dữ hét lên, ông ta tung ra một cú đấm, sức mạnh thuộc tính kim trong tự nhiên điên cuồng tập trung về phía ông ta. Lập tức toàn thân Kim Cương tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, như thể ông ta đã biến thành một viên kim cương thực sự, tản ra uy thế đáng sợ, ông ta tung ra một cú đấm, không trung trực tiếp nổ tung, bộc phát sức mạnh kinh khủng. Phó chủ tịch hiệp hội dị năng này vậy mà lại kết hợp sức mạnh tự nhiên với chính mình để tạo thành một đòn tấn công tương tự như võ đạo, điều này khiến đôi mắt Diệp Phàm sáng lên. Đòn tấn công này, cường giả ở quân cảnh không thể ngăn cản được. Thật thú vị. Diệp Phàm cười nhẹ rồi cũng tung ra một cú đấm. Răng rắc. Trong khoảnh khắc, có tiếng xương gãy vang lên. Nắm đấm của Kim Cương bị vỡ ngay tại chỗ, toàn bộ cánh tay của ông ta vỡ thành cho bụi, một cú đấm không thể ngăn cản được của Diệp Phàm đánh vào ngực ông ta. Thân thể của Phó Chủ tịch Hiệp hội Dị năng Hoa Kỳ bị Diệp Phàm trực tiếp đấm xuyên qua. Khi Kim Cương bị giết, tất cả các cường giả từ các nước khác đều lao về phía Diệp Phàm, từng người một bộc phát lực lượng mạnh nhất của mình, cố gắng giết Diệp Phàm. Xoẹt. Một tụ Ito của Anh Quốc rút thanh kiếm dài của mình ra, chém một nhát về phía Diệp Phàm, nhát kiếm này xé toạc không gian, chém về phía Diệp Phàm. Keng. Khi nhát kiếm đó sắp chạm vào Diệp Phàm, một tiếng kim loại vang lên rõ ràng, không hề làm hắn bị thương. Sao có thể như vậy được? Đồng tử của một tụ Ito co lại, không thể tin được. Lúc này, trưởng lão của Già La Tự cũng đánh một trưởng lên Diệp Phàm, nhưng cũng không hề lay chuyển được đối phương. Ngay sau đó, các đòn tấn công của các cường giả khác đều đổ dồn vào Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm vẫn đứng đó, vẻ mặt không thay đổi. Các người chỉ có chút thực lực thế thôi à? Diệp Phàm khinh thường nói. Một giây sau, một cỗ năng lượng kinh khủng bộc phát từ Diệp Phàm, đánh bay tất cả mọi người. Hắn trực tiếp mở ra chế độ đi săn. Răng rắc. Diệp Phàm tiến lên một bước, dùng tay không bẻ vụn thanh kiếm dài của Motu Ito, đối phương còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp tóm lấy cổ đối phương, bóp nát tại chỗ. Theo cách này, tộc trưởng của gia tộc võ thuật hàng đầu của Anh Quốc đã chết dưới tay Diệp Phàm. Tiếp theo, các cường giả của các nước khác lần lượt chết thảm trong tay Diệp Phàm. Mấy phút sau, đám cường giả hàng đầu do bảy nước phái đến đều chết thảm, không còn ai sống sót. Với thân phận của những người này, bất cứ ai trong số họ cũng là đại lão nổi tiếng cấp quốc tế, nhưng bây giờ tất cả đều chết tại đây, nếu tin tức này lan ra, đủ sức làm rung động thế giới. Sau khi Diệp Phàm xử lý xong những người này, hắn trực tiếp giết vào thủ đô của Lang Quốc. Có mấy chục vạn quân Lang ở thủ đô nhưng bọn họ vẫn không thể ngăn cản Diệp Phàm. Theo cách này, Diệp Phàm giết thẳng một đường đến phía ngoài Hoàng cung Lang Quốc. Lúc này, quốc chủ của Lang Quốc dẫn đầu một nhóm các bộ trưởng và tướng lĩnh của chiến bộ đứng ở đây, nhìn Diệp Phàm một đường đánh tới, sắc mặt rất khó coi. Ông là quốc chủ của Lang Quốc. Diệp Phàm nhìn quốc chủ của Lang Quốc với vẻ mặt đầy sát khí. Quốc chủ Lang Quốc giận dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Bây giờ tôi cho ông một lựa chọn, nhường lại ngàn dặm đất đai của Lang Quốc cho Long Quốc, đồng thời bồi thường cho Long Quốc 1.000 tỷ và đảm bảo rằng kể từ bây giờ, Lang Quốc sẽ không bao giờ xâm chiếm dù chỉ nửa tấc lãnh thổ của Long Quốc. Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ tiến ông lên đường ngay bây giờ. Diệp Phàm nhìn quốc chủ của Lang Quốc ra lệnh. Nghe vậy, quốc chủ của Lang Quốc và các bộ trưởng khác đều vô cùng tức giận. Danh con, cậu không coi ai ra gì, muốn Lang Quốc chúng tôi nhượng lại lãnh thổ và bồi thường, cậu thực sự nghĩ rằng Lang Quốc của chúng tôi không còn ai sao? Quốc chủ của Lang Quốc đối mặt với Diệp Phàm giận dữ hét lên. Cộc cộc cộc. Lúc này, phía sau Diệp Phàm vang lên tiếng bước chân nặng nề, hắn quay đầu nhìn lại liền thấy bốn bóng người đang đi về phía mình. Bốn người này đều là người sói, nhưng trên người đều phủ đầy lông sói màu bạc, thân hình cao ba thước, tản ra khí tức đáng sợ hơn gấp trăm lần so với đám người sói mà Diệp Phàm đã gặp trước đó. Bốn người bọn họ là tứ đại lang vương của lang tộc, hôm nay có tứ đại lang vương ở đây,
cậu chắc chắn phải chết. Quốc chủ của Lang quốc hét lên với Diệp Phàm. Tứ đại Lang vương. Ha ha. Diệp Phàm nhìn tứ đại Lang vương cười mỉa mai. Hú. 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 Bốn vị Lang vương phát ra một tiếng sói tru chói tai, biến thành bốn con sói khổng lồ lao về phía Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt. Móng vuốt sói của bốn người này vung lên trong không trung, xé nát không gian, không khí trong nháy mắt bị tiêu diệt. Bùm, 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 bùm. Diệp Phàm nhìn bốn vị Lang vương, hắn liên tục tung ra bốn cú đấm va vào móng vuốt sói của bốn vị Lang vương, phát ra bốn tiếng động lớn. Cơ thể của bốn vị Lang vương đều bị đẩy lùi. Tuy nhiên, thực lực của bốn vị Lang vương này đúng là không tệ, đối mặt với một đòn của Diệp Phàm, cơ thể của bọn họ cũng không bị nổ tung. Phải biết là ngay cả cường giả quân cảnh cấp 5 khi đối mặt với một đòn này của Diệp Phàm cũng không thể chống đỡ nổi, nhưng bốn vị Lang vương này chỉ bị đánh lùi, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể thấy sự lợi hại của bọn họ. Lúc này, bốn vị Lang vương lộ ra ánh mắt dữ tợn và hung bạo hơn, tiếp tục tấn công Diệp Phàm. Bang bang bang! Diệp Phàm và bốn vị Lang vương này chiến đấu quyết liệt với nhau, hai bên đến rồi đi, rất hồi hộp. Vào lúc này, đám người quốc chủ của Lang quốc đều có biểu hiện hồi hộp chờ đợi, bây giờ tất cả sự kỳ vọng của bọn họ đều được đặt vào bốn vị Lang vương này, nếu bọn họ thua, thì Lang quốc sẽ xong đời. Bùm! Rất nhanh, Diệp Phàm lại tung ra một cú đấm, đánh bay bốn vị Lang vương, lần này bọn họ phun ra máu, bị thương nặng. Năng lực chiến đấu của các người không tồi. Diệp Phàm nhìn bốn vị Lang vương, lạnh lùng nói. Kể từ khi hắn luyện hóa giọt tinh huyết tổ vu kia, những người duy nhất có thể chiến đấu với hắn lâu như vậy chỉ có bốn vị Lang vương này. Nhưng đã đến lúc kết thúc rồi. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ sức mạnh còn đáng sợ hơn bộc phát từ trên người Diệp Phàm, hắn giải phóng toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể mình. Khi toàn bộ lực lượng thể chất của Diệp Phàm bộc phát, trực tiếp áp chế bốn vị Lang vương, sắc mặt của bọn họ thay đổi, cơ thể bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích được. Diệp Phàm tiến lên một bước, xông về phía một vị Lang vương xông tới, tên đó giơ móng vuốt sói lên ngăn cản, kết quả móng vuốt sói vỡ vụn trong nháy mắt. Và cú đấm của Diệp Phàm đánh thẳng vào người hắn ta, làm nổ tung cơ thể của vị Lang vương này ngay tại chỗ. Tiếp theo, Diệp Phàm cũng làm tương tự, dùng toàn bộ lực lượng để nổ tung ba vị Lang vương còn lại. Đối mặt với toàn lực của Diệp Phàm, bốn vị Lang vương này căn bản không thể chống cự được, đều bị tiêu diệt. Khi bốn vị Lang vương này bị giết, trái tim của quốc chủ Lang quốc rơi thẳng xuống đáy cốc. Đôi mắt khát máu và lạnh lùng của Diệp Phàm nhìn về phía quốc chủ của Lang quốc. Hắn tiến lên một bước, lập tức xuyên thủng hàng phòng ngự của quân Lang, đi tới trước mặt đối phương, trực tiếp bóp cổ ông ta lạnh lùng quát, ông muốn sống hay chết. Thả quốc chủ ra. Các bộ trưởng và tướng lĩnh của Lang quốc thay đổi sắc mặt, tất cả đều hét lên với Diệp Phàm. Cậu dám giết tôi. Quốc chủ của Lang quốc đỏ mặt nhìn Diệp Phàm. Ông có thể thử xem. Lực lượng trong tay Diệp Phàm không ngừng tăng lên, khiến cho quốc chủ có cảm giác nghẹt thở mãnh liệt, khiến ông ta không thể thở được. Được, tôi hứa với cậu. Đối mặt với cái chết, cuối cùng quốc chủ cũng nhượng bộ. Diệp Phàm tiện tay ném đối phương xuống đất, lạnh lùng nói, ông tự viết hiệp ước, Lang quốc sẽ nhượng lại ngàn dặm đất đai, bồi thường nghìn tỷ, không bao giờ xâm phạm lãnh thổ của Long quốc chúng tôi. Mặc dù trong lòng quốc chủ của Lang quốc cực kỳ không muốn, nhưng ông ta chỉ có thể viết ra hiệp ước nhục nhã mất nước và chủ quyền này. Diệp Phàm thậm chí còn nhờ người cầm điện thoại di động của mình, ghi lại toàn bộ quá trình để đảm bảo đối phương sẽ không đổi ý. Sau đó, Diệp Phàm cất đi tất cả hiệp ước cùng video, nhìn quốc chủ Lang quốc, lạnh lùng nói, trong vòng 3 ngày, tôi hy vọng ông có thể thực hiện những điều trong hiệp ước này, nếu không tôi sẽ công bố toàn bộ video này. Diệp Phàm nói xong thì xoay người rời đi. Quốc chủ của Lang quốc nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đầy sát khí. Lập tức liên hệ ngay với Lang Hoàng, kêu ông ta đích thân ra tay, thằng nhóc này không được phép rời khỏi Lang quốc. Quốc chủ của Lang quốc nói với một cấp dưới bên cạnh ông ta. Nửa giờ sau, Diệp Phàm đi đến một ngọn núi tuyết ở biên giới Lang quốc, sau khi leo qua ngọn núi tuyết này, hắn có thể tiến vào Long quốc. Nhưng hắn lại dừng lại, đưa mắt nhìn về một hướng nào đó. Ở hướng đó, một người đàn ông có mái tóc bạc mặc chiếc áo choàng thêu hình đầu một con sói khổng lồ đi tới. Người đàn ông đi tới vị trí của Diệp Phàm cách đó 3 mét, dùng đôi mắt sói khát máu nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm nhìn người này,
đôi mắt mở to, cảm nhận được một chút áp lực. Người đàn ông này rất mạnh, chắc chắn là người mạnh nhất mà Diệp Phàm từng gặp, thậm chí cũng không thua kém lão mạc của Võ Minh. Anh cũng là người của lang tộc. Diệp Phàm nhìn người này lạnh lùng nói. Mặc dù đối phương không thể hiện ra hơi thở, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể nhận biết rõ ràng. Bổn hoàng là lang hoàng của lang tộc. Cậu giết tứ đại lang vương của lang tộc mà muốn đi như vậy sao? Người đàn ông này nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Lang hoàng. Diệp Phàm khựng lại, ánh mắt khẽ lóe lên. Kẻ giết lang tộc ta, chết. Lang hoàng ra lệnh một tiếng, rồi xông thẳng về phía Diệp Phàm. Ngay cả biến thân cũng không dùng tới, đối phương tấn công ở trạng thái hình người nhưng lực chiến đấu còn mạnh hơn gấp 10 lần so với 4 tên lang vương biến thân cộng lại. Ầm. Sau một đòn tấn công, cơ thể hai cùng lui về phía sau, để lại từng dấu chân trên tuyết. Không hổ là lang hoàng, Diệp Phàm hừ lạnh nói. Hắn trực tiếp bộc lộ toàn bộ sức mạnh. Ầm. Trong nháy mắt, đòn đánh của hai người lại va chạm, truyền ra tiếng nổ rung trời. Dưới đòn đánh này, lang hoàng lui mạnh về sau, hắn rên rỉ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Giống. Lúc này, lang hoàng phát ra tiếng sói tru chói tai, cuối cùng hắn cũng biến thân. Lang hoàng biến thân hóa thành một con sói bạc khổng lồ cao tới 5 mét, trên người tản ra khí tức hung hãn cực kỳ đáng sợ, Diệp Phàm nhướng mày. Đi chết đi. Lang hoàng giống giận một tiếng, dốc toàn lực để giết Diệp Phàm. Một đòn này của hắn không hề nương tay, thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Chiêu này cho dù là cường giả vương cảnh bình thường cũng không ngăn được. Mà trên quân cảnh chính là vương cảnh. Đạt tới vương cảnh, lực lượng sẽ phát sinh lột xác về chất, còn có thể sinh ra năng lực đặc thù khác. Thực lực lang hoàng đỉnh phong còn đáng sợ hơn cả cường giả vương cảnh. Diệp Phàm đối mặt với đòn tấn công của đối phương, hắn trực tiếp thi triển chiêu thức võ toái càn khôn của nhị sư phụ, dùng toàn bộ sức mạnh của cơ thể và tu luyện của mình bộc phát, đánh trả lại lang hoàng. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, hai quyền va chạm nhau, truyền ra tiếng nổ mạnh rung trời lở đất. Ngay sau đó, toàn bộ núi tuyết rung chuyển, xung quanh rạn nứt, giống như sắp sụp đổ. Đòn tấn công của Diệp Phàm và lang hoàng không phân cao thấp, cả hai đều khó áp chế đối phương hoàn toàn. Huyết mạch lang thần. Lúc này, lang hoàng đột nhiên giống giận một tiếng, cơ thể bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết mạch khủng bố đến cực điểm. Sức mạnh huyết mạch bộc phát ra, lực lượng của lang hoàng lần nữa tăng vọt gấp mấy chục lần, nhảy thẳng qua bản lĩnh của cường giả vương cảnh. Diệp Phàm híp mắt, hắn cũng bộc lộ ra cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể. Bùm, bùm, bùm. Lực lượng của hai người này lần nữa tăng vọt, giống như hai tinh cầu va chạm, truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ núi tuyết bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt đã bao phủ lấy lang hoàng và Diệp Phàm, cắn nuốt tất cả. Ầm ầm. Ngọn núi tuyết vang ra những tiếng nổ, hoàn toàn sụp đổ. Lúc lâu sau, tuyết lở mới dừng lại. Cả tòa núi tuyết đã biến dạng, thấp hơn mấy chục mét, có thể thấy được lần núi tuyết sụp đổ này nghiêm trọng thế nào. Lúc này, một bóng người bò ra từ trong tuyết, chính là lang hoàng. Phụt. Lang hoàng vừa mới bò ra, đã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, bị thương thế rất nặng. Vừa rồi tuyết lở quá mạnh, nếu không phải lang hoàng có năng lực đặc biệt của lang tộc, chỉ sợ đã sớm bị núi tuyết này chôn thây rồi. Tên Diệp Phàm kia, chết không thể nghi ngờ. Lang hoàng khẳng định, nhưng hắn vẫn cẩn thận dùng khứu giác đặc biệt của lang tộc để tra xét, nhìn xem Diệp Phàm đã chết thật hay chưa. Chỉ cần đối phương còn sống, với khứu giác lang tộc hắn nhất định có thể phát hiện ra. Nhưng lục soát qua một lượt, núi tuyết này ngoại trừ hắn ra thì không còn bất cứ hơi thở của sinh mệnh nào. Cuối cùng cũng chết. Lang hoàng thở phào nhẹ nhõm, từ trước tới giờ Diệp Phàm này là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Nếu không có trận tuyết lở này, hắn quả thật không đủ lòng tin có thể giết được đối phương. Hiện tại Diệp Phàm đã chết, lang hoàng đương nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, được chôn thân ở trong núi tuyết này, xem như ngươi may mắn rồi. Lang hoàng lạnh lùng hừ nói, hắn kéo cơ thể bị thương nặng rời khỏi nơi này. Ngọn núi tuyết đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ yên bình. Sau khi quốc chủ lang quốc biết được Diệp Phàm đã chết, cả người thở phào nhẹ nhõm, ông ta nói, cuối cùng hắn cũng chết. Diệp Phàm chết, phần hiệp ước nỗi nhục mất nước kia sẽ không còn nữa. Điều này khiến quốc chủ lang quốc yên tâm. Rất nhanh, 7 quốc chủ còn lại đều biết được tin tức Diệp Phàm chết.
Tin tức này đối với bọn họ mà nói là một chuyện đáng để ăn mừng. Mặc dù lần này, toàn bộ đại quân và nhóm cường giả mà bọn họ phái ra đều đã chết, nhưng chỉ cần giết chết cái tên còn đáng sợ hơn chiến thần thiên sách năm đó thì tất cả đều đáng giá. Sau đó, tin tức đệ tử chiến thần thiên sách bỏ mạng nhanh chóng truyền ra. Long Quốc, sau khi quân Lăng Thiên biết được tin Diệp Phàm chết, hắn nói, không ngờ hắn ta lại chết nhanh như vậy, xem ra ta quá coi trọng ngươi. Nhưng mà chết cũng tốt, vừa vặn xuống địa phủ cùng quân thiên sách của ngươi. Kế tiếp, chính là Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu. Quân Lăng Thiên cười tà mị, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Khi tin tức Diệp Phàm bị giết truyền tới đế đô, khiến toàn bộ các thế lực lớn bàn tán xôn xao, những gia tộc hào môn có thù với Diệp Phàm đều ăn mừng. Nhưng bầy không khí trong nhà họ Tô thì không tốt lắm. Không, anh ấy sẽ không chết. Tô Nhược Tuyết nói với vẻ mặt không tin nổi. Bên trong tứ hợp viện ở đế đô, Long Chiến Thiên nghe Hắc Huyên báo cáo, sắc mặt biến đổi, nói, Diệp Phàm chôn thân ở Lang Quốc. Đúng vậy, nghe nói là tộc trưởng Lang tộc Lang Hoàng tự mình ra tay giết chết cậu ấy. Vẻ Hắc Huyên cực kỳ khó coi. Răng rắc, lúc này chén trà trong tay Long Chiến Thiên bị bóp nát, vẻ mặt ông xanh mét. Tôi không tin cậu ấy sẽ chết như vậy, cậu lập tức phái người đi Lang Quốc điều tra rõ ràng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Long Chiến Thiên lạnh lùng quát. Rõ. Hắc Huyên gật đầu, nói, chuyện ngày đó quân thiên sách. Tôi đã đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của đám người kia, bọn họ lại ra tay với quân thiên sách như thế. Nhưng nợ máu của hơn 10 vạn chiến sĩ quân thiên sách, bản soái nhất định sẽ đòi lại cho bọn họ. Long Chiến Thiên quát với vẻ mặt lạnh như băng. Ánh mắt lóe ra tia sắc bén. Lúc này, vị nguyên soái Long Quốc đã hoàn toàn nổi giận. Thiên Hải, trong khu biệt thự Tử Kinh. Đường Sở Sở đã tỉnh lại, tim đột nhiên thắt chặt, cô ôm ngực, gương mặt hiện vẻ đau đớn. Sở Sở làm sao vậy? Trung Vô Diễm nhìn Đường Sở Sở hỏi. Không biết vì sao, đột nhiên em cảm thấy rất lo lắng. Anh Tiểu Phàm xảy ra chuyện, nhất định là anh ấy đã xảy ra chuyện. Đường Sở Sở lớn giọng nói. Vẻ mặt của Trung Vô Diễm, Lâm Thi M và Cơ Như Yên đều thay đổi. Em muốn đi tìm anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở nói xong thì phóng ra ngoài, mấy người Trung Vô Diễm vội vàng đuổi theo. Bên ngoài biệt thự xuất hiện một đám người. Đám người này mặc trang phục cổ, trên người tản ra một cỗ khí chất siêu việt không phù hợp với thế tục. Các ngươi là ai? Tránh ra. Đường Sở Sở nhìn đám người này quát. Diệp Phàm có ở đây không? Trong đám người này, một lão già râu tóc bạc trắng lên tiếng nói. Các người muốn tìm anh Tiểu Phàm, Đường Sở Sở nhướng mày. Cô biết Diệp Phàm, hắn ở đâu? Lão già này trực tiếp hỏi. Các người là ai? Trung Vô Diễm đi ra, nhìn đám người này lạnh lùng nói. Chúng tôi chính là Hiệp hội ẩn thế, phụng mệnh đến đây bắt Diệp Phàm. Vị lão giả này đáp. Hiệp hội ẩn thế. Trung Vô Diễm nhướng mày, lạnh lùng nói. Diệp Phàm là đệ tử của tôi, muốn bắt hắn, phải hỏi ý kiến của tôi xem có đồng ý hay không. Hừ, hiệp hội ẩn thế bắt người, ai dám chống đối. Người đàn ông trung niên bên cạnh lão giả kia lạnh lùng quát. Tôi dám. Lúc này, đột nhiên một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Người của hiệp hội ẩn thế xoay người nhìn thấy một vị tóc bạc với dáng người mập mạp, giống như một pho tượng Phật Di Lặc cười híp mắt đi đến, trên người tản ra cỗ khí tức thô bỉ. Ông là ai? Người đàn ông trung niên của hiệp hội ẩn thế nhìn ông lão béo trông giống Phật Di Lặc rồi hừ lạnh. Cậu muốn bắt Diệp Phàm sao? Ông lão béo nhìn người đàn ông trung niên rồi mỉm cười nói. Không sai, nhanh bảo hắn ta cút ra đây. Người đàn ông trung niên giận dữ hét lên. Răng rắc. Ngay sau đó đã có tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Ông lão béo chợt xuất hiện trước mặt người đàn ông trung niên như dịch chuyển tức thời, rồi dùng một tay bóp nát cổ họng ông ta. Toàn bộ động tác nhanh như chớp, vốn không để đối phương có cơ hội phản kháng. Soạt. Lúc này, sắc mặt của ông già hiệp hội ẩn thế liền thay đổi, ông ta nhìn chằm chằm vào ông béo, híp mắt nói, ông là ai? Người mà các người muốn bắt chính là đồ đệ của tôi, các người nói xem tôi là ai? Nụ cười trên mặt của ông lão béo chợt biến mất, rồi hừ lạnh một tiếng. Ông lão béo này không ai khác chính là ngũ sư phụ của Diệp Phàm, điện chủ điện Long Vương Long Ngạo. Soạt. Ông già của hiệp hội ẩn thế khẽ cau mày, trầm giọng nói, Diệp Phàm này đã đắc tội đến Long Tượng Tông tông môn thiên cấp của ẩn thế. Bây giờ Long Tượng Tông buộc hiệp hội ẩn thế của chúng tôi phải bắt người, nếu không bọn họ sẽ tàn sát giới võ đạo của Long Quốc,
vì vậy chúng tôi nhất định phải bắt được hắn ta, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Khẩu khí của Long Tượng Tông cũng lớn thật đấy, một tông môn thiên cấp thế mà lại kiêu ngạo như vậy. Còn thực sự nghĩ rằng họ có thể thống trị mọi thứ à? Long Ngạo khinh thường nói, sau đó nhìn lão già, hừ lạnh, ông trở về nói cho bọn họ biết, muốn động vào đồ đệ của tôi thì hãy đích thân tới đây, tôi muốn nhìn xem bọn họ có năng lực như thế nào. Ông già của Hiệp hội ẩn thế còn muốn nói gì nữa, nhưng Long Ngạo đã phóng ra một luồng năng lượng đáng sợ khóa chặt ông ta, khiến sắc mặt ông già lập tức thay đổi. Cáo từ. Ông già suy nghĩ vài giây rồi rời đi cùng với thi thể của người đàn ông trung niên. Sao ông cũng chạy xuống núi rồi? Trung Vô Diễm nhìn Long Ngạo, hừ một tiếng. Không phải tên nhóc thối kia sợ một mình bà không bảo vệ được nên cố ý để tôi xuống núi à? Hơn nữa có vài kẻ muốn động vào Điện Long Vương. Đương nhiên điện chủ Điện Long Vương là tôi phải ra mặt, nếu không bọn chúng đều cho rằng tôi đã chết rồi. Long Ngạo chắp tay sau lưng, hừ lạnh. Ngũ sư phụ, Tiểu Phàm ca ca đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Sở Sở lo lắng hỏi Long Ngạo. Yên tâm đi, nhóc con đó sống thọ lắm, sẽ không sao đâu, con không cần lo lắng. Long Ngạo đáp. Nghe Long Ngạo nói như vậy, Đường Sở Sở cũng yên tâm. Sở Sở, con không cần lo lắng cho Tiểu Phàm, thằng bé không sao đâu. Việc cần làm bây giờ chính là tu luyện thật tốt, bây giờ tất cả thế lực đều muốn bắt được con, vậy nên con nhất định phải tiếp tục tăng cường thực lực, như thế mới có đủ năng lực để bảo vệ mình. Trung Vô Diễm nói với Đường Sở Sở. Vâng, Đường Sở Sở gật đầu. Trong chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Và ở một nơi bí ẩn nào đó, có một cung điện nguy nga. Cung điện này trong suốt như pha lê, được làm bằng những khối đá băng, trông rất mới lạ. Diệp Phàm đang nằm trên chiếc giường băng trong cung điện. Đột nhiên, lông mi Diệp Phàm khẽ chớp, hắn từ từ mở mắt ra, liền nhìn thấy nơi xa lạ này, ánh mắt chợt lóe lên, đây là đâu? Trước đó, Diệp Phàm đang đánh nhau với Lang Hoàng ở núi tuyết, kết quả dẫn đến tuyết lở, bãi tuyết nơi bọn họ đứng liền bị sụp đổ. Diệp Phàm không kịp làm gì đã rơi vào vực sâu vô tận, sau đó cũng không nhớ gì nữa. Anh tỉnh rồi, lúc này, một thanh âm lạnh lùng uy nghiêm vang lên. Hắn liếc nhìn thì thấy một người con gái mặc chiếc váy dài cung điện màu xanh, đầu đội vương miện hình bông tuyết đang đi về phía hắn. Diệp Phàm nhìn người con gái này, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Cô ta xinh đẹp tuyệt trần, khí chất tựa tiên nữ, làn da mịn màng và trắng như tuyết, đặc biệt là đôi mắt màu đen đẹp như ngọc thạch. Thân hình của người con gái này càng vô cùng hấp dẫn, với bờ vai trắng nõn mịn màng cùng đôi đồi núi thanh tú đầy đặn gần như hoàn hảo. Vòng eo thon gọn và duyên dáng. Đôi chân thon dài và thẳng, mái tóc đen dài tung bay trong gió, vô cùng mị hoặc. Thế nhưng, người con gái này lại tản ra một uy thế cao cao tại thượng, khiến người khác có cảm giác phục tùng đến khó hiểu, đặc biệt là khí chất lạnh lùng của đối phương như muốn nói không được đến gần. Giờ phút này, đối phương trong mắt Diệp Phàm giống như một nữ hoàng kiêu ngạo, từng cử chỉ đều lộ ra vẻ uy quyền. Cô là ai? Tuy nhiên, Diệp Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào người con gái này. Cảnh giác hỏi. Người con gái này không chỉ có khí chất phi thường mà sức mạnh của cô ta cũng sâu không lường được, ngay cả Diệp Phàm cũng không thể nhìn thấu, điều này không hề đơn giản. Bây giờ cậu đang ngủ trên giường của Bổn Hoàng, còn hỏi Bổn Hoàng là ai? Người con gái nhàn nhạt đáp. Bổn Hoàng, chẳng lẽ cô là nữ hoàng? Diệp Phàm kinh ngạc. Tôi chính là nữ hoàng của Băng Tuyết Thần Quốc, người con gái lạnh lùng nói. Băng Tuyết Thần Quốc? Ánh mắt Diệp Phàm khẽ lóe lên. Âm thầm thắc mắc đây là thế lực gì? Trên thế giới này còn có nước gọi là Băng Tuyết Thần Quốc à? Và không phải hắn đã rơi xuống vực sâu của núi tuyết sao? Làm thế nào lại đến được Băng Tuyết Thần Quốc này? Đúng lúc Diệp Phàm đang suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, thì vị nữ hoàng này đã đi tới trước mặt Diệp Phàm, cúi đầu trịch thượng nhìn hắn, nói, từ nay trở đi, anh chính là phu quân của Bổn Hoàng. Hửm! Nghe vậy Diệp Phàm liền sửng sốt, liếc nhìn đối phương. Cô nói cái gì? Phu quân, cô có ý gì? Đúng vậy, nếu như ông trời đã đưa anh đến đây, thì từ nay anh chính là phu quân của Bổn Hoàng. Cô ta lạnh lùng nhắc lại. Này, tôi còn không quen biết cô, sao tôi có thể làm phu quân của cô được? Diệp Phàm nói thẳng. Anh không đồng ý. Diệp Phàm đáp, đúng vậy, tôi đã có vợ rồi. Nếu không đồng ý, vậy thì phải chết. Người con gái này hét lên cực kỳ bá đạo. Toàn thân tỏa ra một cỗ uy lực rất đáng sợ rồi trấn áp Diệp Phàm. Trong nháy mắt, Diệp Phàm cảm thấy toàn thân như bị đông cứng.
Diệp Phàm nhướng mày nhìn đối phương, cô nhất định muốn tôi làm phu quân của cô. Đúng vậy, người con gái lạnh lùng đáp. Soạt. Đột nhiên, Diệp Phàm vươn tay ra, nắm lấy bàn tay mịn màng của đối phương, kéo cô ta xuống giường, sau đó đè lên người, hai người dán chặt vào nhau, bốn mắt nhìn nhau. Anh đang làm gì vậy? Vẻ mặt của người con gái liền thay đổi rồi hét vào mặt Diệp Phàm. Cô không phải muốn tôi làm phu quân của cô sao? Vậy còn chờ gì nữa? Trực tiếp động phòng luôn đi. Diệp Phàm cười một tiếng, muốn cởi quần áo của đối phương. Vô sỉ. Sắc mặt cô ta càng lạnh lẽo, lập tức bộc phát một luồng khí băng đáng sợ, rồi đánh bay Diệp Phàm. Dám to gan khinh nhờn bổn hoàng, anh muốn chết sao? Người con gái đứng dậy hét vào mặt Diệp Phàm. Là cô muốn tôi làm phu quân của cô, không thể trách tôi được. Được rồi, không đùa với cô nữa, tôi đi trước đây. Diệp Phàm nói xong liền đi ra khỏi cung điện. Nhưng vừa mở cửa lớn của cung điện, sắc mặt hắn liền thay đổi. Mấy ngàn chiến sĩ mặc chiến giáp đứng chỉnh tề bên ngoài cung điện, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt lạnh nhạt vô tình, tay cầm trường kiếm chế tạo từ hàn băng. Bọn họ đồng thời chỉ trường kiếm về phía Diệp Phàm, tản ra uy thế cực kỳ khủng bố. Thực lực của những người này đều trên thiên cảnh, trong đó có một đồng cao thủ tông cảnh, khủng bố đến cùng cực. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này thì biến sắc, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ. Không có sự cho phép của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi. Cô ta bước ra, khinh thường nói. Bái kiến bệ hạ. Mấy nghìn người quỳ xuống bái lạy. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này thì biến sắc, liếc nhìn người phụ nữ này. Vừa rồi đối phương nói mình là nữ hoàng của băng tuyết thần quốc gì đó, Diệp Phàm còn tưởng đối phương đang đùa mình, không ngờ lại là thật. Rốt cuộc hắn đã đi đến nơi nào? Rốt cuộc đây là đâu? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Hiện tại ngươi không cần biết mấy chuyện này, bây giờ ngươi chỉ cần biết rằng ngươi là phu quân của bổn hoàng là được. Người phụ nữ này lạnh nhạt nói. Bệ hạ, người này không phải người của băng tuyết thần quốc, sao hắn ta có thể trở thành phu quân của người? Ta không đồng ý. Một âm thanh lạnh băng vang lên. Một đoàn người đi đến nơi này, cầm đầu là một người đàn ông lạnh lùng mặc trường bào màu lam, tản ra uy áp cường thế. Hàn Vương, bổn hoàng muốn lựa chọn ai làm phu quân còn phải có sự đồng ý của ngươi hả? Người phụ nữ lạnh nhạt nói. Bệ hạ, ngươi là nữ hoàng băng tuyết thần quốc chúng ta, phu quân của ngươi phải được tuyển chọn cực kỳ thận trọng, còn phải trải qua sự đồng ý của hội trưởng lão và các vị đại thần mới được. Người đàn ông này lạnh lùng nói. Đêm nay ta sẽ tổ chức yến hội, mời các vị trưởng lão và các đại thần đến tham gia, đến lúc đó ta sẽ chính thức tuyên bố hắn là phu quân của bổn hoàng. Người phụ nữ này uy nghiêm nói. Người đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, xoay người rời đi. Sao ta cảm giác ngươi không phải tìm phu quân mà giống như đang tìm một tấm chắn vậy? Diệp Phàm nói. Đúng vậy. Ngươi là tấm chắn của bổn hoàng, nếu không ngươi cho rằng bổn hoàng sẽ thật sự chọn ngươi làm phu quân. Cô ta lạnh lùng nói. Này, đau lòng quá đấy. Diệp Phàm nói. Dù sao hắn cũng là một anh đẹp trai có sắc đẹp có thực lực. Vậy mà lại bị ghét bỏ như vậy, quá mất mặt. Cái này làm Diệp Phàm nảy sinh dục vọng chinh phục vị nữ hoàng này. Ta khuyên ngươi không nên có suy nghĩ gì khác, nếu không ngươi sẽ chết rất nhanh. Dường như nhìn thấy suy nghĩ của Diệp Phàm, cô ta cảnh cáo. Rất nhanh, mấy tiếng trôi qua. Trong cung điện được chế tạo từ hàn băng. Vị nữ hoàng băng tuyết thần quốc ngồi ở chủ vị, Diệp Phàm ngồi bên cạnh. Trong cung điện có 2 đến 30 người đang ngồi. Thực lực cao siêu, cả Hàn Vương cũng có mặt, hơn nữa vị trí cách nữ hoàng chỉ sau Diệp Phàm. Diệp Phàm phát hiện thực lực của những người này thấp nhất là quân cảnh tam trọng, trong đó có rất nhiều quân cảnh thất trọng, thậm chí 5 vị lão giả ngồi đầu đều là cao thủ vương cảnh, cảnh giới trong vương cảnh còn không thấp, đều trên vương cảnh ngũ trọng. Cảnh tượng này làm Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ. Cao thủ quân cảnh ngày thường khó gặp, nhưng ở đây lại có hơn 2 đến 30 vị, thậm chí còn có cả cao thủ vương cảnh. Rốt cuộc băng tuyết thần quốc này là thế lực nào? Tại sao lại mạnh như vậy? Các vị, không phải các vị vẫn luôn bàn bạc tìm kiếm phu quân cho bổn hoàng hay sao? Hôm nay bổn hoàng đã tìm được phu quân, đó là vị trước mặt này. Nữ hoàng nói. Nghe vậy, đám người này bàn tán sôi nổi. Một vị trong 5 lão giả vương cảnh liếc nhìn nữ hoàng, nói, bệ hạ, ta nghe nói lúc trước có một người ngoại giới đột phá kết giới rơi xuống băng tuyết thần quốc, có phải người này hay không? Đúng vậy. Nữ hoàng gật đầu. Kết giới, rơi xuống.
không lẽ băng tuyết thần quốc này ở dưới núi tuyết? Diệp Phàm thầm suy đoán. Nếu hắn là người ngoại giới, lại đi vào nơi này, thân phận mục đích tuyệt không đơn giản, sao người như vậy có thể trở thành phu quân của bệ hạ? Vị lão giả này lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Những người khác trong cung điện cùng gật đầu đồng ý. Hắn là người do trời cao ban cho bổn hoàng, nếu không tại sao hắn có thể đột phá kết giới xuất hiện ở đây? Tất nhiên là do trời cao sắp xếp, bởi vậy bổn hoàng mới chọn hắn làm phu quân, các vị không cần lo lắng. Nữ hoàng nói thẳng. Bệ, tam trưởng lão, ngươi đang nghi ngờ bổn hoàng hả? Vị lão giả này còn định nói gì nữa, con ngươi lạnh lẽo của nữ hoàng nhìn về phía đối phương, cực có lực áp bách. Không dám. Lão giả biến sắc, cúi người nói. Nếu bệ hạ đã tìm được phu quân của mình, chúng ta kính bệ hạ một ly, chúc mừng bệ hạ. Vị Hàn Vương kia cầm ly rượu lên, nói. Những người khác ở đây cũng nhấc ly kính rượu nữ hoàng. Vị nữ hoàng kia cũng giơ ly rượu lên định uống cạn một ly. Chờ đã. Đột nhiên Diệp Phàm lên tiếng. Mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, nữ hoàng hỏi, ngươi làm gì? Rượu này có độc. Diệp Phàm nhìn ly rượu trước mặt nữ hoàng, nói thẳng. Mọi người có mặt ở hiện trường liên tục thay đổi. Đặc biệt là Hàn Vương kia, hắn ta quát lớn, nhãi danh, nói vớ nói vẩn gì vậy hả? Sao trong rượu này có thể có độc? Nếu không có độc, không biết ngươi có dám uống nó không? Diệp Phàm cầm ly rượu trong tay nữ hoàng đi về phía Hàn Vương, đặt trước mặt đối phương. Ngươi! Sắc mặt Hàn Vương tối lại, căm tức nói. Sao? Không dám uống? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sắc mặt Hàn Vương liên tục thay đổi, hắn ta cầm lấy ly rượu, quát, nhãi danh, người bảo bổn vương uống thì bổn vương phải uống hả? Đột nhiên Hàn Vương hất ly rượu về phía Diệp Phàm, đồng thời tung một chưởng về phía hắn. To gan! Nữ hoàng biến sắc, quát lớn. Ầm! Lúc này Diệp Phàm cũng ra quyền va chạm với một chưởng của Hàn Vương, lực lượng của hai bên va chạm phát ra tiếng nổ động trời. Hai người cùng lùi ra sau. Sao? Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Hàn Vương không thể tin được, hỏi Diệp Phàm. Hàn Vương, mưu sát phu quân của bổn hoàng, tội đáng chết vạn lần. Đột nhiên âm thanh lạnh băng vô tình của vị nữ hoàng kia vang lên. Cô ta tung ra một chưởng về phía Hàn Vương, hàn băng ngập trời lan tràn, nhiệt độ trong cung điện hạ xuống âm ngàn độ, làm người phát run. Bệ hạ! Hàn Vương biến sắc, hét lớn. Bệ hạ, không thể! Năm vị lão giả vương cảnh hét lên, nhưng đã chậm. Một chưởng của vị nữ hoàng này đánh lên người Hàn Vương, đánh tan toàn bộ lực lượng của người này, vỡ thành cặn bã. Sắc mặt của mọi người trong cung điện cực kỳ khó coi. Ngay cả Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, người phụ nữ này ra tay thật nhanh chuẩn tàn nhẫn. Người đâu, vị nữ hoàng này lên tiếng. Bệ hạ, một người đàn ông mặc chiến giáp màu lam xuất hiện, quỳ xuống nói. Hàn Vương mưu phản, lập tức bắt hết thuộc hạ thân tín của hắn ta, giết không tha. Nữ hoàng lạnh nhạt nói. Rõ. Người đàn ông này gật đầu, đứng dậy rời đi. Nữ hoàng nhìn mọi người ở đây, nói, Hàn Vương mưu hại phu quân của bổn hoàng, các vị cảm thấy bổn hoàng xử trí có ổn thỏa hay không? Sắc mặt của năm lão giả vương cảnh và những người còn lại không ngừng biến hóa, vị mạnh nhất trong số đó ôm quyền nói, Hàn Vương to gan làm loạn, dám mưu hại phu quân của bệ hạ, tội đáng chết, bệ hạ xử trí vô cùng ổn thỏa. Nếu đã như vậy, lui ra hết đi. Nữ hoàng lạnh nhạt nói. Những người khác lui xuống, chỉ còn lại Diệp Phàm và vị nữ hoàng kia. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía cô ta, nói, người đã biết trong rượu có độc từ đầu. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Nữ hoàng liếc nhìn Diệp Phàm, hỏi. Bởi vì quá nhanh. Từ lúc ngươi ra tay với tên kia, đến cho người diệt trừ thân tín của hắn ta, tất cả đều quá nhanh, nhanh đến mức giống như ngươi đã tính toán sẵn mọi chuyện. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía nữ hoàng, xem ra ta bị ngươi lợi dụng. Lúc ngươi rơi xuống băng tuyết thần quốc bị thương nặng, là bổn hoàng cứu ngươi, bây giờ ngươi vì bổn hoàng diệt trừ một mối họa cũng coi như hòa nhau. Nữ hoàng lạnh lùng nói. Những lời này của cô ta tương đương thừa nhận tất cả đều do cô ta tính kế sẵn, muốn mượn cái danh phu quân của Diệp Phàm để tiêu diệt Hàn Vương. Ngươi rất biết tính kế. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nhưng ngươi và Hàn Vương kia có thù hận gì? Hàn Vương vẫn luôn có ý định thay thế bổn hoàng lên khống chế băng tuyết thần quốc, vì vậy hắn ta cấu kết với các trưởng lão ép bổn hoàng lập hắn ta làm phu quân, như vậy đến lúc đó chỉ cần tiêu diệt bổn hoàng, hắn ta sẽ là tâm hoàng của băng tuyết thần quốc.
nhưng may mắn ngươi xuất hiện. Nữ hoàng liếc nhìn Diệp Phàm. Cho nên ngươi đã nhân cơ hội này tiêu diệt hắn ta, âm mưu rất hay. Diệp Phàm vỗ tay, nói, nhưng nếu ngươi đã đạt được mục đích, có phải có thể để ta đi rồi không? Nữ hoàng nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên. Nếu ngươi không để ta đi, ta sẽ tự xông ra ngoài. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trên người tản ra hơi thở khủng bố, lực lượng thần bí trong cơ thể cũng bị thúc giục ra. Ngươi có chút bản lĩnh. Xem ở việc ngươi tiêu diệt Hàn Vương giúp bổn hoàng thả ngươi đi. Sau đó nữ hoàng dẫn Diệp Phàm đi đến nơi nào đó, trên đỉnh nơi này có một vòng sáng lóng lánh màu xanh băng. Nơi này là kết giới của băng tuyết thần quốc với bên ngoài, lúc trước ngươi rơi từ đây xuống. Nữ hoàng nói, các ngươi vẫn luôn ở trong kết giới này sao? Diệp Phàm tò mò hỏi. Không nên biết thì đừng hỏi. Nữ hoàng lạnh nhạt nói, sau đó vung tay lên, vòng sáng kia vặn vẹo mở ra, một lỗ hổng xuất hiện. Cho ngươi cái này, coi như phần thưởng cho ngươi. Nữ hoàng lấy ra một khối thủy tinh màu xanh băng, đưa cho Diệp Phàm, sau đó túm lấy Diệp Phàm vứt ra kết giới. Bên ngoài, trong ngọn núi tuyết sụp đổ kia, đột nhiên một lỗ hổng nổ tung, một bóng người vọt ra ngoài, người này chính là Diệp Phàm. Cuối cùng cũng ra ngoài. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nhìn vào chỗ kia, thở dài, không ngờ dưới ngọn núi tuyết này lại còn ẩn giấu một thế lực mạnh mẽ như vậy. Sau đó, Diệp Phàm lấy ra viên thủy tinh vừa rồi nữ hoàng đưa cho hắn, tỏ ra tò mò, đây là cái gì? Bùm! Một luồng sức mạnh băng giá đáng sợ từ viên thủy tinh này bộc phát ra, xông thẳng vào trong cơ thể Diệp Phàm, như muốn đóng băng hắn. Sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, hắn nhanh chóng thi triển công pháp, điên cuồng hấp thu sức mạnh băng giá trong viên thủy tinh này. Nửa giờ sau, Diệp Phàm mở mắt ra, trong mắt sáng ngời, viên thủy tinh kia đã hóa thành hư vô. Bùm! Lúc này, một luồng sức mạnh băng giá khiến người ta ngạt thở bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Phàm. Viên thủy tinh này thật sự lợi hại, Diệp Phàm kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi trong viên thủy tinh này chứa đựng một sức mạnh băng giá khổng lồ và tinh khiết, sức mạnh băng giá này đáng sợ hơn nhiều so với sức mạnh tự nhiên thuộc tính băng do các thuật sĩ hệ băng, hay người có dị năng gì đó thi triển ra. Mà Diệp Phàm đã hấp thu toàn bộ sức mạnh băng giá này, trực tiếp nâng thực lực của hắn lên một tầm cao mới. Sau đó, Diệp Phàm nhìn về một hướng, rồi trực tiếp biến mất tại chỗ. Một giờ sau, Diệp Phàm xuất hiện tại một thung lũng nào đó ở Lang Quốc. Đây chính là hang ổ của Lang tộc. Hắn không rời khỏi Lang Quốc mà trực tiếp tìm ra hang ổ của Lang tộc và chuẩn bị tiêu diệt nó. Với sức mạnh của Lang Hoàng kia, nếu còn giữ lại Lang tộc này chắc chắn sẽ là một tai họa. Nhổ cỏ tận gốc. Đây chính là nguyên tắc của Diệp Phàm. Cậu là ai? Sao dám tự ý xông vào Lang tộc? Ngay lúc Diệp Phàm đang tiến về hang ổ của Lang tộc, hai thành viên của Lang tộc xuất hiện trước mặt hắn và hét lên. Rắc, rắc. Diệp Phàm đột nhiên ra tay, trực tiếp bẻ gãy cổ của hai người này, bước vào hang ổ của Lang tộc. Lang Hoàng, cút đi đây. Diệp Phàm vừa bước vào nơi này liền trực tiếp hét lớn. Bùm. Diệp Phàm vừa dứt lời, một luồng khí tức khủng bố từ trong Lang tộc bộc phát ra. Một bóng người lao ra, đó là vị Lang Hoàng kia. Cậu còn chưa chết sao? Lang Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt khó tin. Ông còn chưa chết, làm sao tôi có thể chết được? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mạng của tên nhãi danh như cậu cũng lớn đấy. Nhưng nếu cậu đã không chết, còn không nhanh chóng chạy trốn, cậu còn dám đến lang tộc của tôi, gan của cậu cũng rất lớn. Lang Hoàng lạnh lùng hét lên. Hôm nay tôi tới đây để tiêu diệt lang tộc của ông. Diệp Phàm nói thẳng. Tiêu diệt lang tộc của tôi. Ha ha ha. Lang Hoàng cười không chút kiêng dè, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Lang tộc của tôi đã đứng vững trên thế giới mấy ngàn năm, chưa từng có người nào dám mạnh miệng nói ra muốn tiêu diệt lang tộc của tôi. Nhãi danh, cậu thật sự không biết trời cao đất rộng. Bùm. Nhưng Diệp Phàm cũng không nói nhảm với ông ta nữa, hắn trực tiếp bộc phát toàn bộ sức mạnh. Bộc phát ra sức mạnh thần bí trong cơ thể và sức mạnh của ngũ sư phụ, tung một quyền về phía Lang Hoàng. Huyết mạch của Lang Thần. Vẻ mặt của Lang Hoàng trở nên lạnh lùng, ông ta cũng kích hoạt huyết mạch Lang Thần trong cơ thể mình, biến thành người sói và giơ móng vuốt ra. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, đòn tấn công của hai người lại va chạm nhau, phát ra một tiếng động lớn. Bùm. Lúc này, một luồng sức mạnh băng giá đáng sợ lại bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Phàm. Ngay khi sức mạnh băng giá này vừa bộc phát ra, nó nhanh chóng quét về phía Lang Hoàng,
đóng băng toàn bộ cơ thể ông ta. Nhân cơ hội này, Diệp Phàm lại tung ra một quyền, nện trên người Lang Hoàng. Cú đấm của hắn trực tiếp đánh bay Lang Hoàng, thậm chí còn phá hủy lớp băng trên cơ thể ông ta. Phụt! Lang Hoàng ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, bị thương nặng. Lúc này, những thành viên khác của Lang tộc đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt tức giận. Cậu! Lang Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông có thể chết được rồi. Diệp Phàm thờ ơ nói. Muốn giết tôi, không dễ như vậy đâu. Lang Hoàng đứng dậy và hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Ông ta đột nhiên phun ra một ngụm máu và đánh nó vào một pho tượng người sói trong hang ổ của Lang tộc. Dùng máu của tôi, triệu hồi dấu ấn của Lang thần. Lang thần vĩ đại, xin hãy giáng xuống thế gian này. Lang Hoàng đột nhiên duỗi tay ra và hét lên. Bùm! Một giây tiếp theo, từ pho tượng người sói phát ra một tiếng gầm gừ, ánh sáng chói lóa từ đó tỏa ra, bao trùm toàn bộ Lang tộc. Khi ánh sáng tiêu tan, một bóng sói màu bạc khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phía trên Lang tộc, tản ra sức mạnh vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào con sói bạc, trên mặt lộ ra vẻ nặng nề. Khí tức do con sói bạc này tỏa ra còn đáng sợ hơn gấp trăm lần so với cường giả trên vương cảnh. Lang thần đại nhân, tên này muốn giết Lang tộc của chúng ta, xin đại nhân hãy ra tay giết chết cậu ta. Lang Hoàng quỳ xuống và nói với con sói bạc. Con sói bạc này trực tiếp phát ra một tiếng sói tru chấn động trời đất, dùng một móng vuốt đè ép về phía Diệp Phàm. Khi móng vuốt rơi xuống, Diệp Phàm cảm giác được một loại cảm giác áp bách cực kỳ nặng nề, toàn thân không thể cử động. Bùm! Đúng lúc Diệp Phàm đang suy nghĩ nên làm thế nào để chống đỡ, thì Long Tỷ trong cơ thể hắn đột nhiên lao ra, tỏa ra ánh sáng vàng rực, từ đó truyền ra từng đợt tiếng rồng gầm, tản ra sức mạnh rồng đáng sợ. Đồng tử của con sói bạc thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi. Một tiếng gầm vang lên, con sói bạc trực tiếp bị Long Tỷ tiêu diệt, ngay cả bức tượng kia cũng nổ tung. Không! Khi Lang Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này, ông ta hét lên đầy với vẻ mặt khó tin. Mà trong mắt Diệp Phàm hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ Long Tỷ này lại giúp hắn một lần nữa. Xoẹt! Trong mắt Diệp Phàm lộ ra ánh sáng lạnh như băng nhìn chằm chằm Lang Hoàng, hắn trực tiếp đánh ra một quyền. Bùm! Lúc này, Lang Hoàng vẫn còn đang trong cơn kinh hãi trước sự hủy diệt của Lang Thần, không kịp chống cự một quyền của Diệp Phàm, kết quả là cơ thể ông ta bị một quyền của Diệp Phàm đánh cho nổ tung. Khi Lang Hoàng bị giết, nội tâm của tất cả các thành viên Lang tộc có mặt đều trầm xuống và tất cả đều ngây ra. Lúc này, trên người Diệp Phàm bộc phát ra sức mạnh băng giá vô tận, quét thẳng về phía toàn bộ Lang tộc. Trong nháy mắt, toàn bộ Lang tộc hoàn toàn bị đóng băng, tất cả thành viên của Lang tộc đều biến thành tác phẩm điêu khắc bằng băng, mất hết tất cả sự sống. Lúc này, Lang tộc đã truyền thừa mấy ngàn năm, trực tiếp bị hủy diệt trong tay Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm xoay người rời đi nơi này. Nhưng điều hắn không biết là phía dưới Lang tộc này, còn có một không gian bí ẩn và trong không gian đó có một quan tài bằng băng. Lúc này, quan tài băng đang rung chuyển, tựa như có người từ trong đó sống lại. Mấy giờ sau, Diệp Phàm trở lại doanh trại của quân Thiên Sách. Thiếu quân chủ, Tần Thành trực tiếp quỳ ở trước mặt Diệp Phàm, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Những người còn lại đâu? Diệp Phàm nhìn quân doanh trống rỗng, nhíu mày. Nhìn Tần Thành hét lớn. Thiếu quân chủ, quân Thiên Sách đã không còn. Tần Thành đau lòng nói. Cái gì, không còn. Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, hắn không thể tin nhìn chằm chằm Tần Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Thành trực tiếp nói tất cả mọi chuyện cho Diệp Phàm, từ lúc chiến bộ ra lệnh, sau đó tên thiếu soái kia xuất hiện, rồi đến việc quân Thiên Sách dụ quân đội 7 nước vào Nhất Tuyến Thiên, kết quả là Nhất Tuyến Thiên xảy ra vụ nổ. Bùm! Diệp Phàm nghe xong lời này, trên người hắn bộc phát ra một luồng sát khí ngút trời, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ như máu. Thiếu quân chủ, tất cả những điều này đều là âm mưu của những hộ quốc chí tôn và thiếu soái kia, bọn họ đã chôn sẵn thuốc nổ ở Nhất Tuyến Thiên, chuẩn bị cho nổ tung toàn bộ quân Thiên Sách và quân đội của 7 nước. Thiếu quân chủ, hơn 100.000 binh sĩ của quân Thiên Sách đã chết một cách bi thảm. Tần Thành kêu lên với vẻ mặt đầy đau buồn và tức giận. Hộ quốc chí tôn, thiếu soái, vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Đúng rồi, thiếu quân chủ, tôi vừa nhận được tin, trưa hôm nay, 5 vị hộ quốc chí tôn sẽ tổ chức lễ trao tướng phong soái cho tên thiếu soái kia tại căn cứ chiến bộ, chính thức bổ nhiệm tên thiếu soái kia làm nguyên soái của chiến bộ Long Quốc. Đột nhiên, Tần Thành nói,
Soạt. Ánh mắt Diệp Phàm khựng lại, trong mắt mang theo sát ý, hắn trực tiếp đi đến đế đô. Ở đế đô, tất cả những người quyền quý, gia đình giàu có và người của thế gia đều đến căn cứ của chiến bộ để chuẩn bị tham gia lễ phong nguyên soái của tên thiếu soái kia. Lần này tên thiếu soái kia đã lập được chiến công rất lớn, được 5 vị hộ quốc chí tôn cùng nhau trao cho danh hiệu tướng quân 9 sao, đồng thời phong là nguyên soái của Long Quốc. Cảnh tượng này phải đồ sộ đến mức nào? Đương nhiên, những người quyền quý ở đế đô đều muốn nhìn thấy cảnh tượng long trọng như vậy. Buổi lễ phong tướng của chiến bộ lần này cũng được công khai trước công chúng, vì vậy tất cả những người quyền quý của đế đô đều đến căn cứ của chiến bộ. Ngoài ra, tất cả tướng lĩnh của các chiến khu và quân đoàn của Long Quốc cũng đã nhận được lệnh đến tham dự buổi lễ này. Trong lúc nhất thời, buổi lễ trao tướng phong soái này trực tiếp trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất của Long Quốc hôm nay. Quân Lăng Thiên đang ngồi trong một căn phòng ở căn cứ chiến bộ, anh ta mặc trên người quân phục, bên ngoài khoác chiến bào, uy phong lẫm liệt. Thiếu soái, nghi thức sắp bắt đầu rồi. Lúc này, một người đàn ông tới trước mặt quân Lăng Thiên nói. Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương xử lý thế nào rồi? Quân Lăng Thiên lạnh lùng nói. Đã phái quân đi thanh lý sạch sẽ, hiện tại hai thế lực lớn này đã không còn tồn tại nữa. Người đàn ông nói rồi tò mò nhìn quân Lăng Thiên, thiếu chủ, Diệp Phàm đã chết rồi, có cần thiết phải hao tâm tổn trí đối phó với Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương không? Mặc dù hắn chết nhưng Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương, một cái là tổ chức tình báo lớn nhất Long Quốc, một cái là thế lực đứng đầu. Sự tồn tại của bọn họ là một mối đe dọa, đương nhiên phải diệt trừ. Quân Lăng Thiên lạnh lùng đáp. Nói xong anh ta cũng đi ra ngoài. Lúc này, mấy vạn đại quân đang đứng trên thao trường của căn cứ, bọn họ xếp thành từng ma trận vuông, ngay ngắn trật tự. Trong đó những thành viên cấp cao của các đại quân đoàn và chiến khi đứng ở hàng đầu tiên, quân hàm thấp nhất trong số họ là 7 sao, phân nửa bọn là đeo sao cấp tướng. Ở phía bên kia là các chức sắc. Các gia tộc giàu có và những người thuộc dòng họ quyền thế ở đế đô. Gần như tất cả những quyền quý ở đế đô đều có mặt. Ngay cả ông cụ nhà họ Lữ Lữ Tứ Hải một trong 6 hình bộ của Long Quốc cũng có mặt ở đây, những gia tộc khác tới đây đều là người nắm quyền của thế hệ trước. Hôm nay tất cả tập trung ở nơi này là để chứng kiến nguyên soái mới của Long Quốc. Lúc này, một đoàn người xuất hiện, dẫn đầu là 4 ông già mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Đó không phải là trưởng lão của nội các sao? Không ngờ hôm nay ngay cả bọn họ cũng tới. Ở hiện trường, không ít người nhìn thấy 4 lão già kia xuất hiện thì trên mặt lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Bọn họ chính là 4 trong 9 trưởng lão của nội các. Từ trước tới nay, trưởng lão không xuất hiện ở nơi công cộng, nhưng hôm nay là ngày phong soái, trong trường hợp này nội các đương nhiên sẽ lộ mặt. Ngay sau đó, những nhân vật quyền quý và các tướng lĩnh thi nhau chào hỏi với đại trưởng lão của nội các, mà 4 người bọn họ cũng mỉm cười, khẽ gật đầu. 4 vị trưởng lão, hoan nghênh tới chiến bộ. Một giọng nói vui vẻ vang lên, người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen bước tới cười nói. Ông ta chính là Mộ Thiên Vấn, một trong cửu đại hộ quốc chí tôn của Long Quốc. Mộ Tôn Chủ, 4 trưởng lão của nội các khẽ gật đầu nhìn Mộ Thiên Vấn, một người trong số đó nói, hôm nay chúng tôi thay mặt đại trưởng lão tới đây, vốn dĩ đại trưởng lão muốn đích thân tới nhưng phía nội các còn có chuyện cần phải xử lý nên đã ủy thác cho 4 người chúng tôi tới. Đa tạ 4 trưởng lão đã tới đây. Quân Lăng Thiên bước tới mỉm cười nói. Thiếu soái hôm nay quả thật là tư thế oai hùng. Một vị trưởng lão nội các nhìn quân Lăng Thiên tán thưởng. Chúng ta phải đổi xưng hô thành nguyên soái sớm thôi. Một trưởng lão nội các khác cười nói. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị nguyên soái trẻ tuổi này, người vừa xuất hiện vài ngày đã gây chấn động khắp cả nước. Lúc này, 4 bóng dáng xuất hiện, trên người bọn họ tản ra một uy áp vô hình. Bọn họ chính là Bạch Tôn Chủ, Liêu Tôn Chủ, Huyền Tôn Chủ, Hạo Tôn Chủ tứ đại hộ quốc chí tôn. Từng tiếng ngạc nhiên hô lên. Những gia tộc quyền quý và các tướng lĩnh ở đây đều nhìn 4 người này với vẻ mặt kính nể. 4 người này bao gồm cả Bạch Thao, thêm Mộ Thiên Vấn nữa là ngũ đại hộ quốc chí tôn. Không biết bao nhiêu năm rồi mới có nhiều hộ quốc chí tôn xuất hiện cùng lúc như vậy như vậy. Đối mặt với 4 vị hộ quốc chí tôn, các trưởng lão nội các cũng thi nhau chào hỏi. 4 vị tôn chủ tới rồi. Quân Lăng Thiên nhìn 4 người mỉm cười, anh ta không tỏ ra thấp kém, không im lặng cũng không tỏ ra tôn kính, ngược lại 4 vị hộ quốc chí tôn này lại chào hỏi quân Lăng Thiên, thiếu soái. Các người tới rồi, vậy thì bắt đầu cử hành nghi thức phong soái đi. Mộ Thiên Vấn nói. Ngay sau đó,
ngạc quân đội vang lên. Năm vị hộ quốc chí tôn và quan Lăng Thiên đứng trên đài cao giữa thao trường. Thành viên của chiến bộ quân Lăng Thiên cứu Long quốc khỏi nguy nan, lập chiến công hiển hách cho Long quốc ta, được vạn dân kính yêu, bởi vậy thông qua nghị quyết chiến bộ, đặc biệt trao tặng tướng hàm 9 sao cho quân Lăng Thiên. Mộ Thiên Vấn nhìn mọi người nói. Sau đó, ông ta nói tiếp, thông qua nghị quyết chung của nội các và chiến bộ, quyết định bổ nhiệm quân Lăng Thiên trở thành nguyên soái của Long quốc, thống lĩnh các quân, tiếp tục bảo vệ Long quốc. Lúc này, mọi người có mặt đều vỗ tay. Mà quân Lăng Thiên khẽ nở một nụ cười tà mị. Nhưng lúc này một giọng nói lạnh lùng ở phía sau truyền tới, tôi không đồng ý. Phút phút phút. Giọng nói này vừa vang lên, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện, không ai khác chính là Long Chiến Thiên và Hắc Uyên. Kia không phải Long Soái sao? Nghe nói lúc trước ông ấy bị cách chức, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Không ít người trông thấy Long Chiến Thiên xuất hiện thì đều rất ngạc nhiên. Sau khi bốn vị trưởng lão và năm hộ quốc chí tôn nhìn thấy Long Chiến Thiên thì nhíu mày, nhất là Mộ Thiên Vấn, ông ta lạnh lùng nhìn Long Chiến Thiên, Long Chiến Thiên, sao ông lại xuất hiện ở đây? Tôi là nguyên soái của Long Quốc, đây là chiến bộ, vì sao tôi lại không được xuất hiện ở đây? Long Chiến Thiên đi tới, nhìn Mộ Thiên Vấn với ánh mắt lạnh lẽo. Ông đã bị cách chức nguyên soái và hàm tước. Bây giờ ông không còn là nguyên soái của Long quốc nữa. Mộ Thiên Vấn lạnh giọng nói. Chức vị nguyên soái của tôi là do đích thân quốc chủ trao tặng, còn chưa tới phiên Mộ tôn chủ nói cách là cách, lúc trước ông cách chức vị của tôi, vì lấy đại cục làm trọng, không để Long quốc sinh ra náo động nên tôi mới nhịn. Nhưng không ngờ các người lại mất trí như vậy, không chỉ tự mình gán tất cả công trạng của thiếu quân chủ quân Thiên Sách lên người gọi là thiếu soái kia, hơn nữa còn cùng nhau cấu kết mưu hại quân Thiên Sách. Chôn vùi mười mấy vạn chiến sĩ anh hùng tắm máu vì tổ quốc, các người đúng là tội ác tày trời. Loại xuất sinh như các người không có tư cách là hộ quốc chí tôn, càng không xứng được phong soái. Bởi vì tất cả các người đều không xứng. Long Chiến Thiên nhìn năm hộ quốc chí tôn và quân Lăng Thiên với vẻ mặt lạnh như băng. Mà những lời ông nói khiến tất cả mọi người ồ lên. Vẻ mặt của những hộ quốc chí tôn trầm xuống, trên người bọn họ tản ra khí tức vô cùng đáng sợ. Một trong ngũ đại hộ quốc chí tôn Liêu Kiếm nhìn Long Chiến Thiên quát, Long Chiến Thiên, ông thật to gan, hộ quốc chí tôn là người mà ông có thể tùy ý sỉ nhục sao? Người đâu, lập tức bắt bọn họ lại. Mộ Thiên Vấn không nói nhiều, ông ta trực tiếp hạ lệnh. Ngay sau đó, một đám chiến sĩ vọt về phía Long Chiến Thiên và Hắc Uyên. Ai dám động tới Long Soái? Đột nhiên, một giọng quát lạnh như băng vang lên. Quân chủ quân Kỳ Lân, Xích Tiêu đi tới. Chiến sĩ quân Kỳ Lân đều rút ra vũ khí, đội quân tản ra một cỗ sát khí ngút trời. Lúc này quân chủ quân Huyền Vũ, Huyền Lâm, quân chủ quân Báo Tuyết, Nhiếp Bắc Lương, một đám tướng lĩnh chiến khu Tây Bộ và thống soái chiến khu Bắc Bộ đều lần lượt đứng ra. Bọn họ trực tiếp đứng về phía sau của Long Chiến Thiên, ai nấy đều nhìn năm hộ quốc chí tôn với vẻ mặt lạnh lẽo. Lúc này, vẻ mặt của những người khác đều thay đổi. Bốn trưởng lão của nội các và năm hộ quốc chí tôn đều kinh sợ. Không ngờ quân Kỳ Lân, Huyền Vũ lại bị ông khống chế, ngay cả chiến khu Bắc Bộ cũng nghe lệnh của ông, Long Chiến Thiên, bản tôn chủ đã xem thường ông rồi. Mộ Thiên Vấn lạnh lùng nhìn Long Chiến Thiên. Ông nghĩ tôi làm Long Soái nhiều năm như vậy là vô ích sao? Long Chiến Thiên lạnh lùng quát. Lúc này, quân Lăng Thiên mỉm cười nhìn Long Chiến Thiên, Long Soái, chỉ dựa vào đám người này, ông nghĩ mình có thể chống lại ngũ đại hộ quốc chí tôn sao? Bọn họ không được thì còn có chúng tôi. Lúc này, lại là giọng nói lạnh lẽo truyền tới. Hai người mặc áo khoác dài với vẻ mặt hung ác đi tới. Hạo Dương, Lãnh Thương, hai người là đồng bọn với Long Chiến Thiên. Mộ Thiên Vấn lạnh nhạt nói với hai người này, bốn hộ quốc khác cũng nhìn bọn họ với vẻ mặt lạnh lẽo. Bọn họ chính là hai trong số 9 hộ quốc chí tôn của Long Quốc, tên là Hạo Dương và Lãnh Thương. Hừ, Mộ Thiên Vấn, lẽ nào mấy người đã quên thân phận của mình rồi sao? Các người là thần thủ hộ của Long Quốc, trách chức của mấy người chính là bảo vệ Long Quốc, bây giờ xem lại mình đi, vì ham muốn cá nhân mà trở thành chó săn của nhà họ quân, không tiếc giết hại bao nhiêu chiến sĩ đã đổ máu vì tổ quốc, các người không cảm thấy cắn rứt lương tâm, xấu hổ với bốn chữ hộ quốc chí tôn hay sao? Hạo Dương lạnh lùng nhìn năm người trước mặt. Các người đã không còn thuốc chữa rồi. Lãnh Thương lớn giọng quát, ánh mắt ông lóe lên tia sắc lạnh. Nhà họ quân. Lúc này không ít người nghe thấy cái tên nhà họ quân thì đều tỏ ra khó hiểu.
bọn họ chưa từng nghe tới gia tộc này. Ông cụ Lữ Lữ Tứ Hải nghe thấy tên nhà họ Quân thì ánh mắt hiện rõ vẻ khiếp sợ. Đã biết mà còn dám ngang nhiên đối địch với nhà họ Quân, mấy người đã nghĩ tới hậu quả chưa? Mộ Thiên Vấn nhìn hai đại hộ quốc chí tôn lạnh lùng nói. Có những việc nên làm, cũng có việc không nên làm. Chúng ta thân là hộ quốc chí tôn, tất cả phải lấy Long Quốc làm chủ. Hạo Dương kiên định nói. Bộp bộp bộp. Quân Lăng Thiên vỗ tay, anh ta cười nhìn hai vị hộ quốc chí tôn, nói hay lắm, không ngờ hai vị lại có đạo đức tốt như vậy, vì nước vì dân, quả thật khiến Lăng Thiên bội phục. Vụt. Dứt lời, vẻ mặt hắn lạnh xuống, nếu đã thế, vậy thì các người đi chết đi. Ầm. Lúc này, trên người Quân Lăng Thiên bộc phát ra uy áp ngút trời, chấn áp toàn bộ đám người Long Chiến Thiên, hai vị chí tôn và Xích Tiêu. Ngay lập tức, toàn bộ không khí ở căn cứ chiến bộ như ngừng lại. Quân cảnh. Vẻ mặt của đám người Long Chiến Thiên khựng lại, bọn họ khiếp sợ nhìn Quân Lăng Thiên. Thực lực của vị thiếu soái này đã bước vào quân cảnh, hơn nữa còn không phải là cường giả quân cảnh bình thường, nếu không thì sẽ chẳng phát ra được uy áp đáng sợ như vậy. Phút. Tiếp đó, trong tay Quân Lăng Thiên xuất hiện một thanh kiếm dài màu đỏ, tản ra kiếm uy tối cao. Thanh kiếm chém thẳng về phía đám người Long Chiến Thiên. Ầm rắc rắc. Kiếm bổ xuống mang theo tiếng sấm sét vang lên trong không gian, màu sắc của trời đất thay đổi trong nháy mắt. Kiếm quang màu đỏ thẫm như ẩn chứa uy lực của Thượng Đế, xé rách không gian rồi hướng thẳng về phía Long Chiến Thiên, Hạo Dương và Lãnh Thương. Uy lực của nhát chém này đã đạt tới mức vô cùng đáng sợ, cho dù là cường giả quân cảnh cửu trọng thì cũng không đỡ được. Lúc này, vẻ mặt của đám người Long Chiến Thiên thay đổi, bọn họ dốc toàn bộ sức lực để ngăn cản nhát kiếm này. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Hắn vung quyền đánh nát kiếm quang của đối phương. Cú đấm này có sức mạnh nghiền nát trời xanh, phá vỡ vũ trụ. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều bị dọa cho khiếp sợ.